Chương 1511, phải đập cửa lớn của quân khu tỉnh. Giám đốc, phòng khách đã mất một chăn đơn và khăn trải giường sang trọng. Một nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp khách sạn Hoa Thắng với vẻ mặt nghiêm trọng đến báo cáo. Có phải nhóm hoàng thất nước Anh cũng thường dùng loại thương hiệu này? Giám đốc nhíu mày hỏi. Vâng, Ellie màu đỏ, tương đối quý, một bộ dùng trên giường hải hơn 30.000 tệ. Nhân viên phục vụ có vẻ lo lắng, chỉ sợ giám đốc chịu mắng. Tổn thất ở trong nhà khách là việc lớn, liên quan đến mấy chục ngàn sổ sách. Bởi vì, bốn cô gái đều đi rồi, giám đốc Triệu còn chưa biết, đang muốn hướng đại ca Diệp thăm hỏi một chút. Việc lạ, trong nhà bí thư Diệp thiếu khăn trải giường phải không? Bảo một tiếng nhà khách chúng ta đưa xe qua là được. Giám đốc Triệu Hải mặc dù nghi ngờ, nhưng vẻ mặt biểu cảm hừ nói. Tôi đã biết, đổi một giường đi. Còn nữa, việc này không được nói lung tung nữa, phỏng chừng có khách nào uống rượu say ném đi. Tôi biết rồi, sẽ không nói linh tinh. Nữ nhân viên phục vụ khẩn trương nói. Giám đốc Triệu suy nghĩ thật là chu đáo, chỉ sợ việc này vẫn có thể truyền tới tai đại ca Diệp. Chuyện sai người sau lưng chỉnh mình cũng là có thể, giám đốc Triệu cũng không dám rước rủi ro này về. Trời còn chưa có sáng, trong lòng đại ca Diệp có quỷ. Hơn nữa, tương đối áy náy, đối với chính mình cực kỳ khinh thường. Hắn ngồi ở trong xe, yên lặng hút thuốc, cảm giác tương đối buồn bực. Vì thế lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho Trương Cường, hỏi. Đêm qua uống cùng Tư lệnh Mai thế nào? Lúc bắt đầu có nhiều người, chúng tôi chỉ tán gẫu một chút tin tức ngoài lề thú vị. Sau đó Tư lệnh Mai lại mời tôi uống trà, chỉ hai chúng tôi. Trương Cường thản nhiên cười nói. Sự việc hẳn là thành công chứ? Diệp Phàm hỏi. Mới thành công 6 phần, tuy nhiên, Mai Trường Phong cũng rất khó thu phục. Lúc bắt đầu luôn luôn giả ngu. Sau thấy tôi tức giận. Lấy ra tiền đặt cọc ông ta mới gật đầu. Trương Cường nói. Diệp Phàm thầm mắng một câu cáo già, lại hỏi. Nói xem như thế nào, cậu sẽ không trực tiếp giao dịch với ông ta chứ? Không khác biệt lắm, tôi nói với ông ta. Nhà khách quân khu tỉnh cản trở sông Hồng Liên. Bí thư Diệp ở đó ra sức sửa đổi sông Hồng Liên. Sông Hồng Liên được xây dựng tốt, đối với báo săn và tướng sĩ Vịnh Lam Nguyệt đều có lợi. Bởi vì tiểu khu quan quân xây dựng ở bờ sông Hồng Liên, nếu sông bẩn thỉu cả ngày cũng không chịu nổi có phải không? Ý tứ này đã rất rõ ràng, tuy nhiên, Mai Trường Phong gật đầu nói là, nhằm vào nhà khách quân khu tỉnh cũng không có ý kiến gì. Nói như là hủy đi trả lại cho nhân dân Hồng Liên, tôi hơi tức giận, cuối cùng dùng phương thuốc tể mãnh dược. Tôi nói, nếu sư đoàn của ông ta muốn mượn sân huấn luyện của báo săn lâu dài, thì phải giải quyết chuyện nhà khách quân khu tỉnh trước. Mai Trường Phong nghe xong nhìn chằm chằm vào tôi còn giơ tay chỉ trời nói. Hiệp nghị dỡ bỏ nha khách hoàn thành, chuyện bên kia tôi bao. Mai Trường Phong rốt cục gật gật đầu nói là nhà khách quân khu tỉnh nên hủy đi, hơn nữa còn thả vài câu dám nói chỗ nào vì quân đội phục vụ, quân đội cũng phải vì chỗ đó. Dù sao chỉ dùng để che đậy, lão già này, tôi không đưa ra sân huấn luyện báo săn thì ông ta không gật đầu, ném lợi ích đi ra, ông ta lập tức gật đầu. Ý tứ mờ mịt của tôi hẳn là ông ta đã hiểu. Trương Cường cười nói. Thấy lợi mà, cũng là bình thường thôi. Diệp Phàm cười cười, trong lòng cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Thằng nhãi này liền lẳng lặng ngồi trong xe kia đứng ở bên cạnh khách sạn Hoa Thắng Đại vắng vẻ. Bởi vì, thằng nhãi này phải đắn đo suy nghĩ sau khi quyết định ở bên ngoài khách sạn ôm cây đợi thỏ. Chút nữa khoảng 8-9 giờ thì đám Lan Khuyết Trúc sẽ ra đây. Phụ nữ. Nếu như là lần đầu phá, dưa, hơn nữa, lại phá trong lúc hỗn loạn, thì cường độ kia quá lớn. Phụ nữ như vậy đều đã bị làm thương, đến lúc đó đi đường chắc chắn sẽ có chút mất tự nhiên. Mục đích chính của Diệp Phàm chính là muốn nhìn rốt cuộc là vị nào bị chính mình, tử hình. Về sau tìm cơ hội chịu trách nhiệm, muốn đánh, muốn chửi đều được. Đương nhiên, Diệp Phàm biết trách nhiệm của mình không dậy nổi. Bởi vì, là một người đàn ông, như Lan Khuyết Trúc nói. Phạm chuyện xấu phải dũng cảm thừa nhận. Mặc dù trách nhiệm này không gánh nổi cũng không thể giả câm giả điếc, đó là xúc sinh. Đây là vấn đề thái độ, Diệp Phàm tin rằng, các cô gái loại này đều có thái độ kiêu kỳ của phụ nữ, tuyệt sẽ không nghe theo mà buông tha. 7 giờ sáng chim chóc ở nhà khách quân khu tỉnh đều hót líu lo trong khu vườn vắng vẻ, dường như cảm tạ lãnh đạo quân khu tạo cho chúng một tổ hiếm thấy như vậy trong rừng cây. Kỳ thật.
nhà khách quân khu tỉnh xây dựng không ít năm, lúc ấy địa bàn không có gì đáng giá tiền. Cho nên, địa bàn tương đối lớn, bên trong quang cảnh chính xác là yên tĩnh, trải qua một thế hệ lãnh đạo quân đội kiến thiết, nhà khách quân khu tỉnh nhìn bề ngoại giản dị mà tự nhiên. Trên thực tế bên trong trang hoàng không thua gì khách sạn 5 sao. Hơn nữa, như chỗ ở của tư lệnh đại quân khu lĩnh Nam Kiều Hoành Sơn phòng chừng so với phòng tổng thống cũng sẽ không kém hơn là bao. Đương nhiên, bên trong sửa là theo phong cách của quân nhân. Ví như, Kiều Hoành Sơn rất thích thời đại Hồng quân, cho nên, ông ta bày biện rất nhiều di vật của Hồng quân lúc đó trong phòng. Ví như mũ bát giác, ngũ sừng tinh, giày rơm, những thứ này nhiều thật đúng là rất chân thực, cũng không biến thành sơn trại. Mai Trường Phong ngủ thoải mái, bởi vì chuyện sắp thu phục Trương Cường bên này. Chỉ cần thủ trưởng báo săn gật đầu một cái, Kiều Hoành Sơn bên kia đã được nhà họ Mai làm thông rồi. Chính mình sắp đến tập đoàn quân thứ hai chỉ đạo công tác. Hơn nữa, nghe nói nếu sư đoàn nào có thể tổ chức thành công, đến lúc đó đạt thành tích ở các đại quân khu, lập tức có thể thăng làm phó tư lệnh Vịnh Lam Nguyệt. Đương nhiên, nhà họ Mai tính toán không phải là phó tư lệnh căn cứ Vịnh Lam Nguyệt, đó chẳng qua chỉ là vị trí một thiếu tướng. Mai Trường Phong tính toán lâu dài là căn cứ tư lệnh, đó là vị trí chân chính của trung tướng. Trước kia là Triệu Quát nhà họ Triệu ngồi. Triệu Quát vừa được chuyển đi đảm nhiệm chức phó tư lệnh quân khu Bắc Kinh. Phỏng chừng vài năm điều một lần, quân hàm lên đến thượng tướng đến lúc đó rõ ràng đảm nhiệm chức vị chính đại quân, coi như là chân chính bước vào hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của giới quân sự. Đối với một quân nhân, việc này gần giống như là danh dự cao nhất. Mai Trường Phong mở cửa sổ ra, đang chuẩn bị đóng cửa sổ chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến một âm thanh hỗn loạn hô to. Đưa tôi đường sông, chúng tôi không cần hồng thủy. Chúng tôi phải ở đâu chứ? Người bên ngoài kêu to. Mai Trường Phong cẩn thận nghe, cảm giác có khá nhiều người, điệu bộ có vẻ có chút hiêu sách. Phó tư lệnh Mai vào phòng cầm một kính viễn vọng quân dụng đi ra. Ôi, phía ngoài tương đối đông, cả trai lẫn gái đều có, dường như là hàng xóm láng giềng tụ tập. Phòng chừng không dưới 1.000 người, đứng đầy cửa chính nhà khách quân khu tỉnh. Tuy rằng thanh âm rất lớn, một đám giơ tay hô, nhưng không có biểu hiện gì là quá khích. Ví như phá cửa, đương nhiên, gọi người của ông ta đập bọn họ cũng không dám đập. Bởi vì, vừa nghe thấy động tĩnh, 10 người bảo vệ quân khu cùng một đại đội trưởng là thượng úy đã sớm triển khai nói chuyện, một đám cầm súng, vẻ mặt uy nghiêm chừng chừng nhìn 1.000 quần chúng đứng đối diện. Đương nhiên, quần chúng này phải để trong ngoặc kép mới đúng. Phó tư lệnh Mai vừa suy nghĩ liền hiểu rõ. Thì ra chính là đại ca Diệp muốn làm võ trang nhân dân, yêu sách. Trương Cường đơn giản chính là muốn một câu chính mình. Thật đúng là đừng nói, làm ầm ĩ như vậy, cũng là giúp chính mình. Trong lòng Mai Trường Phong âm thầm cảm ơn Diệp Phàm, người này thật đúng là sẽ sửa chuyện này. Nếu không ỷ vào trận này trực tiếp nói chuyện cùng Hồ Trung Minh trong lòng người ta sẽ không thoải mái, có gốc dạ này cũng tốt, mình sẽ thuận nước đẩy thuyền biết thời biết thế cũng là hợp tình hợp lý. Tuy nhiên, tư lệnh Mai không hề động, ông ta đang đợi, bởi vì, Hồ Trung Minh còn chưa tới. Tin rằng bây giờ Hồ Trung Minh đã nhận được báo cáo, phỏng chừng 10 phút nữa sẽ tới. Còn vận chuyển đường sông của chúng tôi, các người đem đổ xuống sông chúng ta sẽ bị ngập nước, còn đường sông chúng tôi. Tiếng quát liên tiếp vang lên. Không lâu, Cục Công an thành phố nhận được điện thoại quân khu tỉnh, nói là có một người đám người dân gây rối ở cửa chính. Yêu cầu Cục Công an thành phố phái lực lượng cảnh sát tới bắt người. Bằng không, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Cục Công an thành phố phải chịu trách nhiệm. Lô Vĩ lúc này đáp ứng rồi, ra lệnh. Không lâu, lấy ra mấy xe cảnh sát, lại thêm uy phong cảnh sát. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện đám người này cũng không có tình trạng xôn xao, cũng liền triển khai một người ở cạnh cửa xem náo nhiệt. Xem tư thế kia, bọn họ tổ chức thật là tốt, giống như không phải dân chúng mà là tựa như quân nhân. Đương nhiên, người phụ trách Cục Công an thành phố cũng giả vờ giả vịt khuyên bảo. Kỳ thật, không cần đồng chí Lô Vĩ giải thích, nhóm cảnh sát này hận không thể để dân chúng đập nhà khách quân khu tỉnh kia. Bởi vì, giờ phút này bọn họ cũng hận thấu xương một số đồng chí quân khu tỉnh. Chuyện lần trước trưởng phòng mã quân khu tỉnh dẫn người đến cửa chính Cục Công an thành phố có cảnh sát nào còn không hiểu được. Hôm nay có thể nhìn thấy cảnh người đến đây gây rối, nhóm cảnh sát trong lòng đương nhiên khoái chí. Quả nhiên, vài phút sau, một tiếng còi cảnh báo vang lên chói tai. Tư lệnh Hồ cùng phó tư lệnh Ngô chạy xe đến rất nhanh.
Hơn nữa, phía sau còn có hai xe tải lớn đi theo, bên trên một loạt quân nhân nhảy xuống xếp hàng. Chắc là lãnh đạo đến rồi. Lúc này, một lão già giọng khàn khàn hô to một tiếng. Chúng tôi muốn an toàn, chúng tôi muốn đường sông. Đám người bắt đầu hướng về phía tư lệnh hồ, vây quanh, vừa chen chúc vừa la lớn. Tuy nhiên, cửa bị nhóm cảnh sát đứng quanh, xe tư lệnh hồ không ngờ còn không thể vào được. Mau tránh ra, để xe thủ trưởng đi vào. Thượng úy đại đội trưởng lúc trước hô. Không thể đi ra, bằng không, bọn họ vọt vào thì phiền toái. Lúc này, đội trưởng đội cảnh sát hình sự của Cục Công an thành phố Pu là Hướng Minh Huy cố ý hô lớn, nhóm cảnh sát vừa nghe liền hiểu, toàn bộ đội hình đứng thành tường tại cửa. Không cần nói nữa, ngay cả người cũng không chen được vào. Còn ra thể thống gì? Tư lệnh Hồ và phó tư lệnh Ngô đều xanh mặt xuống xe, mười mấy quân nhân uy vũ cùng đi về hướng cửa. Một lão già chen chúc đi lên, hô lớn. Thủ trưởng, chúng tôi yêu cầu nói chuyện. Cút ngay. Một người bên cạnh tư lệnh Hồ phỏng chừng tính tình khá nóng nảy, chặn lại, chỉ muốn đẩy lão già mà thôi. Nào biết lão già kia kêu một tiếng không ngờ té lăn quay trên mặt đất. Hơn nữa, lập tức có máu tươi từ ống quần chảy xuống dưới. Tuy nói không nhiều lắm, nhưng một chút đỏ tươi cũng đủ kích thích đám người. Lập tức vỡ tổ, có người hô. Quan quân đánh người, quan quân của khu tỉnh đánh người, ức hiếp dân chúng sông Hồng Liên chúng ta, nhóm láng giềng, nhất định phải nghiêm trị người gây họa. Chương 1512, hủy đi. Lúc này, không biết ai ở trong đám người lớn tiếng hô. Mấy trăm người trẻ tuổi chen chúc đi lên, hướng tư lệnh Hồ đi tới đè ép, tinh thần quần chúng xúc động. Đội trưởng Hướng vừa thấy, khẩn trương sắp xếp người đưa lão già đến bệnh viện. Tiếng la hét của đám người vang dội, nhưng, quần chúng cũng không phản kháng quá khích. Tư lệnh Hồ cùng các quan quân cuối cùng cũng chen được vào trong cửa chính nhà khách. Mồ hôi đổ đầy cũng không kịp lau, một mạch đi tới phòng Mai Trường Phong. Vào đi, chuyện gì xảy ra vậy? Mai Trường Phong kéo dài giọng hừ nói. Trong lòng tư lệnh Hồ buồn bực. Sau khi đi vào phòng chào hỏi theo nghi thức quân đội mới nói. Một đám du côn đang gây rối. Đám du côn, đúng không? Vừa rồi nghe nói hình như lão già nào bị đả thương. Ai làm vậy? Cậu không sợ chuyện sẽ lớn lên sao? Súng quân khu không phải để đối phó với nhân dân. Đúng là làm bừa bãi. Mai Trường Phong nghiêm mặt, một gậy liền đánh vào mông Hồ Trung Minh. Rốt cuộc là thế nào? Giải thích xem. Nếu không chúng tôi phái đội điều tra xuống dưới. Tư lệnh Mai hừ nói. Hồ Trung Minh cũng thấy được có chút quái dị, bình thường thủ trưởng thấy chuyện như thế này sẽ không quản. Thường đều chỉ dặn dò cấp dưới giải quyết việc bãi bình. Tôi đoán là Diệp Phàm ở khu Hồng Liên gây khó dễ, bằng không, sao lại trùng hợp như vậy? Anh vừa đến, bọn họ nháo loạn lên. Rất kỳ cục, luôn bảo chúng ta hủy đi tòa nhà ven sông, nói là phải mở rộng sông Hồng Liên. Tòa nhà này xây dựng không ít năm, dựa vào cái gì bắt chúng ta hủy đi? Nếu thực hủy đi, về sau nhóm thủ trưởng đến nhà khách có cái gì giải trí? Hồ Trung Minh tương đối phẫn nộ báo cáo công việc đến đây. Diệp Phàm, hắn có lá gan đó sao? Mai Trường Phong từ trong mũi hừ ra một tiếng, liếc mắt nhìn Hồ Trung Minh một cái, nói. Cậu là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Diệp Phàm làm cấp bậc gì? Giám đốc sở. Tư lệnh Hồ thật sự buồn bực, chỉ sợ lộ ra khuyết điểm này, mình đường đường là một ủy viên thường vụ cấp phó tỉnh lại không xử lý được một cán bộ cấp giám đốc sở, thật là mất mặt. Ừ, không cẩn thận để tư lệnh Mai ép, tư lệnh Hồ có tức giận cũng không làm gì được. Hừ, Mai Trường Phong hừ lạnh một tiếng, cầm cốc trà uống, một lát mới nói. Nếu mỗi ngày đều ầm ĩ như vậy cũng không phải chuyện hay. Các cậu rốt cuộc có chiếm đường sông của người ta hay không? Nếu thực chiếm thì trả lại cho bọn họ. Có chiếm một chút. Phó tư lệnh Ngô thấy tư lệnh Hồ khó có thể mở miệng, đứng một bên đáp. Tuy nhiên, thủ trưởng, tòa nhà này lại không phải do chúng ta xây dựng, cũng không thể trách chúng ta có phải không? Hiện tại không phải cậu quản sao? Cậu không quản thì ai quản? Theo pháp luật mà làm đi, lý do của chúng ta cũng không được. Mai Trường Phong hừ một tiếng, đột nhiên lại vung tay lên nói. Hủy đi. Trả cho bọn hắn, chúng ta làm người gương mẫu. Tránh cho cả ngày lại nhảy đâm vào sống lưng chúng ta. Ở nhà khách này cũng không được an bình. Thủ trưởng, hủy đi thì chúng ta không có chỗ nào để xây dựng lại hạng mục giải trí.
nhà khách quân khu tỉnh còn nhận trọng trách an dưỡng cán bộ quân đội lão thành vài tỉnh lân cận, không phải chỉ để chơi. Một hạng mục giải trí cũng không có, cán bộ lão thành còn không mắng chết chúng ta sao? Hủy đi tòa nhà đó là tuyệt đối không thể. Phó tư lệnh Ngô thấy tư lệnh Hồ nháy mắt với anh ta, đó là kiên trì đến cùng rồi. Cậu là thủ trưởng hay tôi là thủ trưởng? Mai Trường Phong cũng có chút nổi giận, hừ lạnh một tiếng. Không khí căng thẳng thêm không ít, liếc mắt nhìn hai người này một cái, hừ nói. Các cậu đây là xây dựng trái phép, người ta còn không nỡ đưa lên tòa án vì còn nể mặt mũi quân khu chúng ta. Đến lúc tư lệnh Kiều hỏi đến, các cậu giải thích như thế nào? Cho nên, chỉ bằng sớm làm tấm gương sáng, cũng là để lại tiếng tốt. Tư lệnh Mai, thật sự phải hủy sao? Miệng Hồ Trung Minh có chút cảm xúc. Hủy đi. Mai Trường Phong cảm giác nhà họ Mai có phải không có tác dụng gì, hai người này không ngờ muốn liên kết lại ép mình. Đại tư lệnh Mai thật sự tức giận, giọng điệu lạnh như băng, chỉ nói một chữ. Được rồi. Hồ Trung Minh ngẫm nghĩ một lát, đành phải gật đầu. Tư lệnh Mai, hủy đi có thể được chính quyền khu Hồng Liên bồi thường một chút hay không? Chúng ta khẳng định được một mảnh đất bên cạnh để xây dựng lại tòa nhà. Cho nên, cấp trên có thể rút chút khoản tiền xuống hay không? Phó tư lệnh Ngô nói. Rút khoản trước mắt có vẻ khó khăn, cậu không thấy, nhà sĩ quan tốn không ít tiền, còn muốn làm đồng bộ công trình trường học và bệnh viện, cũng tốn tiền. Phỏng chừng không có mấy chục ngàn thì không làm được. Mai Trường Phong nói, liếc mắt nhìn mặt Hồ Trung Minh có chút khó coi, còn nói thêm. Tuy nhiên, về phương diện bồi thường các cậu có thể nói chuyện cùng chính quyền khu Hồng Liên, việc này là chuyện của các cậu. Về phần chuyện quân khu rút khoản sẽ không cần suy nghĩ. Nhưng các cậu có thể cùng tư lệnh Lâm của căn cứ Vịnh Lam Nguyệt, cùng với tập đoàn quân thứ hai Hầu Bình, thủ trưởng báo săn thương lượng một chút. Bảo bọn họ nói cho các cậu một chút bước đi. Thịt đến miệng bọn họ làm sao có thể ói ra được, anh cũng biết, buổi chiều khi chúng tôi gọi bọn họ phân phòng ở cho chúng tôi cũng không chịu, đòi tiền, làm sao có khả năng đó. Hồ Trung nói rõ, biện pháp cậu phải tự nghĩ ra. Người chuyển sống, cây chuyển chết, các cậu không phải là cây chứ? Mai Trường Phong hừ nói. Vậy được rồi. Hồ Trung Minh gật gật đầu, giải thích phó tư lệnh Ngô vài câu, không lâu, Ngô Huy Cần xuống dưới cửa lớn giải thích một chút, đám người rốt cục giải tán rồi. Buổi chiều, phó tư lệnh Ngô quân khu tỉnh thông báo chuyện hủy tòa nhà với vệ sơ tỉnh. Vệ sơ tỉnh lập tức tới văn phòng Diệp Phàm, đem việc này trình bày lại một lần. Phỏng chừng bọn họ sẽ yêu cầu bồi thường. Diệp Phàm thản nhiên nói. Tôi cũng lo lắng việc này, nếu là bồi thường mấy trăm ngàn còn được, chỉ sợ bọn họ đẩy giá lên trời thì phiền to. Vệ sơ tỉnh nói. Cứ nói chuyện trước, về vấn đề tiền anh thương lượng cùng chủ tịch quận Trương một chút. Nhất định không được vượt quá 200 ngàn là được. Vệ sơ tỉnh sau khi rời đi tới thẳng văn phòng Trương Lăng Nguyên. Trương Lăng Nguyên vừa nghe nói phải chi tiền, lông mày lập tức nhăn lại. Tuy nhiên, muốn không bỏ tiền ra thì làm sao người ta có thể lui địa bàn. Hơn nữa, người ta chấp nhận lui đã là tốt. Trong lòng Trương Lăng Nguyên âm thầm buồn bực, thực tại có chút khâm phục đại ca Diệp không ngờ có thể thuyết phục lãnh đạo quân khu đồng ý lui địa bàn. Về phần chuyện buổi sáng gây rối Trương Lăng Nguyên cũng đã sớm nghe được. Trong lòng anh ta dường như hiểu rõ, chắc chắn là lão đại Ngưu làm chuyện tốt. Thằng nhãi này cũng âm thầm khâm phục đại ca Diệp. Không ngờ dám cùng ủy viên thường vụ tỉnh ủy chơi trò mà đến một thằng ngốc cũng có thể đoán ra. Tuy nhiên, lại thật có hiệu quả, trò đơn giản nhưng đã bức quân khu tỉnh lui địa bàn. Trương Lăng Nguyên lại đâu biết rằng về mặt này là nhờ Mai Trường Phong, bằng không chuyện quần chúng náo loạn phỏng trừng quân khu tỉnh cũng không bỏ qua. Tôi nói Lô Vĩ, cậu gọi người này diễn cùng diễn rất thực đấy chứ. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Ha ha, không thật sao được. Lão già kia rõ ràng là bị bọn họ đẩy ngã xuống đất có phải không? Chẳng qua tối sớm gọi người lấy chút máu cho ông ta mang theo. Lô Vĩ cười gượng một tiếng. Máu, là máu chó hả? Tôi nhớ ra rồi, giống như ở Ngư Dương khi cậu cùng Tề Thiên đổ lên người tôi một lần. Diệp Phàm nói. Lần đó đúng là máu chó, lần này là máu người thật. Đương nhiên là máu từ kho bệnh viện đưa tới. Diễn trò phải diễn cho thật chút, bằng không. Cũng không hù dọa được đám người quân khu tỉnh đó. Để lộ ra sẽ đả kích lớn tới thanh danh Lô Vĩ của tôi. Lô Vĩ nói. Cậu thì. Diệp Phàm hừ nói. Đại ca,
nghe nói quân khu tỉnh nhượng bộ. Lô Vĩ hỏi, nhường là nhường, tuy nhiên, còn phải đàm phán, là về chuyện tiền bồi thường. Tôi có chút lo lắng, bọn họ sẽ đẩy giá lên trời. Diệp Phàm nói, sợ gì, bọn họ thực dám đẩy giá lên trời, chúng ta không ngại diễn lại một lần nữa. Hơn nữa, lão già kia còn đang nằm ở bệnh viện, quân khu tỉnh còn muốn kiêu ngạo nữa. Lô Vĩ hừ nói, nói vậy cũng đúng, bọn họ nếu thật muốn nói lời xảo trá chúng ta cũng không phải yếu hèn. Muốn ồn ào thì chơi ồn ào cho sướng, ông cụ kia chính là một quân cờ rất tốt, cậu gọi người giải thích cho tốt. Thừa dịp tư lệnh Mai còn ở đó, phỏng chừng Hồ Trung Minh cũng phải suy nghĩ sợ ảnh hưởng có phải hay không. Diệp Phàm mỉm cười, việc này tôi sớm giải thích, ông cụ kia là người thân thích với người nhà tôi. Chỉ cần có thể sử dụng được, đại ca đi chào hỏi một tiếng. Đến lúc đó nếu không được, cô tôi cũng có thể ra mặt. Chúng ta nói đến cũng là người nhà người bị thương có phải hay không? Lô Vĩ nói, không cần làm phiền đến cô cậu, việc này chính chúng ta xử lý. Diệp Phàm nói, cậu nói người đó tên Diệp Phàm. Trong điện thoại một giọng đàn ông hừ nói, đúng vậy, Triệu Tứ còn cùng hắn uống rượu, mẹ nó, tôi còn muốn đi lên đá chết chó Nhật kia, dám dụ dỗ Triệu Tứ. Chẳng lẽ không biết Triệu Tứ là người của Trương ca sao? To gan lớn mật, con trai chủ tịch tỉnh Yến Yến Đông mắng. Người cùng hắn trò chuyện tên là Trương Nhất Đống, là con cả nhà họ Trương ở Bắc Kinh, hiện tại làm ở Bộ Tài chính. Người này có ý định kết thân với Triệu Giai Trinh của nhà họ Triệu, cũng chính là Triệu Tứ tiểu thư. Biết Triệu Tứ buôn bán ở tỉnh Nam Phúc, mà Trương Nhất Đống lại làm việc ở Bắc Kinh. Nhất thời có ngoài tầm tay với. Bởi vậy, nhờ bạn tốt Yến Đông chiếu cố chút. Trên mặt nói là chiếu cố, thực tế chính là để theo dõi. Sau đó thế nào? Trương Nhất Đống hừ lạnh nói, đã dần tức giận. Anh ta đã sớm coi Triệu Tứ là thịt cấm của chính mình, sao có thể để lão Diệp một đi không trở lại nhúng chàm người phụ nữ của mình. Kỳ thật, Triệu Tứ đối với anh ta có ý nghĩa hay không Triệu Tứ đã biết. Sau đó tôi say, thật ngượng quá, không thấy bọn họ ngồi đó nữa. Nghe nói bọn họ thuê phòng của Triệu Hải Hoa Thắng. Yến Đông cố ý nói xong, cũng không nói chuyện Tống Trinh Giao tới đón các cô đi thuê phòng. Đây là dụng tâm của Yến Đông. Thình thịch, Yến Đông quả nhiên nghe được trong điện thoại đầu kia truyền đến âm thanh chói tai giống như tiếng đập của cái gì đó. Thật lâu sau, Trương Nhất Đống hừ nói. Cậu điều tra cho tôi, buổi tối hôm đó có phải ở cùng một chỗ hay không? Thuê phòng là thật, tuy nhiên, có cùng một chỗ hay không thì không rõ. Chỉ thấy giám đốc Triệu Hải nói là 6 giờ sáng mới thấy Diệp Phàm từ trong phòng đi ra lái xe đi. Dụng tâm của Yến Đông thật là độc. Lời này nói ra không phải rõ ràng nói Diệp Phàm cùng ở một phòng với Triệu Tứ, buổi tối cũng ở một chỗ, buổi sáng mới rời đi. Thằng ngốc cũng có thể đoán ra nam nữ buổi tối ở cùng nhau có thể xảy ra những chuyện gì. Tôi đã biết. Trương Nhất Đống đừng tưởng anh ta mới 30, nhưng con người tương đối bình tĩnh. Chương 1513 Diệp đại soái tôi không thích Mai Trường Phong. Nghe nói tên Diệp có người em làm ngay tại bộ tên là Diệp Tử Kỳ. Yến Đông lại lọt ra chút tin tức. Trương Nhất Đống ở bộ tài vụ, Yến Đông biết, Diệp Tử Kỳ không có ngày lành. Gia thế lão Trương so với gia thế nhà họ Yến còn mạnh hơn, muốn thu thập một nhân viên còn sợ không thể. Nhất Đống gác điện thoại, vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng hạ xuống bàn, miệng tự nói một câu. Diệp Tử Kỳ. 3 ngày trôi qua êm đềm, vệ sơ tỉnh tới văn phòng Diệp Phàm báo cáo chuyện đàm phán. Xử lý xong chưa? Diệp Phàm bảo vệ sơ tỉnh ngồi xuống sau đó hỏi. Nào có dễ như vậy, chủ yếu là khoản đền họ nói giá rất cao. Vệ sơ tỉnh nói, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, lại nói. Bọn họ muốn xin chúng ta ra mặt đem tòa bên cạnh dùng để mở siêu thị Niên Dạ Lâu và khu chung cư đổi với khối đất trong sông kia. Niên Dạ Lâu phải bao nhiêu tiền? Diệp Phàm nhíu mày xuống, hừ nói. Căn bản là mua không nổi, không có 8 triệu không được. Vệ sơ tịnh nói. 8 triệu, khu Hồng Liên chúng ta cũng không phải ngân hàng mở. Nơi này 8 triệu làm sao mà 8 triệu, rút tiền để chơi. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, đập nhẹ nhàng trên bàn một cái. Ngô Huy nói đây là giá cả thấp nhất, nói nhà bọn họ vừa mới trang hoàng lại. Chỉ riêng phí trang hoàng cũng không dưới 2 triệu. Hơn nữa đất và nhà bằng giá, sẽ không dưới 8 triệu. Bọn họ chịu thiệt, chỉ vì ủng hộ việc xây dựng kinh tế mới nên đồng ý nhượng lại.
nếu không, sẽ suy nghĩ lại. Vệ Sơ Tịnh nói, ủng hộ vị trí xây dựng, bọn họ cơ bản chính là xây dựng trái phép, không ngờ còn muốn đẩy giá lên trời, thiên hạ này thật đúng là nơi vô lý. Diệp Phàm hừ nói, sắc mặt nghiêm túc lên. Có thể lệ gì, Tư lệnh Hồ là ủy viên thường vụ, phân lượng lớn, chúng ta lập tức có thể làm gì bọn họ. Lúc sau khi tôi tức giận đứng lên đi, Ngô Huy còn cười khẩy bảo chúng ta đi kiện, xem ai dám đến hủy vì bọn họ xây dựng trái phép. Vệ Sơ Tịnh vẻ mặt phẫn nộ nói. Chủ tịch quận trương nói như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Cười khổ vẫn là cười khổ, và ngay cả nửa câu cũng không dám nói, sợ nếu đến tai Tư lệnh Hồ thì mất mũ quan. Vệ Sơ Tịnh nói. Vệ Sơ Tịnh đi rồi Diệp Phàm ngẫm nghĩ một chút lại gọi điện thoại cho Mai Trường Phong, nói. Tư lệnh Mai, nhà khách là ông trực tiếp quản, có thể trực tiếp đem việc này xử lý. Kéo bảy đầy tám như vậy tới khi nào? Bí thư Diệp, bọn họ có thể hứa nhượng lại đã là tốt rồi. Bảo tôi trực tiếp buộc người ta hủy đi, việc này hơi khó. Cái chính là có chút tiền liền giải quyết, làm gì có không khí gia đình như vậy có phải hay không? Tôi nghe nói nhóm khu Hồng Liên rất nhiều kinh phí, là chỗ trọng điểm ở tỉnh. Mai Trường Phong nói, 8 triệu không phải là một số lớn sao, chúng tôi thu toàn bộ tiền khu Hồng Liên cũng không đủ. Diệp Phàm hừ nói, đã hơi có chút tức giận, bởi vì hắn phát hiện Mai Trường Phong cũng không có cố gắng giúp mình, người này, cơ bản là đang lợi dụng mình. Việc này, tôi sẽ không thể can thiệp, việc cần nói tôi đã nói và bọn họ cũng hứa hẹn hủy đi tòa nhà. Tôi là cấp trên, cũng không xen vào chuyện cấp dưới có phải hay không. Việc này, trong lòng Tư lệnh Hồ đã có mụn nhọt. Mai Trường Phong nói, giọng điệu lạnh đi rất nhiều. Vậy đi, nếu Tư lệnh Mai không thể can thiệp thì thôi đi. Cúp máy, Diệp Phàm nói một tiếng rồi cúp điện thoại. Mai Trường Phong này đúng là qua cầu rút ván, ông ta cho rằng chuyện của mình đã xong. Bởi vì Trương Cường đã đem ý kiến trả lời tới tay Tư lệnh Kiều Hoành Sơn quân khu Niên Dạ Lĩnh Nam. Ủng hộ đồng chí Mai Trường Phong đến đảm nhiệm chỉ huy trưởng sư đoàn A, toàn lực báo săn ủng hộ công việc của ông ta. Mai Trường Phong khẳng định việc này đã thành, cho nên thái độ lạnh nhạt đi. Trương Cường, gọi điện thoại cho Kiều Hoành Sơn, nói báo săn chúng ta không thích Mai Trường Phong. Diệp Phàm hừ nói, có phải Mai Trường Phong lật lọng hay không? Giọng Trương Cường rất lạnh. Mẹ kiếp, bọn họ đồng ý hủy đi tòa nhà, tuy nhiên, đẩy giá lên trời. Đòi chúng tôi 8 triệu. Bố đây không có kho vàng. Diệp Phàm chửi một câu. Tôi lập tức gọi, hẳn là còn kịp. Trương Cường nói. 2 giờ sau, Mai Trường Phong cấp bách vào văn phòng Tư lệnh Kiều Hoành Sơn. Ngồi đi Trường. Phong. Kiều Hoành Sơn cũng không đứng lên, chỉ vào ghế dựa đối diện nói. Tư lệnh, có chuyện gì mà gọi tôi vội vã tới đây? Có phải việc tập huấn sư đoàn A phải bắt đầu rồi? Mà vội vậy. Mai Trường Phong hỏi. Ngày hôm qua có đi qua Thủy Châu không? Kiều Hoành Sơn liếc mắt nhìn Mai Trường Phong một cái thản nhiên hỏi. Không có, buổi tối hôm trước trở về tới bây giờ tôi đều ở trong bộ vội vàng chuyển giao một số việc. Mai Trường Phong nói, liếc mắt nhìn Kiều Hoành Sơn một cái. Trường Phong, việc này chỉ sợ hơi phiền toái. Kiều Hoành Sơn liếc mắt nhìn Mai Trường Phong một cái, nhíu nhíu mày nói. Phiền toái. Mai Trường Phong rất không hiểu, nhìn Kiều Hoành Sơn, trong lòng nghĩ việc này không phải đã quyết định sao, như thế nào lại sinh ra phiền toái. Cũng biết việc này có ba chỗ mấu chốt, quân ủy và chúng tôi bên này đều không có việc gì. Kiều Hoành Sơn nói, chẳng lẽ báo săn đột nhiên thay đổi. Mai Trường Phong giọng trầm xuống nói, một vẻ phẫn nộ hầm hập bốc thẳng lên trên. Nếu không lại đến họ hỏi một chút. Kiều Hoành Sơn không đáp nói lại. Quá mức rồi, việc quan trọng như vậy mà lại coi như trò chơi. Bổ nhiệm của quân ủy chẳng nhẽ không có quyền uy sao? Báo săn thì thế nào? Không phải là quân đội của quân khu lĩnh Nam chúng ta sao? Tư lệnh, tôi thấy lần này chúng ta muốn đi đề nghị, không thể để báo săn kiêu ngạo như vậy. Cơ bản là không coi việc quân khu Niên Dạ chúng ta ra gì thôi. Việc này, tôi thấy là không hướng quân ủy xin tài liệu liên quan. Mai Trường Phong tương đối phẫn nộ. Làm sao có thể xem bổ nhiệm quân ủy là trò đùa? Đồng chí Trường Phong, ngẫm nghĩ lại xem. Đối với bổ nhiệm, báo săn tất nhiên không có quyền xen vào. Hiện tại đã có thể đi đến nhận chức. Kiều Hoành Sơn nghiêm mặt, hừ nó, liếc mắt nhìn Mai Trường Phong một cái khuyên nhủ.
Ngẫm lại, đến lúc đó chính là một tình huống xấu hổ. Sân huấn luyện là của báo săn người ta có phải hay không? Chỉ có thể chỉ huy tập đoàn quân thứ hai, chẳng lẽ còn muốn cưỡng bức người ta đem sân cho mượn? Báo săn không phải là quân khu chúng ta quản sao? Mai Trường Phong ngay lập tức khó có thể bình tĩnh trở lại. Quản, xem chúng ta khi nào thì quản được bọn họ. Điều lệ không phải không rõ ràng, quân ủy có phát văn kiện chính thức. Đối với báo săn Vịnh Lam Nguyệt Thủy Châu là một nhánh quân đội, chúng ta chỉ có thể cung cấp hậu cần thôi, đảm bảo bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, không có quyền chỉ huy, chỉ có quyền đề nghị. Cái gì gọi là quyền đề nghị, có thể đề nghị báo săn đem sân huấn luyện cho sư đoàn A mượn. Nhưng, thủ trưởng báo săn cũng có quyền từ chối. Đến lúc đó, chúng ta có thể nói sao? Kiều Hoành Sơn cầm điếu thuốc đi tới, nói. Chẳng lẽ để cho báo săn kiêu ngạo như thế? Chúng ta hoàn toàn có thể hướng quân ủy đề nghị thu hồi quyền của báo săn. Thái độ Mai Trường Phong rất cứng rắn, mạnh mẽ, liếc mắt nhìn Kiều Hoành Sơn một cái, phát hiện ông ta không hé răng, biết người này không thể nào tình nguyện. Này rõ ràng là chọn người sai lầm, Kiều Hoành Sơn suy nghĩ cũng không thể dễ dàng hứa hẹn. Lúc trước chính mình có thể đạt đến chức vị này cũng là ông cụ và nhà họ Kiều giúp. Nếu bởi vì đem chuyện báo săn quấy rối thất bại, Kiều Hoành Sơn tuyệt không có một chút phẫn nộ. Cũng có thể là vì ân tình niên dạ khác, người nhà họ Kiều muốn tranh giành quyền chỉ huy tổ mới sư đoàn A, cũng không có đủ lượng nhân tài, điều ấy Mai Trường Phong cũng an tâm. Tư lệnh, chỉ cần chúng ta đồng ý trình đề nghị thu hồi văn bản dưới quyền báo săn, tôi có thể nhờ ông cụ ra mặt ở hội nghị quân ủy đề xuất thái độ cứng rắn, mạnh mẽ. Đến khi đó lại liên hệ vài người, là ủy viên quân ủy, để lúc đó vắt thành một sợi dây. Tôi thấy việc này tám phần có thể được. Nếu có thể hoàn toàn nắm báo săn trong tay, đối với thanh danh quân đội chúng ta, và xử lý của tập đoàn quân thứ hai cũng được niên dạ ưu đãi. Nếu không, báo săn trở thành chủ nhân ở Vịnh Lam Nguyệt, chúng ta thành đứa nhỏ không cha không mẹ. Mai Trường Phong giật dây Kiều Hoành Sơn. Kiều Hoành Sơn cũng có chút lay động, lặng lặng ngồi trên ghế suy nghĩ. Nếu thật sự có thể thu hồi báo săn, lợi đúng thật là nhiều. Đầu tiên là nhà nước đối với quân đội báo săn có ưu đãi đặc biệt, hàng năm quân phí còn hơn nhiều tập đoàn quân thứ hai. Thứ hai, sân huấn luyện báo săn đại diện cho sân huấn luyện cao cấp nhất nước, nếu có thể trực tiếp quản báo săn, chẳng khác nào sân huấn luyện kia thuộc quân khu niên dạ Lĩnh Lam. Đến lúc đó các quân khu khác muốn đến báo săn huấn luyện, còn phải dò sắc mặt của Kiều Hoành Sơn ta. Kiều Hoành Sơn vừa nghĩ tới bộ dáng tư lệnh quân khu khác niên dạ lúc đó phải bưng trà. Thằng nhãi này trong lòng không ngờ cũng có chút kích động lên. Tuy nhiên, Kiều Hoành Sơn cũng không bị, tưởng tượng, choáng váng đầu óc, muốn trực tiếp quản báo săn, rất nhiều khó khăn. Quan trọng nhất chính là báo săn giống như chỉ là biểu tượng, đó là quân đội thần bí nhất Trung Quốc. Tức giận là chính mình làm đến chức ủy viên quân ủy, tư lệnh quân khu niên dạ Lĩnh Nam. Đến bây giờ cũng không rõ tình trạng thực của tổ đặc nhiệm A. Chỉ nghe nói. Quyền biết tình hình tổ A trong tay vài lãnh đạo quân ủy. Kiều Hoành Sơn cũng chỉ mới vào quân ủy, và tương đối mất lực mới vào được. Tư lệnh quân khu niên dạ muốn tiến vào quân ủy tương đối khó, ủy viên quân ủy bình thường là do bốn trưởng ban tổng bộ cùng một ít người phân lượng lớn tạo thành. Giống như bộ tổng tham mưu, tổng cục chính trị, tổng cục hậu cần lắp ráp hoàn chỉnh. Hải quân, tư lệnh viên không quân cùng với tư lệnh viên pháo binh thứ hai. Như hiện tại. Tư lệnh quân khu niên dạ ít khi tiến vào quân ủy. Kiều Hoành Sơn lắc đầu, kiềm chế kích động trong lòng. Tuy rằng bánh này có nhân rất mê người, nhưng, Kiều Hoành Sơn còn chưa ổn định. Khoát tay áo nói. Thôi vậy, việc này nếu quân ủy đặt ra như thế, khẳng định là có tính chất cần đặt vậy. Thật muốn bay qua thì rất khó khăn, không phát hiện thủ trưởng tối cáo báo săn là ai. Không sợ chê cười, ngay cả Kiều Hoành Sơn tôi đến giờ còn không rõ ràng lắm. Báo săn là tinh anh nước Cộng Hòa, hơn nữa, cho tới nay, báo săn đối với tập đoàn quân thứ hai chúng ta cũng không tồi. Sân huấn luyện của người ta có 3 phần thời gian là chúng ta dùng. Vậy được. Mai Trường Phong có vẻ bất mãn gục gặt, liếc mắt nhìn Kiều Hoành Sơn một cái nó. Tư lệnh, vậy việc này thế nào? Chương 1514, báo săn quá kiêu ngạo. Hay là cứ dàn xếp cho xong chuyện của báo săn rồi hắn tính tiếp? Kiều Hoành Sơn nói, liếc mắt nhìn Mai Trường Phong một cái lại nói thêm. Sư đoàn A là nơi gần cổng thành quân khu chúng ta, không thể bị đánh thua. Cho nên, hễ có chướng ngại đều phải loại trừ từ trước mới được.
Nếu mất đi sự ủng hộ của báo săn, sư đoàn A có thể không xây dựng được quân đội đa quân chủng kiểu mới gì đó. Báo săn chẳng những có sân huấn luyện, bọn họ còn có phương pháp huấn luyện thần bí, vượt qua thử thách kỹ thuật, thủ đoạn quỷ dị, đây mới là những điều chúng ta muốn học được nhất. Cuối cùng vì ba của Mai Trường Phong còn ở tại quân ủy, Kiều Hoành Sơn cũng nể mặt mũi ông ấy. Ủy viên quân khu kỳ thật không nhiều lắm, chỉ có vài người, tất cả đều là bá chủ quân đội một phương. Thân phận này có vẻ tương đối cao quý. Tôi biết rồi, cho tôi thời gian vài ngày đi. Mai Trường Phong khó chịu nổi nghiêm mặt đi ra, mới đến chỗ góc cua, đã đá một cước vào chậu hoa ở lối đi nhỏ làm nó lăn xa trên đất. Vài quan quân bị tiếng vang làm kinh động, vươn đầu nhìn thoáng qua lại rụt cổ trở về, chỉ sợ đụng phải Tư lệnh Niên Dạ Mai thì xui xẻo mất. 3. Báo săn rốt cuộc là quân đội gì mà lại kiêu ngạo như thế? Mai Trường Phong quả thực không chịu nổi việc này, gọi điện cho ba ông ta là Mai Chân Hào. Kiêu ngạo, sao lạ thế? Trường Phong, lời này không thể nói ở chỗ công cộng. Đã là Tư lệnh Niên Dạ mà không hiểu được cách che giấu sao? Tức giận chính là khiếm khuyết. Giọng điệu Mai Chân Hào đang răn dậy, không lâu nữa mình sẽ về hưu, ông cụ Mai có chút u sầu. Nhà họ Mai mất đi cây cột như ông, chắc chắn sẽ xuống dốc. Cũng không biết sao báo săn lại như thế này. Mai Trường Phong tường thuật lại sự việc một lần cho ba ông ta nghe. Xem ra, căn nguyên việc này là do Trương Cường, mà Trương Cường làm chắc hẳn lại là vì chuyện Diệp Phàm. Mai Chân Hào nói. Vâng, con có chút bực mình, Diệp Phàm dựa vào cái gì mà khiến cho Trương Cường dốc sức vì hắn như vậy? Nếu nói về cấp bậc gia thế, Trương Cường đắc tội với nhà họ Mai chúng ta đúng là hành động không sáng suốt. Mai Trường Phong nói, ngẫm nghĩ một chút lại nói. Diệp Phàm tại sao lại bảo Trương Cường nhảy vào ngăn cản chuyện của con, có phải nên giáo huấn hắn ta một chút không? Đừng tưởng có chút quan hệ với nhà họ Phí thì lên mặt, nhà họ Mai chúng ta không phải yếu đuối. Đáng bực là, nếu địch thủ giống như nhà họ Triệu, họ Tào còn có thể nói, đằng này chỉ là một thanh niên không ngờ dám gõ nhịp họ Mai chúng ta. Không làm giảm nhuệ khí của hắn không được. Làm giảm nhuệ khí của hắn, ba thấy có nên tiêu diệt uy phong của hắn trước không? Trương Cường có thể nghe theo lời hắn, chắc hẳn có liên quan đến Thiết Chiêm Hùng. Kết quả cuối cùng, Thiết Chiêm Hùng trước kia chính là thủ trưởng tiền nhiệm báo săn, không xem mặt tăng mà xem mặt Phật có phải hay không. Khả năng của Diệp Phàm cũng lờ mờ nhìn được rồi, kỳ thật không phải chỉ nhờ nhà họ Phí. Chẳng hạn như hai anh em họ Thiết, còn có Tề Trấn Đào Thủy Châu, đặc biệt Trấn Trung Lương gọi Diệp Phàm là đại ca, phương diện này còn phải cân nhắc đánh giá chuyện nhiều lắm. Còn nữa, nghe Thiên Kiệt nói qua, anh em nhà họ Kiều cũng kết bạn với Diệp Phàm. Bản thân tự nghĩ xem, có diệt được uy phong Diệp Phàm hay không? Quan trọng nhất chính là, Thiên Kiệt không phải đang kết bạn với Ninh Hòa Hòa sao? Đây là muốn tiêu diệt uy phong của ai? Nếu chỉ vì việc này xuống tay với Diệp Phàm, làm quấy trộn chuyện Thiên Kiệt và Ninh Hòa Hòa, đụng chuyện sẽ trở tay không kịp. Những câu nói của Mai Chân Hào như bom tấn oanh kích thần kinh Mai Trường Phong, nói tới đây, Mai Chân Hào im lặng không nói, một lúc sau lại nói. Còn có một việc con không biết, việc này ba phải xem xét có nên nói với con hay không. Ba, con là con ba, có chuyện gì không thể nói chứ? Mai Trường Phong biết việc này chắc chắn rất bí mật, nếu không ông cụ tuyệt đối không thận trọng như vậy. Thôi vậy, cho con biết đi, việc này đã có trong danh sách Bộ Tổng Tham Mưu, cũng tới lúc nói ra rồi. Nghe nói, Diệp Phàm còn có một thân phận, là Phó trưởng Ban Quân vụ Bộ Tổng Tham Mưu. Và quân hàm hắn là thiếu tướng. Pháp bất truyền lục nhĩ, chú ý điểm này là được. Mai Chân Hào rất thận trọng. Không thể nào, ba, điều này sao có thể, hắn mới bao nhiêu tuổi, thiếu tướng, làm sao có khả năng. Mai Trường Phong hoàn toàn khiếp sợ, kêu lên trong điện thoại. Và cảm giác lỗ tai hơi ong ong. Ông đây mà lại đặt chuyện sao? Mai Chân Hào lạnh lùng hừ nói, trong chốc lát im miệng không nói. Một thiếu tướng. Phó trưởng Ban Bộ Tổng Tham Mưu Ban Quân vụ cũng không thể tạo áp lực gì với nhà họ Mai chúng ta. Tuy nhiên, chức vị của hắn rất dọa người, chủ yếu là tiền đồ của hắn làm cho người ta không hít thở nổi. Mới 20 mấy tuổi đã làm thiếu tướng, cử chỉ nghịch thiên. Thiếu tướng chỉ có chủ tịch mới có quyền bổ nhiệm, ngẫm lại, chủ tịch cưng chiều người này tới mức độ nào rồi. Con hiểu rồi. Mai Trường Phong chua xót nói ra ba chữ, hết thảy đều đã rõ ràng. Trước kia con gái Mai Diệp Thu của mình cũng luôn luôn lải nhải bên tai,
phỏng chừng nó cũng sớm biết thân phận thiếu tướng của Diệp Phàm. Em gái mình Mai Phán Nhi cũng có chút quái dị, luôn luôn nói chuyện giúp Diệp Phàm. Hiện tại nghe một chuỗi việc này, Mai Trường Phong đã hiểu rõ toàn bộ. Đã biết lập tức đi loại trừ ảnh hưởng, đôi khi, cơ hội mất đi khó lấy lại. Kiều Hoành Sơn kỳ thực không, hợp với nhà họ Mai chúng ta, có người cản đường ông ta vui mừng lắm. Lần này ông ta nể mặt mũi ba, lần sau sẽ không có cơ hội này. Mai Trân Hào hừ giọng gác điện thoại. Buổi tối, Diệp Phàm nhận được điện thoại của Mai Trường Phong, ông ta cười nói. Cậu Diệp, lần trước đi gấp, chưa tâm sự được nhiều. Mới tới Thủy Châu, Thiên Kiệt muốn mời sư phụ ăn cơm, ha ha. Ăn cơm, hai, gần đây, Tư lệnh Mai, xin nói thật, không có tâm tư ăn cơm. Diệp Phàm cố ý nói, chính là muốn diệt uy phong người này, đừng tưởng có lão Mai đứng ra thì hoành tráng. Cũng biết người này lần này nhất định là vì Trương Cường mà đến. Ồ, rốt cuộc là vì chuyện gì mà bí thư Diệp không có tâm tư? Mai Trường Phong mặt dày thuận miệng hỏi, cũng biết trong lòng Diệp Phàm đang căm giận. Còn không phải chuyện nhà khách quân khu, hai, ngày hôm qua hình như làm việc này quá sức. Khi đó không thể nào giải quyết nếu chúng ta không có đủ 8 triệu. Việc này, tôi thấy cần tố cáo ra tòa án. Lão Diệp viện cớ giờ phút này không đi đâu, ngồi yên trong quân trướng. Việc này, như vậy đi, tôi sẽ nói chuyện lại với đồng chí Hồ Trung Minh. Mai Trường Phong không chút do dự. Vậy cảm ơn. Diệp Phàm cũng không ngại nói giọng dễ nghe. Cảm ơn gì, chúng ta là bằng hữu phải không? Thiên Kiệt lại là đồ đệ cậu, ha ha. Mặt Mai Trường Phong này cũng không mỏng hơn sắt là bao. Vậy cũng được. Diệp Phàm cười cười, gác điện thoại, sau hừ nói. Biết phân lượng bố chưa? Không ra tay chừng trị đúng là còn khoe khoang. Trung Minh, chuyện nhà khách không giải quyết được sao? Mai Trường Phong dài giọng hừ nói. Lúc đàm phán, chúng tôi đã đưa ra mức để bọn họ đền bù, rõ ràng là nhiều lắm. Không phải chỉ mấy triệu thôi sao, chúng ta tổn thất còn nhiều hơn ấy chứ. Tôi thấy, Diệp Phàm khu Hồng Liên cơ bản là không muốn đàm phán. Nếu bọn họ không có thành ý như vậy, chúng ta cũng không thể hạ xuống. Tư lệnh Mai, rất xin lỗi, việc này. Tư lệnh Hồ Trung Minh hừ nói. Trung Minh, nên nhường thì nhường đi. Quân đội, phải quan hệ tốt với cơ sở mới đúng. Nhìn xem, nếu chuyện này không xong, ảnh hưởng không tốt, vừa nãy trở về, không ngờ có người đem việc này báo lên tổng bộ quân khu. Tôi thấy như vậy đi, hãy lùi một bước, ghi nhận nguyện vọng là được. Giọng điệu Mai Trường Phong khá khách khí. Đã có người lắm chuyện, còn cố ý đem việc này nói với quân khu, Hồ Trung Minh tôi có phải nên giải thích với thủ trưởng quân khu một chút không? Còn nữa, đã có người muốn chơi tôi. Tôi xin tiếp chiêu. Giọng điệu Hồ Trung Minh rất lạnh, người này quả thực quá tức giận. Y khẳng định là Diệp Phàm muốn gây chuyện, chuyện ở cổng nhà khách đêm giao thừa cũng là tên này, hiện tại không ngờ còn bẩm báo mình lên quân khu lĩnh Nam, Tư lệnh Hồ rốt cuộc không kìm nổi, mặt mũi cũng đen như đêm giao thừa. Không thể để một số người thấy được mặt mũi Tư lệnh Hồ, sống còn ý nghĩa gì. Đồng chí Trung Minh, lời này có ý gì? Có người truyền tin tức này cũng là chuyện thường. Xã hội hiện đại, thông tin phát tán, một cuộc điện thoại có thể giải quyết tất cả. Phải tự mình nhận thức, có phải cũng có chút tật xấu hay không? Được rồi, không nói nhiều nữa. Đem hủy tòa nhà xây dựng trái phép trên sông đi, tôi cho 3 ngày để ký kết việc này. Về khoản tiền bồi thường chỉ nhận tấm lòng là được. Quân khu bên này cấp ra 3 triệu cho xây dựng hạng mục giải trí khác. Giọng Mai Trường Phong rất nghiêm khắc, hoàn toàn là tư thế lãnh đạo bước xuống. 3 ngày thời gian, có phải quá ngắn không? Và nhận tấm lòng của họ có phải giá rẻ quá không? Hồ Trung Minh hỏi, thằng nhãi này, sắc mặt tương đối khó coi. Y mơ hồ cảm giác được chuyển biến thái độ của Mai Trường Phong, trong lòng đang cố nghĩ có phải do Diệp Phàm khơi thông quan hệ với Mai Trường Phong. Tự nhiên, trong lòng sinh khó chịu với Phó Tư lệnh Mai. Đồng chí Trung Minh, tôi nghĩ hẳn anh đã hiểu được, quân khu tỉnh Nam Phúc là đơn vị cấp dưới quân khu lĩnh Nam. Mai Trường Phong nói những lời này ra, đó tương đối nghiêm trọng. Ý tứ rất rõ ràng, các anh chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, bởi vì các anh là cấp dưới. Tôi, chấp hành. Hồ Trung Minh dù trong lòng 120% không chịu, nhưng vẫn khó học ra những lời này. Quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là trách nhiệm. Vừa mới buông điện thoại, bên trong lại truyền đến vài âm thanh. Anh ta thở dài trong lòng,
biết Lại Bình đã được đổi rượu. Bức tôi, phải phá nhà khách có phải không, bố phải chụp mũ. Hồ Trung Minh hướng lên trần nhà hô lên những lời này. Buổi tối, nhà hàng Phi Vân rất náo nhiệt. Diệp Phàm vừa xuống xe liền phát hiện Mai Phán Nhi ung dung đẹp đẽ quý phái dẫn theo Mai Thiên Kiệt cùng Ninh Hòa Hòa tán gẫu. Cười ha hả không ngừng, làm những người đứng bên đều chú ý. Mai Phán Nhi thướt tha có thể khiến đàn ông hồn bay phách lạc. Sư phụ tới rồi. Mai Thiên Kiệt nhảy tới mở cửa xe Diệp Phàm. Đồ đệ, có tiến bộ. Diệp Phàm liếc mắt nhìn Ninh Hòa Hòa một cái, cười nói với Mai Thiên Kiệt. Một chút tiến bộ thôi. Mai Thiên Kiệt cười gượng một tiếng, nhìn Ninh Hòa Hòa, vừa lòng, ưỡn ngực lên. Bí thư Diệp, tới rồi. Đúng lúc này, Mai Trường Phong bước tới, vươn tay ra bắt tay Diệp Phàm. Lần này, giơ cả hai tay, nắm thực sự có lực. Chương 1515, cơ hội chỉnh người. Đệ tư lệnh Mai chờ, thật ngại quá, vừa rồi bị kẹt xe. Diệp Phàm nói vài câu xin lỗi. Nói chi vậy, kẹt xe cũng là bình thường. Vẻ mặt Mai Trường Phong thân thiết cười tỏ vẻ thông cảm. Nhìn Diệp Phàm nói. Tôi đã nói qua với tư lệnh Hồ Quân khu tỉnh, bọn họ trong vòng 3 ngày hẳn là có thể xử lý việc này. Tin rằng bọn họ sẽ cho các cậu một câu trả lời vừa lòng về khu Hồng Liên. Cảm ơn tư lệnh Mai đã quan tâm tới nhân dân Hồng Liên. Diệp Phàm nói, mấy người vào đại sảnh nhà hàng Phi Vân. Đúng lúc này, một thanh niên chạy nhanh lại đây, từ xa hướng về phía Diệp Phàm hô. Là bí thư Diệp, xin chào. Anh là... Diệp Phàm nhìn anh ta một cái, tuy nói không nhớ gì cả, nhưng người ta đã sớm giơ tay lại đây, cho nên, cũng lịch sự giơ tay ra. Ha ha ha, bí thư Diệp, anh là người bận rộn. Anh tôi chính là Diệp Phi Tiêu, lần trước ở Không Nguyên Tự đã gặp qua anh. Lúc này, đại tiểu thư Diệp Khả Khả một trong tứ đại mỹ nhân Thủy Châu, cũng không biết từ đâu xông ra, cầm tay Diệp Phi Tiêu cười nói. Ồ, xem trí nhớ tôi này, gần đây bị chuyện sông Hồng Liên làm cho đầu óc choáng váng. Rất xin lỗi anh Diệp. Diệp Phàm rốt cục nhớ ra, cười tỏ vẻ khiêm tốn. Bí thư Diệp là người rất bận rộn, không trách. Diệp Phi Tiêu hiền lành cười cười, nói. Cha tôi nói, nhà hàng Phi Vân chúng tôi đang chuẩn bị đổi chỗ, địa điểm đã xác định ở bên bờ sông Hồng Liên. Người tới đều là khách quý, tôi đại diện khu Hồng Liên hoan nghênh giám đốc Diệp tới làm khách đầu tư ở Hồng Liên. Diệp Phàm cười nói, đối với những chuyện tốt này đương nhiên sẽ không từ chối. Hơn nữa, cũng biết nhà họ Diệp thể hiện thiện ý với chính mình. Bởi vì trận chiến lần trước ở Không Nguyên Tự. Nhà họ Diệp tự biết sức lực của chính mình nên tự nhiên sẽ bày tỏ thiện ý thôi. Nhà hàng Phi Vân của họ Diệp ở Thủy Châu là một cửa hiệu lâu đời. Nghe nói ở Triều Thanh lấy hình thức thương hội tồn tại. Tới nơi này không phải quan lớn cũng là nhân vật giàu nổi tiếng và cấp bậc tiêu phí ngang với hoàng đế. Hơn nữa, nhà hàng Phi Vân chú trọng phương diện nhân văn. Nếu nhà hàng Phi Vân thật sự có thể dựng ở bên sông Hồng Liên, thật không khác gì vì sự phát triển phồn vinh của Hồng Liên đặt thêm khối gạch lớn. Chẳng qua trước mắt dọn dẹp làm sạch sông Hồng Liên hình như đều ngừng lại, cha tôi chỉ sợ sông Hồng Liên làm không tốt hoặc thời gian kéo quá dài. Hội nhà hàng Phi Vân chúng tôi cấp bậc cao, những người khách vừa đến thấy sông Hồng Liên như thế, có chút phiền phức. Diệp Phi Tiêu thản nhiên cười nói. Yên tâm, việc xây dựng sông Hồng Liên chắc chắn sẽ nhanh hơn kế hoạch. Thời gian khởi động chính thức phỏng chừng chưa tới nửa tháng, lần này tạm dừng chủ yếu là bởi vì nghiệm thu việc chống lũ nên bị kẹp lại ở sở tỉnh xử lý. Chúng tôi đang làm công tác, khi bên kia phê duyệt xuống lập tức chúng tôi lại tăng ca thêm giờ. Hồng Liên định làm khu sinh thái nhân văn, gia tộc Phù Thị ở Bắc Kinh đã xây dựng nhà khách dân tộc ở cầu Phi Vân. Nhà khách Phi Vân các anh cũng rất chú trọng về mặt sinh thái, nhân văn, là một cấp bậc cao, một chỗ cao cấp. Tin rằng có thể làm bên sông Hồng Liên, sau khi kiến thiết quy hoạch lại sông Hồng Liên chắc chắn sẽ trở thành một cảnh đẹp nhất Hồng Liên. Diệp Phi Tiêu cười nói. Cha tôi cũng nhìn thấy tin tức liên quan tới phương án quy hoạch sông Hồng Liên mới thận trọng đưa ra quyết định này. Nhà hàng Phi Vân chúng tôi cũng chú trọng đến vấn đề nhân văn nhưng thật ra quả là không mưu mà hợp với quy hoạch sông Hồng Liên bí thư Diệp khởi xướng. Hơn nữa, địa điểm chúng tôi chọn ở sông Hồng Liên cũng là một tòa sân nhỏ của Triều Thanh lưu lại. Đến lúc đó nhà hàng Phi Vân sẽ đầy hơi thở nhân văn của quá khứ, chẳng khác gì dệt hoa trên gấm. Diệp Phi Tiêu cười nói. Hai bên hàn huyên một hồi,
Diệp Phi Tiêu nói là muốn mời khách. Tuy nhiên Diệp Phàm ra hiệu nói là chủ tịch truyền thông Giang Nam đã mời, Diệp Phi Tiêu cười cười nói là để hôm nào sau vậy. Đám người Diệp Phàm vào phòng. Hòa hòa, Thủy Châu có phải là chỗ chơi tốt không? Diệp Phàm cười hỏi. Chơi không vui. Ninh Hòa Hòa cũng không nể mặt lão đại Diệp, liếc mắt một cái nói thẳng. Hòa Hòa, nhà sư phụ anh có khí phái lắm nhé. Mai Thiên Kiệt trừng mắt khoe khoang. Ồ, có khí phái sao? Mai Thiên Kiệt, hôm nay nếu không kiếm ra được khí phái thì em không tha cho anh đâu. An Hòa Hòa đắc ý liếc Mai Thiên Kiệt có chút giống mặt quả mướp đắng một cái, hừ nói. Trong nhà sư phụ có giường rồng, còn có giường quý phi, khí phái lắm. Mai Thiên Kiệt cười nói, phát hiện Diệp Phàm cũng không tức giận, thằng nhãi này mới nhẹ nhàng thở ra. Có phải ai đó muốn làm hoàng đế không? Ninh Hòa Hòa nói ra một câu, khóe miệng Diệp lão đại không nhịn được giật giật vài cái. Hi hi hi, có người vọng tưởng mà thôi ấy mà. Không làm nổi hoàng đế đương nhiên chỉ có thể ngồi lên ghế rồng giả, đã từng xem hoàng đế ẩn bái, chẳng khác John Quixote, là mấy. Lúc này, Mai Phán Nhi ngồi một bên cũng tham gia vào đội ngũ đối nghịch với Diệp Phàm. Đúng, đúng đúng, một cơ thể gầy yếu, khuôn mặt u sầu không giống quý tộc, bởi vì thích đọc văn học kỵ sĩ, mê muội, không ngờ cưỡi trên một lão ngựa gầy yếu, khó mà điều khiển được, tìm được một thanh giáo, đội mũ giáp, muốn làm hiệp sĩ. Kết quả, kêu một thợ đống giày con gái để ông ấy treo đao. Tự phong là kỵ sĩ đường. John Quixote đi ra quán trọ thấy máy xay gió quay tròn cho rằng người khổng lồ, xông lên cùng nó chiến đấu một hồi, thương tích đầy mình. Ông ta xem Dương Đàn là quân đội, xông lên chém giết, bị Mục Đồng dùng đá ném sưng hết mặt mày, rớt cả răng nanh. Ninh Hòa Hòa ra sức châm chọc lão đại Diệp. Các cháu, không thể so sánh bí thư Diệp như vậy. Mai Trường Phong ngồi một bên cười nói. Không việc gì, John Quixote mà mọi người nói chẳng liên quan gì đến tôi. Hòa Hòa, cô cứ tiếp tục đi, tôi sẽ làm thính giả. Lão đại Diệp thật sự bình tĩnh, đúng là không trúng kế, một chút tức giận cũng không có. Không dư sức. Ninh Hòa Hòa bĩu môi hừ nói. Đối với ai đó không tiếp chiêu thì cũng chẳng kiên trì nữa. Nửa bữa, Diệp Phàm ra ngoài hít thở không khí, lấy ra một điếu thuốc châm lửa hút. Lúc này, Hạ Hải Vĩ gọi điện thoại tới, nói. Đã điều tra xong. Có gì không? Diệp Phàm hỏi. Cố Thị Phi chắc chắn có việc, kênh Hồng Tinh ở Thủy Châu thuộc thị trấn Liên Vân. Khi quy hoạch là bắt đầu từ trên núi Liên Vân, đến núi Đáo Kê chấm dứt. Chủ yếu là vì giải quyết vấn đề nước dùng của nông dân. Theo quy hoạch giai đoạn trước không đi qua hang núi Thủy Kho. Sau đó, cậu em vợ Cố Thị Phi là Trần Bân phát hiện nước Tử Sơn có thể phát điện. Cho nên, bí mật gọi người tới đo đạc. Tuy nhiên, bọn họ phát hiện lượng nước ở mùa nước khô thì không phát điện được. Cho nên, liền chuyển ý định kênh Hồng Tinh, Cố Thị Phi vung tuyệt bút, nói là vì tạo phúc cho nhiều dân chúng, tăng thêm mức độ quy hoạch. Dự toán làm kênh Hồng Tinh vốn chỉ cần 30 triệu nhưng cuối cùng vì dạo qua một vòng Tử Sơn thì đã thành 50 triệu. Trên thực tế kênh dẫn nước này chiều dài gần gấp đôi, hơn nữa, dư thừa ra gấp đôi, chặng đường căn bản là không phát huy tác dụng gì. Bởi vì Tử Sơn là núi lớn, hai bên đều là cây cối. Thôn mộc này toàn bộ đều dựa vào nước mưa, cho dù muốn tưới nước nào có nước để tưới có phải không? Hạ Hải Vĩ nói. Vậy xem ra, 20 triệu kia đều là Cố Thị Phi phục vụ cậu em vợ Trần Bân. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Đương nhiên vậy rồi, tôi đoán chừng Cố Thị Phi hẳn là có cổ phần danh nghĩa bên trong đó. Hơn nữa, sau đó Cố Thị Phi lại dùng một ít thủ đoạn cầm khoản tiền làm đường quốc lộ Tử Sơn. Nơi đó có một thôn xóm, tên là Tử Thôn. Tuy nhiên, lúc ấy dưới chân núi Tử mở rộng ra, chính phủ động viên toàn bộ dân rời đi hết. Chỉ còn lại hai người chiếm một phần núi lớn, vì hai người này nhà nước đã cấp hơn 3 triệu. Mẹ nó, tất cả đều là vì phục vụ cái trạm điện tư nhân của bọn họ. Hạ Hải Vĩ nói đến đây có vẻ rất oán giận. Một trạm phát điện nhỏ một năm thu vào bao nhiêu? Diệp Phàm hừ nói. Hẳn là khoảng 2 triệu đồng, vài người hùn vốn. Trần Bân chiếm phần lớn, chắc hẳn chính gã ta khống chế cổ phần. Tuy nhiên, sau lưng bọn họ có ký ước định, chủ nhân trạm phát điện Tử Sơn cũng không phải Trần Bân. Mà là một người tên Tống Minh Lượng. Cố Thị Phi suy nghĩ rất chu đáo, tuy nhiên, việc này trong tay đồng chí của Ủy ban Kỷ luật tỉnh chỉ là việc nhỏ. Sau khi điều tra,
mới biết được Tống Minh Lượng chính là anh vợ Trần Bân. Hạ Hải Vĩ hừ nói. Có chứng cớ không? Diệp Phàm hỏi. Có, huynh đệ, cậu nói làm sao thì giờ sẽ làm như thế? Hạ Hải Vĩ không chút do dự nói. Bắt. Diệp Phàm hừ nói, thanh âm đặc biệt lạnh lẽo. Được. Hạ Hải Vĩ liền nói một chữ, cúp điện thoại. Sau khi buông điện thoại, Diệp Phàm đi đến chỗ thùng rác ném tàn thuốc. Đột nhiên nghe được chỗ rẽ hình như có người đang nói chuyện phiếm quang quác. Từ chân tường nhìn lại, mới phát hiện không ngờ là con trai phó giám đốc sở tỉnh Tiếu Duệ Phong đang tán gẫu nhiệt tình với hai ông anh. Xem tư thế ba người kia, ai mặt cũng ửng hồng, chắc hẳn đã uống nhiều. Vừa trò chuyện, vừa giơ tay lên vách tường vỗ loạn. Nghĩ đến Tiếu Duệ Phong mà thấy ghét, khóe miệng lão đại Diệp đột nhiên nhếch lên một điệu cười âm hiểm. Thằng nhãi này lấy ra điện thoại gọi cho Ninh Hòa Hòa, cười nói. Hòa Hòa, muốn nghe tình tiết cái giường ở nhà tôi không? Không muốn, cái giường nát có gì hay mà nghe. Nào ngờ Ninh Hòa Hòa không chút khách khí từ chối. Diệp lão đại vừa cười nói. Không nghe thôi vậy, nghe nói giường kia đúng là có quý phi đã dùng qua. Hơn nữa, trên giường còn khắc một đoạn bí quyết chăm sóc sắc đẹp phụ nữ như thế nào. Nghe nói có thể làm cho phụ nữ luống tuổi nhìn qua chỉ như cô gái 30 tuổi. Muốn nghe nói thì ra đây, tôi đi vệ sinh xong sẽ ra nói với cô một chút. Nói ngay tại phòng riêng đi. Ninh Hòa Hòa quả nhiên dao động, phụ nữ mà, không gì bằng chuyện bảo toàn thanh xuân vĩnh viễn. Không nghe thì thôi, phòng riêng rất ngột ngạt. Diệp Phàm hừ nói. Được rồi, tôi đi ra, anh ở chỗ nào? Ninh Hòa Hòa nhỏ giọng hỏi. Chỗ góc lối đi nhỏ. Tôi đứng ở bên cạnh hút điếu thuốc hít thở không khí. Diệp Phàm nói. Vậy anh chờ, tôi lập tức ra ngay. An Hòa Hòa nói. Lão đại Diệp cười khan, chợt vào toilet một bên. Tin với hình ảnh khả ái đáng yêu của Ninh Hòa Hòa, tuyệt đối có thể khiến hóc môn giống được gia tăng lên. Hơn nữa, đêm nay cách ăn mặc của Ninh Hòa Hòa lại rất kiều diễm có 102. Quả nhiên, không lâu sau chỗ lối đi nhỏ liền truyền đến giọng Ninh Hòa Hòa phẫn nộ mắng. Mày là cái đồ khốn khiếp, dám bỡn cợt bổn tiểu thư, tao đá chết mày. Chương 1516, ai đó gặp rắc rối lớn rồi. Tiếp đó, nghe thấy tiếng la oai oái vọng lại, còn có cả tiếng la hét của Ninh Hòa Hòa, lúc này Diệp Phàm phóng đôi mắt chim ưng nhìn xuyên qua cửa kính xem xét, sao có thể khiến cho chị Ninh Hòa Hòa chịu thiệt thòi được. Phát hiện Ninh Hòa Hòa đúng là có trong đó. Chỉ vài cú thượng cẳng chân hạ cẳng tay đã khiến cho Tiêu Kỳ ôm bụng gào bạn bè đưa đi bệnh viện cấp cứu. Không lâu sau, từ phòng riêng bên cạnh có ba thanh niên lao tới, thân thủ không tồi tấn công về phía Ninh Hòa Hòa. Mẹ kiếp, dám bắt nạt Hòa Hòa nhà chúng ta, chán sống rồi đây. Phía sau vang lên tiếng hét của Mai Thiên Kiệt, một trận đấm đá bôm bốp vang lên, như có kèm theo tiếng của người bị đá va vào tường. Diệp Phàm cũng vội vàng xông vào, đỡ lấy Ninh Hòa Hòa. Vẻ mặt thân thiết hỏi. Hòa Hòa, không sao chứ, thật không ra làm sao cả, để tôi gọi công an đến tóm cổ cả lũ chúng nó đi. Chị đây không sao, mau nói ra bí mật phương thuốc gia truyền Thanh Cung. Ninh Hòa Hòa nháy mắt một cái, bất ngờ hỏi phương thuốc bí truyền Thanh Cung. Diệp lão đại đang thương cảm cho Mai Thiên Kiệt, phải lòng đàn bà mà, thực ra bộ dạng của Ninh Hòa Hòa khá đáng thương, quần áo vừa rồi đều bị Tiêu Kỳ dùng sức túm xé mấy lần. Tay áo cũng bị rách mất một miếng. Không lâu sau Mai Trường Phong và Mai Phán Nhi đều đã đến, mà giám đốc của Phi Vân Các cũng tới rồi. Mai Trường Phong vừa nhìn thấy bộ dạng của Ninh Hòa Hòa, mặt lập tức tối sầm lại, lấy điện thoại ra gọi, hừ nói. Trung Minh, có người gây rối ở Phi Vân Các, con dâu tôi Ninh Hòa Hòa gặp phải lưu manh ở hành lang. Bắt chúng lại, đợi tí nữa giao cho Tư lệnh Hồ. Mai Trường Phong sau khi buông điện thoại xuống đi xuyên qua hành lang hừ một tiếng. Hai người lính mặc thường phục lập tức đánh tiếp, xuống tay không khoan nhượng, một cước đá thẳng vào giữa ngực khiến thằng nhóc bị đá chỉ còn nước khóc gọi mẹ. Còn người lính kia thì tát bôm bốp mấy cái khiến mặt mũi của đám Tiêu Kỳ lập tức sưng phù lên. Những người này vốn đã bị Mai Thiên Kiệt đánh cho một trận như tử, mất hết sức phản kháng, giờ lại bị hai anh lính này chỉnh cho một trận càng thảm thương hơn. Là cảnh vệ do đích thân Mai Trường Phong tuyển chọn, thân thủ tuyệt đối có thực lực bậc nhị đẳng. Giám đốc của Phi Vân Các vừa nghe thấy giọng điệu của Mai Trường Phong, còn có tư lệnh Hồ gì đó, vừa nhìn ra lại phát hiện ra Diệp Phàm, vội rút điện thoại ra báo cáo, vâng dạ liên hồi.
Chỉ vẻn vẹn trong vài phút ngắn ngủi, một nhóm cảnh sát đã có mặt, sau khi nhìn thấy Tiêu Kỳ bị đánh cho tơi tả lập tức gào lên. Tiêu thiếu gia bị người ta đánh rồi, đưa tất cả đi thẩm vấn. Thẩm vấn ai? Mẹ mày chứ? Một giọng nói vang lên, vừa nhìn vừa chạy bộ đến trước mặt Mai Trường Phong rồi chào theo nghi thức quân đội nói. Cảnh vệ bảo vệ quân khu tỉnh Lý Tam có mặt, xin chỉ thị của thủ trưởng. Dẫn mấy thằng lưu manh khốn kiếp này đi ngay. Mai Trường Phong vung tay lên chỉ, lập tức 7-8 anh lính như sói nhào tới, bẻ quạt tay Tiêu Kỳ như quẩy xoắn khiến thằng nhãi này không ngừng gào tên của cảnh sát trưởng Ngô Thuận. Tuy nhiên vừa nhìn thấy dáng vẻ hung hăng của Lý Tam, đội phó đội trị an trung đoàn tỉnh Ngô Thuận cơ bản là không dám manh động, chỉ có thể trơ mắt nhìn theo đám người của Tiêu Kỳ bị áp giải đi. Hai, thật là mấy hứng, tê về thôi vậy. Diệp Phàm thở dài. Còn phương thuốc bí truyền kia thì sao? Ninh Hòa Hòa dù thế nào cũng không chịu buông tha, truy hỏi Diệp Phàm. Muốn xem thì đến nhà của tôi mà xem. Diệp Phàm nói. Được được, Thiên Kiệt mau đi cùng tôi đến nhà sư phụ một phen. Ninh Hòa Hòa cười, reo lên. Rốt cuộc là chuyện gì? Sao lại hứng thú như vậy? Mai Thiên Kiệt gãi gãi đầu hỏi. Chuyện đàn bà hỏi làm gì? Rõ vớ vẩn. Ninh Hòa Hòa tức giận lườm Mai Thiên Kiệt một cái. Thưa Tiêu, giám đốc Sở Tiêu, xảy ra chuyện rồi ạ. Đội phó Ngô hấp tấp lẻn ra bên ngoài gọi điện thoại. Có chuyện gì mà phải kích động như vậy? Tôi đã dặn từ trước rồi, đội phó Ngô, gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh mới được. Cứ như thế này, sau này muốn ngồi lên chức đội trưởng thì không được đâu. Tiêu Duệ Phong nói với giọng đanh thép. Là Tiêu Kỳ gặp sự cố rồi, cậu ấy bị quân đội bắt đi rồi. Đội phó Ngô cũng không để ý được nhiều chuyện như vậy, cứng lưỡi lại nói ra chuyện này. Xảy ra chuyện gì, nói mau. Tiêu Duệ Phong truy hỏi. Đội phó Ngô thầm khinh bỉ giám đốc Sở Tiêu một hồi, thầm nhủ kêu ông đây phải bình tĩnh, chính mình gặp phải chuyện này còn sốt ruột, hốt hoảng hơn cả ông. Vừa nãy cậu bạn Dư Bạch của Tiêu Kỳ gọi điện thoại tới, là. Ngô Thuận không dám nói ra. Là cái gì, lúc này rồi còn úp mở cái gì. Khốn kiếp, cũng không biết Duệ Phong chửi ai. Là Tiêu Kỳ khi đã uống say rồi, nhìn thấy một cô gái đi ngang qua liền mời cô gái vào phòng đặt riêng uống rượu. Không ngờ cô gái kia không chịu, Tiêu Kỳ tức giận đã vồ lên xé quần áo của cô gái đó, hình như là rách cả tay áo. Nào ngờ cô gái kia rất ghê gớm, kết quả là Tiêu Kỳ bị cô ta đá trúng bụng, vừa ôm bụng vừa kêu đau. Không lâu sau từ phòng bên cạnh có mấy thanh niên lao ra thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh tới tấp. Sau đó mấy người bạn của Tiêu Kỳ ra giúp nhưng cũng bị người thanh niên hung hăng đá ngã xuống đất. Sư Bạch vội vàng trốn ra một góc gọi điện thoại, vì thế tôi vội vàng lao đến thì thấy toàn bộ đám người của Tiêu Kỳ đều bị bắt đi. Đồng thời tôi còn phát hiện bí thư Diệp Phàm của khu Hồng Liên đang đỡ cô gái kia. Tôi đang định dẫn người đi thì đúng lúc nào một toán binh lính vọt đến do một trung tá dẫn đầu, nghe giọng hình như là cảnh vệ bảo vệ quân khu tỉnh tên Lý Tam. Mà Lý Tam đang chào theo nghi thức quân đội với một người, lại còn gọi là thủ trưởng, thực chất là thủ trưởng đơn vị gì thì tôi cũng không rõ lắm. Lý Tam rất hung hăng, chúng tôi không chống đỡ được. Tôi bảo Lưu Minh tiến lên ngăn cản, tên lính này y như thổ phỉ, Lưu Minh bị ăn một cái báng súng, trán bị chảy máu. Bọn họ cầm súng trường trong tay, kết quả là người đã bị bọn họ bắt đi. Giám đốc Sở Tiêu, ngài mau nghĩ cách đi. Đồ vô dụng. Bọn nó có súng chẳng lẽ mình lại không có súng? Súng trường còn nhanh hơn súng lục được hay sao? Tiêu Duệ Phong tức giận trong lòng, mắng ra miệng. Tôi. Ngô Thuận nghẹn cứng hồi lâu cũng không thốt ra được lời nào. Lập tức điều tra ra thân phận đối phương cho ông, xem là vị nào. Tiêu Duệ Phong nói sẵn. Sau khi cúp máy, gã ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy việc này không ổn. Người bị bắt vào quân khu tỉnh. Nếu chậm chế cứu ra ngoài thì không biết người sẽ bị đám lính thổ phí này đánh đập thành bộ dạng thế nào nữa. Lỡ như thằng con bị đánh đến mức sống dở chết dở thì dù có đền tiền cũng vô ích rồi. Tiêu Duệ Phong ngồi trên ghế xoay vài vòng, lẩm bẩm nói. Làm sao thằng nhãi Diệp Phàm này lại ở đó? Thằng nhãi này đúng là âm hồn không thể tiêu tan. Chẳng lẽ Tiêu Duệ Phong ta và hắn không đội trời chung? Mẹ kiếp, tà môn à! Ngẫm nghĩ một chút. Đồng chí lão Tiêu liền gọi điện thoại vì hắn vừa nghĩ đến Thượng tá Khương Lâm, chủ nhiệm ban chính trị quân khu tỉnh quan hệ với mình cũng khá tốt, thử nhờ gã hỏi thăm giúp chút tin tức của vụ này xem thế nào.
Khương Lâm vừa nghe là chỗ cảnh vệ Lý Tam bảo vệ quân khu tỉnh bắt người. Và còn gọi người này là thủ trưởng, người này khẳng định là chức vụ còn lớn hơn Lý Tam hàng trăm lần, hơn nữa có thể là một lãnh đạo cấp cao. Bản thân mình chẳng qua chỉ là một chủ nhiệm nhỏ nhoi, nếu mù quáng đâm đầu vào rước họa vào người thì sẽ bất lợi cho mình. Cho nên dù có chút đau đầu, vì không muốn mất thể diện nên hắn cũng hứa hẹn với Tiêu Duệ Phong là sẽ đi tìm hiểu tình hình. Diệp Phàm cũng vô tư dẫn Mai Thiên Kiệt và Ninh Hòa Hòa về tới nhà. Ninh Hòa Hòa ngồi vào ghế một chút rồi lập tức vào phòng của Diệp Phàm nghiên cứu bức tranh khắc chữ trên cái giường gỗ cổ từng là của một vị quý phi thời xưa. Tất nhiên, bức tranh khắc chữ mãn của cung nhà Thanh là có thật nhưng có phải là phương thuốc bí truyền Thanh cung hay không thì Diệp Phàm cũng không dám đảm bảo. Thằng nhãi này chỉ nói phét, trên bức tranh khắc chữ kia viết gì hắn cũng không biết. Theo lý mà nói thì khắc chữ cổ ở trên khung giường hẳn phải là cái gì đó hay ho rồi, cũng có thể chỉ là chuyện vớ vẩn liên quan đến hoàng đế cung nhà Thanh vui vẻ với đàn bà mà thôi. Đối với cái này thì về cơ bản là Diệp lão đại không có hứng thú. Diệp Phàm, chữ viết có ý nghĩa gì vậy? Gạch nối. Ninh Hòa Hòa và Mai Thiên Kiệt nghiên cứu hồi lâu vẫn chưa có kết quả gì, tức giận chạy đến chỗ Diệp Phàm hỏi. Diệp lão đại giây phút này đang ngồi trên tràng kỳ thưởng thức hương thơm của trà long tỉnh Tây Hồ, liếc xéo Ninh Hòa Hòa một cái, cười nói. Trước kia từng nghe người ta giải thích qua, nhưng bài văn bằng chữ mãn này quá khó nhớ nên nhất thời không nhớ ra. Hay như thế này đi, mời một chuyên gia hiểu tiếng mãn đến dịch chép ra giấy rồi mang về nghiên cứu không phải là được rồi sao? Hòa Hòa, tiền phí của phương thuốc bí truyền tôi sẽ không lấy nữa, coi như là ưu ái rồi. Khoe khoang gì chứ, đây mà là phương thuốc bí truyền à. Nhưng tại sao lại ghi trên đầu là phương thuốc bí truyền bảo dưỡng Thanh cung? Ninh Hòa Hòa bĩu môi, lườm Diệp lão đại một cái hỏi. Cô gái này cũng không ngốc, cảm thấy phải chăng đã bị Diệp Phàm lừa. Lúc đó tôi nghe người ta từng nói hình như là phương thuốc bí truyền Thanh cung mà. Cái này, lâu quá rồi nên nhớ không rõ nữa. Diệp lão đại vội vàng lấp liếm, tránh để bị lộ. Nếu không sẽ bị Ninh Hòa Hòa hành hạ đến gần chết mất. Hừ, đợi đấy, tôi sẽ gọi anh họ tôi đến. Ninh Hòa Hòa lập tức gọi điện thoại nói. Anh họ à, lập tức gọi một chuyện ra hiểu tiếng mãn đến nhà Diệp Phàm được không? Là Hòa Hòa à, đến Thủy Châu khi nào thế? Phí Hướng Phi, con trai của Phí Mãn Thiên hơi ngạc nhiên hỏi. Mới đến, đừng hỏi nhiều thế, bảo gọi người đến cơ mà. Ninh Hòa Hòa mất kiên nhẫn. Cần chuyên gia hiểu tiếng mãn làm gì? Không phải là mới phát hiện ra bảo bối gì của dân tộc mãn đấy chứ? Phí Hướng Phi cười một tiếng nói. Nghe nói là phương thuốc bí truyền Thanh cung, nhanh lên đi. Ninh Hòa Hòa đọc địa chỉ một lượt. Thôi được rồi, anh mời chuyên gia đến. Cũng thật là, anh bận bù đầu lại còn làm phiền. Phí Hướng Phi bất đắc dĩ buông điện thoại xuống. Đối với cô em họ này, hắn không dám chu chọc thái quá, làm quá lên sẽ bất lợi. Kiểu người như Ninh Hòa Hòa và Phí Thảo Thảo đều thuộc hàng cô chiêu cậu ấm của thủ đô, nhưng dẫu sao cũng rất hiểu chuyện, từ trước đến nay đều khiêm tốn, không gây chuyện. Tiêu Duệ Phong đang định đích thân dẫn người đến quân khu tỉnh cứu người thì điện thoại reo, giọng nói của Thượng tá Khương Lâm vang lên. Lão Tiêu à, chuyện này có chút khó khăn rồi. Thế nào hả, vị thủ trưởng kia là? Tiêu Duệ Phong kinh hãi trong lòng, khẩn trương hỏi. Là phó tư lệnh Mai Trường Phong của đại quân khu lĩnh Nam, người của Mai gia ở thủ đô. Sự thể là con dâu của ông ta ở hành lang trong phi vân các bị tiêu kỳ. Khương Lâm nói đến đây không nói tiếp được nữa. Cái thằng khốn nạn này, trở về xem tôi có đánh gãy chân nó ra không. Cả ngày chỉ biết uống rượu, vừa uống đã say ngất ngây ra rồi. Lão Khương, anh xem có cách nào cứu vãn được không? Tiêu Duệ Phong câu trước vừa mắng chửi con trai của mình. Câu sau đã nhờ vả giúp đỡ. Việc này, nói thật, anh thấy tôi đủ sức sao? 2. Khương Lâm có chút buồn bực, vội vàng từ chối. Bảo mình đi xin cho kẻ xấu xa dám ức hiếp con dâu của tư lệnh, trừ phi là không muốn ở trong quân ngũ nữa rồi. Biết đâu vì sai lầm này mà bị nhốt vào tù cũng là điều có thể. Chương 1517, cán bộ đầy tỉnh. Phó tư lệnh Hồ chắc là có khả năng chứ? Tiêu Duệ Phong cũng mất bình tĩnh, giọng nói hơi run rẩy. Gã hiểu rằng Mai gia ở thủ đô là gia tộc như thế nào, làm sao mà loại tép siêu như gã có thể dây vào được. Và, không ngờ chính thằng con ngu ngốc của gã lại dám trêu chọc con dâu của lão Mai.
Tiêu Duệ Phong quay tròn trong phòng đến khi hút hết điếu thuốc thứ ba, mới ném mạnh đầu mẩu thuốc lá vào cái gạt tàn, lại gọi điện thoại. Không lâu sau, Tiêu Duệ Phong mang theo mấy bình rượu đắt tiền lái xe thẳng đến quân khu tỉnh, tự mình đến hỏi thăm Phó Tư lệnh Hồ Trung Minh. Giám đốc Sở Tiêu, đến thì đến thôi, sao còn khách khí như vậy? Hồ Trung Minh thản nhiên cười nói, bất ngờ khi Tiêu Duệ Phong, không biết buổi tối gã này đến thăm mình là vì chuyện gì. Bởi vì cấp dưới của Phó Tư lệnh Hồ bắt người về, bản thân Tư lệnh Hồ cũng không biết rõ là ai gây ra chuyện này. Vừa nãy, sau khi đi tiếp đãi mấy vị khách cùng Mai Trường Phong, Phó Tư lệnh Hồ cũng thấy Tư lệnh Mai có chút mệt mỏi nên mới trở về nhà. Nhận được chỉ thị là trừng trị nghiêm khắc, cho nên Tư lệnh Hồ khi vừa trở về đã dặn dò đồng chí bảo vệ, chắc là bây giờ trên người Tiêu Kỳ, da thịt làm gì còn chỗ nào không bị bầm dập nữa, hẳn là tránh không khỏi bị quân lính dùng côn và giày đinh chào đón. Tư lệnh Hồ, thằng con mất dạy của tôi đã mang đến phiền phức cho ngài rồi, hai cái đồ khốn kiếp này, tôi cũng thật muốn đánh gãy cái chân chó kia của nó. Nói ra những lời này, Tiêu Duệ Phong chỉ là nói cứng mà thôi. Phiền phức ư, giám đốc Sở Tiêu sao lại nói như thế? Hồ Trung Minh bị gã làm cho không hiểu ra sao, hỏi. Hai, là thế này, vừa rồi ở Phi Vân Các. Tiêu Duệ Phong thành thật kể lại sự việc, cũng không dám giấu giếm gì. Việc này dù sao cũng là khó hơn lên trời, bây giờ có thể cứu được con ra hay không, e rằng cũng không đủ khả năng nữa. Tuy nhiên, Tiêu Duệ Phong rất quỷ quyệt, chúc cho Tư lệnh Hồ uống rất say, trong lúc vô ý đã để lộ ra tin tức là Diệp Phàm đã đi uống rượu cùng Tư lệnh Mai. Tiêu Duệ Phong vì chuyện rắc rối của Diệp Phàm với lão thương ngày trước khi tiếp đãi tất cả các vị khách quý của khu Hồng Liên tại nhà khách quân khu tỉnh khiến hắn hoài nghi, nên đã ngấm ngầm cho người đi điều tra mới biết là Diệp Phàm đang vật tay với Tư lệnh Hồ. Nếu như Tư lệnh Hồ và Diệp Phàm không hợp thì nhắc đến Diệp Phàm có lẽ sẽ làm Tư lệnh Hồ phẫn nộ, từ đó làm sa sút vị trí của Tư lệnh Mai trong lòng của Tư lệnh Hồ. Có chuyện này, tôi muốn hỏi một chút. Hồ Trung Minh cũng kinh ngạc, không thể tưởng được kẻ láo xược dám chọc ghẹo con dâu của Tư lệnh Mai lại là thằng con của Tiêu Duệ Phong. Sau khi nhận điện thoại, vâng dạ một hồi, sắc mặt Tư lệnh Hồ bỗng trở nên nghiêm túc hẳn. Nhìn Tiêu Duệ Phong một cái, giọng nặng nề nói. Lão Tiêu, việc này tôi không giúp được gì rồi. Có biết người mà lần này Tiêu Kỳ trêu ghẹo là ai không? Không phải nghe nói là con dâu của Tư lệnh Mai sao? Tiêu Duệ Phong bắt đầu lo lắng bởi vì sắc mặt của Tư lệnh Hồ rất nặng nề. Việc này, hẳn là còn có một khúc mắc khác nữa. Không chỉ là con dâu tương lai của Tư lệnh Mai, nghe nói còn là con gái rượu của trưởng ban tổ chức Trung ương Ninh Chí Hòa. Vẻ mặt của Tư lệnh Hồ rất nghiêm túc khi nói ra những lời này. Trưởng ban Ninh của Ninh gia. Tay kia của Tiêu Duệ Phong đang cầm tách trà rốt cuộc đã không giữ được nữa, một tiếng loảng xoảng vang lên đã đổ hết cả trà, sắc mặt trong nháy mắt đã trở nên trắng bệch. Lão Tiêu, việc này, hai. Phó Tư lệnh Hồ vỗ vỗ bả vai Tiêu Duệ Phong như thể là chuyện lực bất tòng tâm, đồng thời còn có vẻ như mắt nhìn đầy biểu cảm. Tiêu Duệ Phong vừa nhìn thấy đã hiểu ra ngay, cảm thấy Tư lệnh Hồ có ý muốn đuổi khách. Ai gặp phải chuyện như thế này cũng đều muốn tránh nhanh còn không kịp. Huống hồ, chỉ là Mai ra thì còn đỡ một chút, nay lại dây vào lão Ninh Chí Hòa này thì hết hy vọng rồi, bên cạnh hắn còn có cây đại thụ phí ra nữa. Xin cảm ơn, tôi xin đi trước. Tiêu Duệ Phong biết điều đứng lên cáo từ rồi đi về. Chưa bao giờ Tiêu Duệ Phong cảm thấy bước chân của mình nặng nề như ngày hôm nay. So sánh với phí ra một tay che trời, Tiêu Duệ Phong cảm thấy mình chỉ như con kiến dưới tán cây cổ thụ mà thôi. Gã nhất thời hoang mang, là một vị giám đốc sở có quyền lực, trước kia đồng chí Tiêu Duệ Phong lòng tràn đầy cảm giác tự tin, hăng hái. Nhưng Tiêu Duệ Phong của bây giờ, giây phút này đây bị cảm giác bất lực hoàn toàn chiếm lĩnh. Gã nghĩ tới đi tìm Nạp Lan Nhược Phong, nhưng lập tức phủ định suy nghĩ của mình. Đi tìm ông ta nhất định không ăn thua gì. Lão cáo già Nạp Lan Nhược Phong đồng ý vì mình mà xuất đầu lộ diện đi đến Ninh gia nói giúp, đó là chuyện không thể nào xảy ra được. Sự tự tin của Tiêu Duệ Phong lần lượt bị mất đi dần dần, chắc là người còn có thể nói vài câu có trọng lượng với phí gia chỉ còn lại Chủ tịch tỉnh Yến Xuân. Nhưng Tiêu Duệ Phong và Chủ tịch tỉnh Yến lại không có quan hệ gì, nhất thời làm sao có kết móc ngoặc với ông ta được. Đúng lúc này thì điện thoại reo lên, hắn nghe thấy giọng nói của anh hai Tiêu Chính Đông nói. Duệ Phong, nghe nói Tiêu Kỳ bị người ta bắt đi có phải không? Thật là, còn không đưa người ra à,
em trai em gái đều ầm ĩ đến chỗ anh đây này. Lẽ nào còn muốn làm đại nghĩa diệt thân à? Tiêu Chính Đông trước kia đảm nhiệm chức phó chủ tịch thành phố Mạc Hương, bây giờ đã được điều đến địa khu Ngô Châu đảm nhận chức chủ tịch địa khu. Địa khu Ngô Châu mặc dù chỉ xếp ở vị trí đáng sách xếp cho tỉnh Nam Phúc về tất cả các chỉ tiêu như kinh tế nhưng tốt xấu gì cũng là một chủ tịch địa khu, là nhân vật số 2, xem như được bước vào hàng ngũ chính thức của cấp giám đốc sở. Cái thằng khốn kiếp này, đã gây ra đại họa rồi. Tiêu Duệ Phong không kìm nổi chửi ra miệng. Lần này lại dây vào người nào, phải quản lý nó chặt chẽ vào chứ, con không ngoan là do bố dạy bảo không nghiêm có biết chưa. Cả ngày đi thu dọn hậu quả giúp nó đến mức nào rồi. Chủ tịch Tiêu Chính Đông quát lên. Muộn rồi, kẻ tóc bạc đưa tiễn người đầu xanh rồi. Tiêu Duệ Phong không giấu giếm tình trạng của Tiêu Kỳ, rồi nói tiếp với Tiêu Chính Đông. Anh hai, nghĩ cách gì đó đi, bị giam ở quân khu tỉnh thà rằng để nó bị giam giữ ở sở công an tỉnh. Việc này, nếu Hồ Trung Minh kiên quyết không thả người, chúng ta dù thế nào cũng phải đi cướp lại. Hồ Trung Minh dù thế nào nhất định cũng sẽ không thả người. Chẳng những chỉ có một phía từ Mai ra, chủ yếu là thái độ của Phí ra quá quan trọng. Chúng ta đều làm trên tỉnh, nào có cán bộ nào dám xuất đầu lộ diện đối mặt với thế lực của Phí ra trong thời điểm này. Hơn nữa, việc này lại còn chưa chính thức, nếu có lý do thì còn có thể nói được, mấu chốt là lần này Tiêu Kỳ lại gây đại họa. Loại sự việc như thế này căn bản chỉ là một sự việc. Nhưng người nhà họ Mai nếu kiên quyết phải nghiêm trị Tiêu Kỳ, chỉ cần gán cho cái tội sàm sỡ cũng đủ rồi. Tội này cũng không nhẹ đâu, ta bản thân cậu là người hiểu pháp luật nhất, tôi cũng không giải dòng nữa. Tiêu Chính Đông giảng giải nói. Anh hai, em thật sự là hết cách rồi, hai, em cũng không dám về nhà, sợ đối diện với Trương Mẫn. Đàn bà xót con lắm, đâu biết rằng đàn ông cũng đau lòng vậy. Cơ bản là quan hệ của Tiêu Kỳ và con trai của Nạp Lan Nhược Phong khá tốt nhưng em đoán lão cáo già Nạp Lan Nhược Phong kia sẽ không ra tay đâu. Tiêu Duệ Phong đặc biệt gàn bướng nói. Đi cầu xin hắn hay không đều giống nhau cả thôi. Gạch nối. Tiêu Chính Đông hừ một tiếng, ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp. Thực ra, anh thấy chuyện này vẫn còn có thể tìm ra một con đường sống. Tìm ra, tìm ở chỗ nào, hai. Tiêu Duệ Phong căn bản là không tin chuyện này có thể giải quyết ổn thỏa được. Đã quên một nhân vật mấu chốt à? Tiêu Chính Đông đính chính lại. Ai? Tiêu Duệ Phong vội vã hỏi. Hãy suy nghĩ kỹ lại xem những người ở hiện trường lúc đó đều có thân phận gì. Trong việc này có chịu ảnh hưởng gì đó không? Tiêu Chính Đông nhắc nhở nói, đúng là gừng càng già thì càng cay. Em nghĩ lại đã. Tiêu Duệ Phong giả soát lại trí nhớ, rất lâu sau. Đột nhiên kêu lên. Lẽ nào người mà anh nói đến lại chính là Diệp Phàm? Đúng rồi, coi như là cậu không ngu. Tiêu Chính Đông hừ một tiếng, nói. Chuyện này, nếu như Diệp Phàm và Mai Trường Phong cùng ở một chỗ thì rõ ràng là quan hệ của họ rất thân thiết. Nếu không sao họ có thể ăn cơm cùng một chỗ được. Mai Trường Phong là người như thế nào, chính là người ngồi trên cao chót vót, hơn nữa gia thế hơn người, có mấy người thanh niên nào lọt vào mắt của ông ta được. Điều này dĩ nhiên là em biết, vấn đề là ở chỗ Diệp Phàm, trước kia em còn từng chơi nó một vố, làm sao nó có thể ra mặt giúp chúng ta vụ này được. Tiêu Duệ Phong nói, nét mặt có chút khó chịu. Hai, ra, loại người gì mà lại không biết cư xử như thế, cả ngày chỉ rình đi bới móc sai lầm của người khác. Bây giờ biết thế nào là báo ứng chưa? Có những người, có thể trước kia không bằng mình hay là cấp dưới gì đó hoặc cũng có thể không liên quan gì đến mình. Hắn không ảnh hưởng không đến lợi ích của mình, nhưng chỉ xảy ra một vấn đề gì đó, hắn lại ảnh hưởng tới mình ngay. Cho nên ở trong nội bộ ban lãnh đạo, cậu phải tận lực mà đối xử tốt với người ta, tạo mối quan hệ, bới móc sai lầm của người khác chẳng khác nào đã cắt đứt đi một con đường đi của chính mình. Một người phải phát tán được nhiều con đường, có thể bản thân hắn không có đủ khả năng nhưng bạn bè thân thích của hắn thì sao? Nhắc đến Diệp Phàm, chúng ta chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn trèo lên cao. Tốc độ thăng tiến của hắn lấy hỏa tiễn để hình dung còn không bằng nữa là. Trước kia hắn đảm nhiệm chức phó chủ tịch huyện ở Ngư Dương mà bây giờ người ta đã là cán bộ cấp giám đốc sở phó bí thư thành ủy Thủy Châu. Có thể làm đến cấp phó giám đốc sở, nghĩ thử xem, lẽ nào tất cả những điều này là chỉ dựa vào may mắn thôi sao? Mà lăn lộn trong thể chế, điều này là tuyệt đối không thể có. May mắn có thể xảy đến một hai lần là bình thường,
sao có thể xảy đến nhiều lần được. Người này rất có thực lực, hơn nữa mối quan hệ hẳn phải rất cứng, nếu không làm thế nào mà chỉ vừa mới khởi nghiệp được một vài năm đã có được vị trí hiện tại này. Tiêu Chính Đông hừ nói. Vâng, em trước đây có chút quá đáng, nhưng mặc kệ thế nào, dù sao cũng phải nghĩ cách mời hắn ra mặt nói giúp với Mai Trường Phong mới được. Tiêu Kỳ ở bên đó không biết đã phải chịu khổ sở như thế nào, nghe nói lính ở đó toàn như một lũ thổ phỉ. Hai. Tiêu Duệ Phong hối hận đến mức muốn đập đầu vào tường cho rồi. Quan hệ của anh và hắn cũng không được tốt lắm, nếu bàn về quan hệ thì quan hệ của Thuần Thần và hắn khá hơn một chút. Đúng rồi, quan hệ giữa Phi Thành của Hồng Kông và hắn tốt nhất. Đứa con lớn của Thuần Thuần, gọi nó ra mặt trước sẽ dễ dàng hơn. Vì Phi Thành còn nợ một ân tình, dù vài thập niên trước đều là người trong cùng một gia tộc của chúng ta, nhưng đều đã là chuyện từ thời cổ lai hy rồi. Người ta giờ đã là ông chủ lớn ung dung tự tại ở Hồng Kông, chúng ta sẽ thử xem. Tiêu Chính Đông ngẫm nghĩ một chút lại nói tiếp. Sáng mai anh sẽ lập tức trở về, xem có kịp mời trưởng ban thư ký Kiều trợ giúp được không, dù không thể không kịp hỗ trợ cái gì nhưng nếu có thể hẹn mời Diệp Phàm đến ngồi nói chuyện cùng nhau thì coi như đó là một tin tốt. Tiêu Phi Thành vốn là người của Tiêu gia, vài chục năm trước theo cha đẻ đến Hồng Kông, tính ra thì cùng chung tổ tiên với Tiêu gia. Tiêu Phi Thành lãnh đạo tập đoàn Phi Vân ở Hồng Kông, nghe nói gia sản hiện tại cũng không dưới 800 triệu. Trước kia khi ở Ngư Dương, Diệp Phàm từng kết giao với Tiêu Phi Thành, sau này còn cũng tập đoàn Phi Vân cùng góp vốn mở nhà máy bông ở Ngư Dương. Chương 1518, lấy trứng chọi đá. Được rồi, em sẽ gọi điện thoại cho Thuần Thuần trước, đồng thời sẽ hỏi Phi Thành xem thế nào. Không còn cách nào khác, em cũng không cần sĩ diện gì nữa. Chỉ có một thằng con trai duy nhất, dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn nó bị ngồi tù được. Tiêu Duệ Phong thở dài. Không thể không nói, thế lực của Phí Hướng Phi, đệ nhất thiếu gia của tỉnh Nam Phúc này là rất lớn. Không đến nửa giờ, hai chuyên gia tiếng mãn của Viện Bảo tàng tỉnh đã đến, trong đó có một vị là Trương Hạo Viện Phó Viện Bảo tàng. Chuyên gia tiếng mãn kia tên là Lâm Hoành San, khi hai người nhìn thấy Diệp Phàm cũng không để ý, chắc là không quen biết. Tuy nói Diệp Phàm là phó bí thư thành ủy nhưng cũng chỉ thấy qua màn ảnh nhỏ, người có thể nhận ra hắn cũng không nhiều. Người dân bình thường làm gì có tâm tư nhớ đến hình dáng của cán bộ quan chức, trừ khi có chuyện gì rơi vào đầu, không có cách nào khác mới đi hỏi thăm nghe ngóng thôi. Đã muộn thế này còn làm phiền hai vị chuyên gia, thật ngại quá. Gạch nối. Diệp Phàm nói có vẻ hơi khiêm nhường, đưa tay ra chào hỏi. Không phiền gì đâu. Trương Hạo Toàn khẽ lắc đầu. Nhìn quanh một lượt, cười nói. Anh Diệp Phàm kinh doanh cái gì vậy? Tòa nhà này hẳn là khá cổ rồi phải không? Nếu tôi đoán không nhầm thì hẳn đã có 200 năm lịch sử rồi. Tuy nhiên, xem này tòa nhà, hẳn là sau này đã lợi dụng phương pháp phục cổ mà tu sửa quá nhiều. Anh Diệp thật biết hưởng thụ đấy, vì thủ pháp tu sửa phục cổ có thể nói là rất tuyệt, không biết mời chuyên gia từ đâu đến vậy. Không dám gọi là hưởng thụ. Tôi chỉ là một cán bộ viên chức nhỏ trong chính phủ. Diệp Phàm cười cười, thầm nhủ đây là Nam Cung Hồng Kông mời chuyên gia châu Âu nổi tiếng đến thiết kế, nghe nói tiền phí tư vấn lúc đó đã đến mấy triệu rồi, anh đương nhiên là không thể so sánh với người ta rồi. Thấy viện phó trương và anh chàng kia đều lộ ra một ánh mắt lạ, biết là hai người này hiểu lầm rằng mình là hạng tham quan, Diệp lão đại lại thản nhiên cười nói. Đây là do tổ tiên vì có ơn với một vị thương gia Hồng Kông, được người ta tặng cho. Ha ha ha. Viện phó trương cười một tràng dài, đi vào đại sảnh, liếc mắt một cái thì nhìn thấy người ngồi trên ghế trường kỷ chính là Ninh Hòa Hòa. Mắt hai người lập tức sáng lên, bước nhanh mấy bước đến, miệng hô lớn. Cô gái, mau bước xuống, mau bước xuống. Đây là ghế trường kỷ của vua, các bạn dẫm đạp như vậy hỏng mất thì thật đáng tiếc. Đừng bày lung tung như thế. Đây là đồ cổ, đồ cổ. Là ghế của vua thật sao? Hai kẻ các anh có mắt không đấy? Đây rõ ràng chỉ là hàng nhái, thế mà anh cũng tin à? Thật là thiếu kiến thức. Ninh Hòa Hòa bĩu môi, vẫn ngồi ở trên ghế không chịu xuống dưới. Mai Thiên Kiệt ngồi bên cạnh, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, lén nhìn Diệp Phàm một cái, chỉ sợ Diệp lão đại kia gật đầu xác nhận thì bản thân mình chắc chắn là thảm rồi. Đối với vị sư phụ này, Mai Thiên Kiệt là vừa kính trọng lại vừa nể sợ, e là còn sợ hơn cả sợ cha đẻ nữa ý chứ. Là ghế của vua thật, thật sự là ghế của vua, tuyệt đối là ghế của một vị vương gia triều Thanh nào đó.
hãy nhìn xem loại gỗ đàn hương này, còn cả thủ pháp điêu khắc này. Cả Trương Hạo Toàn và Lâm Hoành San đều gõ gõ tay, Trương Hạo Toàn còn tiện tay lấy cả kính lúp ra để kiểm chứng. Lão Trương, đây gọi là giường của vua mới đúng, trường kỷ lớn như vậy hẳn là được đặt ở trong điện kim giám. Anh Diệp, cuối cùng là như thế nào, sao không giới thiệu một chút? Lâm Hoành San quay sang nhìn Diệp Phàm, hai anh chàng này đều đã quên mục đích chính khi đến đây, đều kiểm chứng trường kỷ ở đại sảnh. Diệp Phàm trong lòng cảm thấy buồn cười đối với kiểu người si mê khảo cổ học như vậy, không còn gì để nói. Điều này, tôi cũng không rõ cho lắm, nghe nói hình như là của phủ thân vương gì đó. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nhìn Ninh Hòa Hòa một cái nói. Còn không bước xuống đi, có muốn để tôi đánh vào mông thật phải không? Đánh vào mông, anh dám. Ninh Hòa Hòa lớn tiếng hừ một cái, tuy nhiên mặt cũng hơi đỏ, liền bước xuống. Quả thật cô cũng có chút nể sợ Diệp Phàm, người này thường tung bài không theo lẽ thường, nếu không thèm giữ thể diện, đánh vào mông mình thật thì xấu hổ chết mất. Ánh mắt của Trương Hạo Toàn nhìn Diệp Phàm một cách quái lạ, bởi vì vừa rồi nghe lãnh đạo gọi điện thoại tới, còn thận trọng giải thích là lần này cô em họ Ninh Hòa Hòa của Phí Hướng Phi bảo đến giám định văn thư tiếng Mãn. Giờ phút này, Trương Hạo Toàn mới nhớ ra việc này, chắc cô gái này chính là em họ của Phí Thiếu Gia. Kia chẳng phải là chính là em họ của Bí Thư Phí. Mà anh chàng trẻ tuổi họ Diệp này lại dám gây hấn với cô gái kia thì biết người này khá to gan. Hơn nữa, Trương Hạo Toàn lại suy diễn lung tung rằng Ninh Hòa Hòa và Diệp Phàm có quan hệ nam nữ gì đó. Được rồi Hòa Hòa, đừng gây chuyện nữa. Mai Thiên Kiệt ở một bên vội vàng khuyên nhủ. Em gây chuyện sao, Mai Thiên Kiệt, người ta đường đường là phó bí thư tỉnh thành, quan phụ mẫu đấy, hừ hừ. Ninh Hòa Hòa lườm nguýt Mai Thiên Kiệt một cái, môi cong cớn. Phó bí thư, Trương Hạo tay cầm kính lúp như run lên một chút, quay đầu nhìn sang Diệp Phàm, vẻ mặt kinh ngạc, hỏi. Anh Diệp đây cũng chính là bí thư Diệp trên tỉnh thành sao? Không thể giả được, chỉ là một phó bí thư nhỏ nhoi thôi, còn làm ra vẻ thần bí, hừ. Ninh Hòa Hòa ở một bên bĩu môi hừ nói. Lập tức Diệp Phàm phát hiện thái độ của Trương Hạo Toàn và Lâm Hoành Sơn trở nên thân thiết hơn hẳn, kêu một tiếng bí thư Diệp, xem ra, học giả cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, sau khi văn thư trên chiếc giường quý phi kia được dịch ra thì mang đến cho Diệp Phàm một niềm vui lớn bất ngờ. Chủ nhân của chiếc giường quý phi này đương nhiên không phải chỉ là một quý phi thật sự, theo chữ khắc bên dưới gầm giường cho thấy lúc đó Hoàng đế Càn Long hẳn là lén lút với một cô gái bên ngoài cung. Hơn nữa, mặt dưới của giường còn có một ngăn kéo bí mật mở ra, bất ngờ phát hiện trên một tấm ngọc được đặc chế khắc ngọc tỷ của Hoàng đế, trên đó còn có bút tích của đích thân Càn Long tự tay viết phong cho cô gái này làm vân quý phi. Mà mảnh ngọc mỏng manh này còn được khảm trên vách gỗ ở chỗ tối trong ngăn bí mật. Bí thư Diệp, chỉ dựa vào bản khắc ngọc tỷ trong ngăn bí mật này, chiếc giường này của anh cũng đáng giá mấy triệu rồi. Viện phó Trương cảm phục thốt lên một tiếng. Mấy triệu tệ ư? Ninh Hòa Hòa mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc giường vân phi này, nhìn viện phó Trương hỏi. Thế trên mặt có ghi lại phương thuốc dưỡng da bí truyền của cung đình không? Phương thuốc bí truyền của cung đình, phương thuốc bí truyền gì của cung đình? Viện phó Trương vẻ mặt nghi hoặc nhìn Ninh Hòa Hòa một cái. Hừ, Ninh Hòa Hòa lập tức sưng mặt lên, lườm Diệp Phàm một cái tóe lửa, biết rằng đã bị thằng nhãi này lừa. Hòa Hòa, tôi không phải đã nói với cô trước rằng tôi cũng chỉ là nghe nói thôi. Ai ngờ tất cả lại không phải như thế phải không nào? Chuyện này sao có thể trách tôi được? Diệp Phàm thản nhiên cười nói xạo. Hừ, cán bộ cao cấp còn lừa gạt người khác, thật không có đạo đức. Ninh Hòa Hòa thất vọng đến cực độ, đôi mắt trừng trừng nhìn Diệp lão đại, hai tay nắm chặt lại giống như tư thế của một con mãnh thú muốn ăn thịt người vậy. Hòa Hòa, tức giận, thật ra, sư phụ có bí phương kia thật. Lúc này, Mai Thiên Kiệt nói cứng, bất chấp nói lộ ra bí mật của Diệp lão đại. Mau đền cho tôi đi. Ninh Hòa Hòa vươn tay ra, suýt chút nữa trực tiếp móc được ví của Diệp lão đại. Phương thuốc bí truyền cái gì chứ? Thằng nhóc kia không hồ đồ đấy chứ. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, biết lời này là có ý gì. Hậu cung Ngọc Nhan Hoàn, nghe cô Phán Nhi từng nói đối với phụ nữ mà nói thì đó đúng là một sản phẩm dưỡng da cao cấp được sản xuất theo công nghệ hiện đại. Mai Thiên Kiệt ở trước mặt người đẹp, bán đứng luôn cả vị sư phụ tôn kính một cách cực kỳ đáng xấu hổ. Tốt thì tốt, đáng tiếc là hết rồi.
Diệp Phàm thản nhiên lắc lắc đầu, thầm nhủ ông đây chỉ còn lại mấy viên đưa cho Viên Viên cất giữ, không làm cho bà xã của mình đẹp lẽ nào làm cho người đàn bà khác đẹp à? Sư phụ, thầy cho Hòa Hòa một viên đi được không? Mai Thiên Kiệt vẻ mặt đáng thương nhìn Diệp Phàm. Đừng mơ. Diệp Phàm lắc đầu. Không cho thì thôi vậy, tôi gọi điện thoại cho bác tư của tôi, có người bắt nạt tôi. Ninh Hòa Hòa rút điện thoại ra, ra vẻ phải làm một bức cáo trạng. Bác tư mà Ninh Hòa Hòa nói đến chính là bí thư Phí Mãn Thiên. Vì mẹ ruột Phí Hương Ngọc của Ninh Hòa Hòa là em ruột của Phí Mãn Thiên, đứng hàng thứ năm. Ai bắt nạt em, hẳn không phải là anh đấy chứ? Mai Thiên Kiệt cố ý hỏi, không ngờ vào hùa diễn kịch với Ninh Hòa Hòa. Có người mời tôi ra ngoài, nói là muốn tiết lộ cho tôi phương thuốc bí truyền thanh cung gì đó, hóa ra đều là trò lừa gạt. Không ngờ kết bè kéo cánh gọi mọi người đến lừa tôi, ức hiếp tôi. Tôi sẽ đem tất cả kể cho bác tư tôi nghe. Ninh Hòa Hòa dẹt miệng hừ nói. Diệp lão đại trong lòng rất xấu hổ, thầm nhủ quỷ kế của chính mình đã bị Ninh Hòa Hòa nhận ra, về lý mà nói thì không thể nào, Hòa Hòa đã trở nên kỹ tính như thế từ khi nào vậy? Ha ha, muốn gọi thì gọi đi, tôi đây ngay thẳng không sợ nửa đêm bị ma gõ cửa đâu. Diệp lão đại nói cứng, nhưng, thằng nhãi này hai mắt cũng nhìn chằm chằm vào di động của Ninh Hòa Hòa, nếu Hòa Hòa gọi điện thật thì sẽ áp dụng biện pháp khác. Cũng chỉ đơn giản là một viên hậu cung ngọc nhan hoàn, thà như vậy còn hơn thực sự Phí Mãn Thiên kia biết được thì mặt mũi mình còn giấu đi đâu được chứ. Diệp lão đại đã thành công, thực ra Ninh Hòa Hòa dù có càn quấy nhưng về cơ bản là không nhìn ra quỷ kế của Diệp lão đại. Bây giờ thấy thái độ kiên quyết của Diệp lão đại, cô biết là dùng chiêu này cũng vô dụng. Nhưng mắt của Hòa Hòa vừa đảo một cái, lập tức cô liền đưa ra một chiêu khác, cười lớn nói với Diệp lão đại. Thế này vậy. Tôi đồng ý giúp anh một việc lớn, anh sẽ cho tôi một viên thuốc. Việc lớn gì? Diệp lão đại trầm ngâm suy nghĩ, cảm thấy như thế tương đối có lợi. Một là bản thân mình thật sự đã lợi dụng Hòa Hòa, trong lòng cũng không phải không hổ thẹn. Hai là biết đâu dùng một viên thuốc có thể đổi lấy được một sự giúp đỡ, vậy là lãi lớn. Tuy nhiên, Diệp lão đại không vội, còn phải thả mồi câu câu cá mới được. Thằng nhãi này phải giả vờ bình tĩnh, giả vờ nặng nề đắn đo lâu một chút. Đương nhiên là một việc lớn rồi. Ninh Hòa Hòa tôi đã mở miệng rồi, chẳng lẽ không có bản lĩnh gì lại dám đem ra khoe khoang. Ninh Hòa Hòa đắc ý, liếc nhìn Diệp lão đại một cái. Đã ngã giá xong. Diệp lão đại đau khổ gật đầu, bởi vì phần xinh đẹp của Kiều Viên Viên phải chia cho Ninh Hòa Hòa một ít rồi. Buổi sáng ngày hôm sau, không nhận được bất kỳ thông báo gì, tỉnh ủy phân công phó bí thư Nạp Lan Nhược Phong quản lý công tác kinh tế. Mang theo một đám người tới khu Hồng Liên, trực giác mách bảo Diệp Phàm là người này đến không có ý gì tốt đẹp cả. Đoàn người của Nạp Lan Nhược Phong đến trước khu đại viện chính phủ của khu Hồng Liên. Diệp Phàm và Trương Lăng Nguyên ba chân bốn cẳng cũng không kịp sắp xếp phương diện hoan nghênh tiếp đón như treo băng rôn linh tinh gì đó, bởi vì Nạp Lan tới quá nhanh, đến công tác vệ sinh dọn dẹp cũng chưa kịp làm. Hai bên cùng bắt tay giải quyết công việc. Nạp Lan Nhược Phong quay đầu nhìn khắp mớ hỗn độn của đại viện chính phủ, nói. Sao lại thế này? Sao lại bừa bãi như vậy? Ở đây là đâu chứ? Là quận ủy và ủy ban nhân dân quận của khu Hồng Liên, không phải là cái chợ. Đồng chí Diệp Phàm, cậu nghĩ mà xem, khách khứa đến làm việc mà nhìn thấy, sẽ để lại được ấn tượng gì? Rất lôi thôi, là cơ quan chính phủ của đảng, đại diện cho hình tượng của đảng. Chương 1519, anh huyên thuyên cái gì? Xin lỗi bí thư Nhược Phong, ở đây đang xây dựng. Ông cũng thấy rồi đó, tòa nhà văn phòng của chúng tôi vẫn chưa làm xong, muốn dọn dẹp sạch sẽ quả thực cũng chẳng biết phải làm sao. Ông xem, xe chở cát, xe chở gạch, xe chở xi măng mới vào, bụi đất kéo đến ầm ầm. Diệp Phàm bình tĩnh trả lời. Anh còn lý sự đúng không? Đang xây dựng thì không cần chú ý đến vệ sinh sao? Anh xem thủ đô Bắc Kinh của chúng ta, nơi nào mà chẳng xây dựng. Thế mà thủ đô vẫn sạch sẽ đến thế. Nếu người ta mà cũng làm như các anh, chắc thủ đô chỗ nào cũng khói bụi mịt mù rồi, khách du lịch trong ngoài nước, còn các vị khách quý nước ngoài nữa, họ sẽ nghĩ sao? Nói từ phương diện lớn, đây chính là hình tượng quốc gia, nói từ phương diện nhỏ, từ đó có thể nhìn thấy được lý luận chấp chính, quan niệm tư tưởng, tác phong của lãnh đạo hoặc chính quyền địa phương. Nạp Lan Nhược Phong vẻ mặt nghiêm túc phê bình. Không ngờ còn nói đến thủ đô cách xa vạn dặm kia.
Lãnh đạo phê bình rất đúng, việc này tôi có trách nhiệm. Diệp Phàm gật đầu, quay lại nói với Chủ tịch Trương đang giữ yên lặng. Chủ tịch Trương, sau này phải chú ý, phải duy trì tình hình vệ sinh của văn phòng Ủy ban Nhân dân, khi xây dựng cũng phải chú ý một chút. Phải chú ý hình tượng chính phủ, đừng biến khu Hồng Liên chúng ta thành cái chợ. Nếu quả thực như vậy, để bán rau còn tiện hơn, chỗ chúng ta sẽ thành ra thể thống gì? Trương Lăng Nguyên trong lòng mắng Nạp Lan này chơi xấu, đầu vẫn gật nói. Bí thư Nhược Phong, bí thư Diệp phê bình rất đúng. Chúng tôi sẽ chú ý chuyện này. Trương Lăng Nguyên nói xong, nhìn quanh, vừa hay phát hiện tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân quận đồng chí Trương Minh đang co cổ muốn trốn ra ngoài. Trương Lăng Nguyên trong lòng đang muốn tìm chỗ trút giận. Mẹ nó, Nạp Lan Nhược Phong tìm họ Diệp trút giận, họ Diệp đem giận dữ đổ hết lên đầu mình, ông đây cũng phải tìm nơi trút giận mới đúng chứ. Chủ tịch Trương lập tức nghiêm mặt, nói với Trương Minh. Làm thế nào vậy, anh là tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân quận, văn phòng Ủy ban Nhân dân sao lại thành ra thế này? Đây là cái chợ à? Anh có muốn có bát cơm nữa không? Hay muốn đổi nghề bán rau rồi? Đúng là chẳng ra thể thống gì cả. Chủ tịch quận Trương, tôi lập tức sắp xếp người dọn dẹp sạch sẽ. Chủ nhiệm Trương Minh biết hôm nay mình đã được định làm người gánh tội rồi, chán lúc này đã đổ mồ hôi gật đầu nói. Lần sau không được thế này nữa, tôi hy vọng hai ngươi về sau phải chú ý quản lý cấp dưới cho tốt. Làm lãnh đạo không thể bỏ qua việc xây dựng tác phong, tố chất tư tưởng cho cấp dưới. Đó là xây dựng tinh thần văn minh, chúng ta không chỉ nắm chắc việc xây dựng tòa nhà, mà quan trọng nhất là không được bỏ qua phương diện tư tưởng. Tư tưởng là linh hồn, là não bộ, tư tưởng mới là thứ chỉ huy. Nạp Lan Nhược Phong cố làm ra vẻ hừ một tiếng. Dưới sự chỉ dẫn của Diệp Phàm, Chủ tịch Trương và bộ máy lãnh đạo quận ủy đã ra hai bờ sông Hồng Liên. Khi nhìn thấy đáy sông đang bị đào bới lộn xà ngầu, đường phố hai bên vẫn còn là những đống lộn xộn, lúc này lại nói giọng không hài lòng. Rối loạn quá, sao lại làm đường xá ra thế này? Đây là đường phố, có phải bãi rác đâu. Nếu không xuống, tôi quả thực không thể tưởng tượng nơi này lại bẩn thỉu lung tung đến nông nỗi này. Anh xem, người đi trên đường đều bịt mũi mà đi. Mấy cái đống này, rồi xe cộ cũng rối loạn nữa, nếu vì chuyện này mà xảy ra tình trạng giao thông thì làm sao? Nếu lãnh đạo cấp trên xuống nhìn thấy tình cảnh này thì làm sao? Nếu bạn bè nước ngoài đến nhìn thấy tình trạng như thế này thì sẽ ảnh hưởng to lớn đến hình tượng của toàn thể thành phố Thủy Châu chúng ta. Người này là đồng chí Thái Trung Hoa, phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm phòng văn hóa tinh thần tỉnh ủy. Diệp Phàm vừa nghe đã hiểu, hôm nào Nạp Lan Nhược Phong dẫn người đến là để đâm trọt. Biết rõ là đang xây dựng, còn muốn bắt bẽ như thế, đây rõ ràng là muốn làm mình khó chịu mà. Trưởng ban Thái, chúng tôi đang xây dựng. Những đống lộn xộn này không để ở đây thì ông nói xem nên chất ở đâu. Chẳng lẽ lại muốn chuyển đến chất ở nhà tôi? Cải cách cần phải chịu những khó khăn nhất thời, tôi muốn nói chính là cái giá tương ứng phải trả khi kiến thiết. Thời kỳ đặc biệt bẩn thỉu lộn xộn cũng chính là tình huống đặc thù. Nhưng càng về sau tình hình sẽ càng gọn gàng sạch sẽ thôi. Khu sinh thái nhân văn sông Hồng Liên sắp tiến vào giai đoạn kiến thiết toàn diện. Không bẩn không lộn xộn thì làm sao sau này có được một sông Hồng Liên sạch đẹp. Diệp Phàm là rốt cuộc không kìm nổi, tương đối thiếu khách khí phản bác lời chỉ trích của đồng chí Thái Trung Hoa. Kiến thiết, đồng chí Diệp Phàm, tôi muốn hỏi một chút, nếu như muốn kiến thiết, tại sao đường sông không có chút âm thanh nào? Anh đừng nói là âm thanh làm việc huyên náo của mấy trăm công nhân toàn bộ đều giảm âm rồi nhé. Thái Trung Hoa hôm nay chính là đại tướng tiên phong tâm đắc của Nạp Lan Nhược Phong. Gã chỉ vào đáy sông, vẻ mặt nghiêm túc, hừ giọng nói. Trưởng ban Thái, không cần nói âm thanh, ngay cả xe tải cũng chẳng thấy. Khu Hồng Liên muốn kiến thiết như thế nào, đúng là một cảnh tượng lớn, ha ha ha. Mấy đống dơ bẩn này không hề trở đi, đáy sông cũng im ắng, đúng là có hương vị thật. Lúc này, một lão già răng rụng cũng ở bên xía vào. Người này là phó giám đốc sở bảo vệ môi trường tỉnh đồng chí Thôi Nhất Tân. Giám đốc sở Thôi. Vấn đề bảo vệ môi trường ở đây tương đối nghiêm trọng. Anh xem, nước sông đã thành nước gì, cả một mảng đen thui, quả chỉ toàn là bùn lỏng thôi. Thái Trung Hoa nói. Hai, không có cách gì khác, quy hoạch sông Hồng Liên vốn phòng xử lý tỉnh đã kiểm chứng thông qua rồi, nhưng, sau một hồi chủ tịch tỉnh cố lại đưa thông báo xuống buộc chúng tôi lập tức đình công. Phòng chống bão lụt tỉnh đưa thông báo đình công xuống,
chúng tôi có thể không đình công sao? Việc này ủy ban nhân dân quận chúng tôi cũng lo lắm. Nhưng, nói tất cả những thứ này thành một loại phong cảnh khác. Ông nói thử xem có cách nào không? Giám đốc Sở thôi, để ông phải chê cười rồi. Nếu đã đến, có phải cũng nên thưởng thức một phong cảnh khác không? Nói không chừng anh về nhà sẽ ăn thêm được mấy bát cơm đó. Con người mà, có lẽ sẽ rất thích cảnh này. Vừa rồi không phải các đồng chí không phải nói đây là phong cảnh sao? Thứ tôi nhìn là rác rưởi không ngờ lại có thể thành phong cảnh, thú vị thật. Diệp Phàm ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói, Thôi Nhất Tân liên tưởng rác dưới đáy sông với các món ăn trên bàn ăn, lập tức thấy buồn nôn. Liếc mắt nhìn Nạp Lan Nhược Phong một cái, Diệp Phàm vừa cười nói. Bí thư Nạp Lan, ông có thể nói một tiếng với phòng phòng chống bão lụt tỉnh không? Ông quản lý xây dựng kinh tế mà, phát triển của khu Hồng Liên không thể tách rời sông Hồng Liên. Diệp Phàm tung chuyện nóng phỏng tay này sang cho Nạp Lan Nhược Phong. Phòng phòng chống bão lụt tỉnh không thông qua, chứng tỏ điều kiện của các anh chưa đạt tiêu chuẩn. Phòng chống bão lụt là mảng quan trọng liên quan đến an toàn sinh mạng và tài sản của mấy triệu người dân Thủy Châu. Các anh phải làm thật hoàn thiện, biểu hiện qua thực tế mới được. Mảng này, tuyệt đối không được có chút tư lợi gì. Nạp Lan Nhược Phong đương nhiên sẽ không chụp lấy. Ngược lại còn phê bình khu Hồng Liên của Diệp Phàm không làm việc đến nơi đến chốn. Đồng chí Diệp Phàm, phong cảnh kiểu khác của anh không thưởng thức nữa. Mấy đống rác rưởi bẩn thỉu này anh gọi người đến xử lý ngay đi. Bằng không, chúng tôi đăng lên báo tỉnh đấy. Anh thấy không, các ký giả đã chụp hình rồi. Nếu thực sự đăng lên thì sẽ làm mấy hình tượng tỉnh thành đấy. Hơn nữa, là một nhân viên công tác trong Sở Bảo vệ Môi trường tỉnh, tôi cũng có trách nhiệm nhắc nhở anh một câu. Nếu công trình bảo vệ môi trường của các anh bị kêu ngừng lại, thì các anh đừng có ở bên mà huyên thuyên gì nữa nhé. Thôi Nhất Tân lạnh giọng, ngôn từ tương đương sắc bén. Ồ, là ai huyên thuyên vậy? Lúc này, từ trong một con ngõ nhỏ truyền đến một giọng vang dội, Thôi Nhất Tân vừa nghe xong, cả người tự nhiên lóng ngóng, bước đến gần Nạp Lan Nhược Phong. Bí thư Đoạn xuống tuần tra công tác cũng không thông báo một tiếng, nhìn thấy bộ dạng bẩn thỉu lộn xộn thế này. Xin đừng phê bình thôi nhé. Diệp Phàm khẩn trương tiếp đón. Phê bình, sao lại phê bình? Tôi phải khen ngợi anh vài câu mới đúng. Anh xem, trong một thời gian ngắn, sông Hồng Liên toàn rác rưởi đã thay đổi rồi. Rộng ra nhiều, tuy nói hiện nay cũng còn hơi lộn xộn, nhưng cũng đang còn xây dựng cơ mà. Cải cách thì phải trả giá, chẳng lẽ muốn xây dựng mà không phải trả cái giá nào sao? Mấu chốt là cần xem cái giá phải trả đó có đáng không? Tôi thấy khu sinh thái nhân văn Hồng Liên các anh làm rất khá, chẳng những quan tâm đến phát triển kinh tế, còn chú ý tới bảo vệ môi trường. Đoàn Hải Thiên vui tươi hớn hở bước ra từ con ngõ nhỏ, quay người lại, làm như vừa mới phát hiện ra Nạp Lan Nhược Phong. Cười nói, Bí thư Nhược Phong đến khi nào vậy, sao không nói với Hải Thiên một tiếng, thất lễ quá. Kỳ thực, Đoàn Hải Thiên châm chọc Nạp Lan Nhược Phong thất lễ. Hai người này sớm đã là oan gia. Trước kia Nạp Lan Nhược Phong là bí thư thành phố Thương Hải là thành phố cấp phó tỉnh, còn Thủy Châu ngược lại rất đáng xấu hổ, không phải thành phố cấp phó tỉnh. Cho nên, hai người luôn đối đầu nhau. Không ngờ lần này Nạp Lan Nhược Phong lại leo lên đầu mình, Đoàn Hải Thiên tự nhiên trong lòng không phục. Tôi tùy tiện xuống xem một chút, không phải nghe nói sông Hồng Liên định làm công trình sinh thái nhân văn lớn sao. Cái này, ở tỉnh đã cấp xuống 500 triệu để xử lý ô nhiễm sông Hồng Liên. Khoản tiền lớn như vậy tỉnh ủy dù sao cũng bảo tôi xuống xem tiền rốt cuộc đã rơi xuống đâu. Nạp Lan Nhược Phong cũng bắt tay Đoàn Hải Thiên. Đồng chí Diệp Phàm còn không báo cáo tỉ mỉ tình hình này cho đồng chí Bí thư Nạp Lan biết. Có khi, Bí thư Nạp Lan vui, lại cấp thêm 500 triệu khác ủng hộ xây dựng sông Hồng Liên cũng nên. Đến lúc đó, cậu hẳn là không ngại tiền nhiều làm phỏng tay chứ. Đoàn Hải Thiên cười nói, liếc nhìn Nạp Lan Nhược Phong một cái. Tay tôi đúc bằng sắt, chẳng bao giờ ngại tiền nóng phỏng tay đâu, nhiều bao nhiêu cũng vậy, ha ha. Diệp Phàm bình tĩnh cười trả lời, báo cáo những tình hình liên quan đến khai thác, kiến thiết phát triển cùng với hạng mục quy hoạch chỉnh thể sông Hồng Liên cho Nạp Lan Nhược Phong. Lúc nãy hình như là anh huyên thuyên đúng không? Đoàn Hải Thiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phó giám đốc Sở Bảo vệ Môi trường tỉnh đồng chí Thôi Nhất Tân. Đoạn, bí thư Đoạn, không phải huyên thuyên. Tôi chỉ nêu một số đề nghị thôi. Thôi Nhất Tân vội vàng cười nói, khuôn mặt kia, nói thật,
còn khó coi hơn khóc. Vì Đoàn Hải Thiên luôn cứng rắn, có khi chọc ông ta tức lên sẽ bị tát một cái vào mặt. Từng có một chủ tịch huyện bên dưới thuộc Thủy Châu bị ông ta tát cho hai cái, rụng mất một chiếc răng cửa. Chủ tịch huyện kia chẳng dám nói gì, thực sự đúng với câu, bị đánh rụng răng cửa tự mình nuốt ngược vào trong. Nói thử nghe nào, tôi cũng rất muốn nghe đề nghị của anh. Đoàn Hải Thiên nghiêm mặt, hừ nói. Chương 1520, Ủy ban kỷ luật tỉnh mời đi uống trà. Vừa nãy có nói rồi ạ, cũng chẳng mang tính xây dựng gì, chỉ là vài kiến nghị nhỏ thôi mà. Tức là nếu như lúc xây dựng sông Hồng Liên có thể làm tốt được vấn đề vệ sinh thì càng tốt. Thôi Nhất Tân vội vàng nói, lúc này chỉ muốn thoát thân thôi. Thấy chó của mình bị Đoàn Hải Thiên bức cho quân trí, Nạp Lan Nhược Phong thản nhiên hừ nói. Đồng chí Diệp Phàm, vừa nãy nghe báo cáo của anh. Có một điểm anh có chú ý đến không? Nói đến đây Nạp Lan Nhược Phong cố ý tạm dừng một chút. Không biết là điểm nào, mời lãnh đạo chỉ thị. Diệp Phàm nói. Tôi hỏi anh, khoản tiền tỉnh cấp xuống để làm gì? Nạp Lan Nhược Phong vinh mặt, hừ nói. Xây dựng đường sông. Diệp Phàm vừa nghe đã hiểu, rõ ràng là muốn nói đến khoản trị ô. Xây dựng đường sông, nói hay nhỉ, khoản tiền này đặc biệt cấp để các anh dùng trị ô cho sông Hồng Liên, xây dựng cái gì chứ? Anh làm phó bí thư thành phố Thủy Châu, chẳng lẽ ngay đến cả hai từ xây dựng với trị ô mà anh cũng không phân biệt được rõ ràng sao? Nạp Lan Nhược Phong từng bước ép tới, vẻ mặt thực sự nghiêm túc. Trị ô và xây dựng đương nhiên là hai chuyện khác nhau, nhưng, vừa nãy ở trước tôi có thêm hai chữ đường sông. Trị ô cho sông Hồng Liên lẽ nào không thể dùng xây dựng để trị ô sao? Lấy một ví dụ đơn giản, bí thư Nạp Lan, trị ô có phải là xử lý bùn không? Bùn này có thể tự nhiên bay đi được không, cho nên, phải dùng máy xúc và thiết bị để đào xới, sau đó thì trở đi, vệ sinh một mảng đường sông. Cái này, hẳn cũng có thể gọi là xây dựng đường sông chứ. Cho nên, nếu phiến diện tách xây dựng và trị ô ra, thì phải tiến hành trị ô như thế nào? Cái đó phải mời bí thư Nạp Lan chỉ thị một chút, quận ủy và ủy ban nhân dân quận Hồng Liên chúng tôi sẽ chấp hành theo có được không ạ? Diệp Phàm giọng điệu hòa hoãn, nhưng từng câu nói lại rất chói tai. Anh quả là quan tâm đến những chuyện vụn vặt, ai nói là trị ô thì không thể xây dựng, anh xây dựng phải để phục vụ cho việc trị ô mới được. Anh xem, lúc nãy trong báo cáo của anh có nhìn thấy. Các anh đã lấy khoản tiền tỉnh cấp để trị ô làm những chuyện gì hả? Trị ô đường sông các anh chỉ dùng một phần nhỏ, còn phần lớn số tiền đều bị các anh đầu tư vào việc xây dựng cơ sở khu Hồng Liên. Chẳng hạn như xây dựng ống dẫn, xây dựng đường, xây dựng cầu, cái này có dính gì đến trị ô sao? Nói khó nghe, là các anh đang có những hoạt động vi phạm đến khoản tiền chuyên dùng để trị ô. Phải lập tức chỉnh đốn và cải cách, đem khoản tiền trị ô dùng cho việc trị ô đi. Bằng không, tôi sẽ đề nghị tỉnh ủy phái tổ điều tra rõ việc này, tuyệt không cho phép nảy sinh những hành vi sử dụng tiền sai nguyên tắc như vậy. Đây là thiếu trách nhiệm với nhân dân, thiếu trách nhiệm với đảng, với nhà nước. Là hành vi không làm tròn trách nhiệm nghiêm trọng anh biết không? Mặt Nạp Lan Nhược Phong ngày càng nghiêm túc, đồng chí Tiểu Diệp từ miệng ông ta suýt chút nữa đã thành phạm phải tội ác tày trời rồi. Tôi muốn hỏi một chút, bí thư Nạp Lan. Xây dựng mạng lưới sông Hồng Liên chính là để giải quyết ô nhiễm dòng nước, tập trung dòng nước bẩn ở nhà máy xử lý nước bẩn tại hạ lưu dòng sông. Xây dựng ống dẫn tại sao lại không vì trị ô? Lẽ nào nhất định phải làm sao để nước bẩn sắp xếp nằm ở giữa sông Hồng Liên rồi nghĩ cách tách ra xử lý thì mới gọi là trị ô cho sông Hồng Liên sao? Còn xây dựng đường, chúng tôi đều xây dựng con đường hai bên sông. Đó là do đường cũ quá bẩn rồi. Bình thường đều bị người dân ở đây coi là đống rác. Những chỗ này không xử lý cho tốt, không giải quyết vấn đề từ gốc rễ, rác rưởi không phải lại rơi xuống sông sao? Như vậy làm sao là trị ô triệt để cho sông Hồng Liên được? Phản kích của Diệp Phàm cũng tương đối có lực. Nạp Lan Nhược Phong nhất thời có chút nghẹn lời, ngẫm nghĩ một chút hừ nói. Vậy cây cầu kia lẽ nào cũng vì trị ô? Xây dựng cầu cũng vì trị ô? Tuy rằng xây dựng cầu không có nhiều tác dụng trực tiếp trong việc trị ô. Nhưng, nếu không có cây cầu ở gần đó, xe chở rác phải đi vòng quanh quận. Xe vừa chạy vừa rơi rác ra ngoài thì không phải sẽ gây ô nhiễm cho khu Hồng Liên chúng ta sao? Khu Hồng Liên là một chỉnh thể, không thể để sông Hồng Liên sạch sẽ, mà đường phố ở cạnh thì lại bẩn thỉu được,
như vậy có thể nói là chỉ ô tốt sao? Cấp trên chắc chắn sẽ phê bình chúng tôi, cho nên, việc xây dựng cầu cũng là phục vụ cho việc trị ô, được xem là một công trình nằm trong kế hoạch trị ô tổng thể. Diệp Phàm nói xong, Nạp Lan Nhược Phong thiếu chút nữa nổi giận. Đoàn Hải Thiên nghe thấy buồn cười, những đồng chí Nạp Lan Nhược Phong đem đến cũng âm thầm kinh hãi trước tài ăn nói của tên nhãi này, hắn không đi làm diễn thuyết ra cũng đáng tiếc thật. Đồng chí Diệp Phàm, không thể lãnh đạo nói một câu anh lại nói ba câu như thế, giải thích cũng không được giải thích như vậy. Kỳ thực, anh không giải thích lãnh đạo cũng đã sớm hiểu được những ý này rồi, anh cho rằng lãnh đạo hồ đồ đúng không? Đoàn Hải Thiên nghiêm khắc quát lên. Tôi hồ đồ cái quái gì, anh đừng có đứng bên đâm trọt. Nạp Lan Nhược Phong trong lòng quả muốn chửi má nó. Nhưng Đoàn Hải Thiên đã tìm bậc thang cho mình xuống, thì mình đành cho lửa xuống núi vậy. Gã nói. Anh đem những tài liệu cụ thể liên quan đến tài chính lên, chúng tôi muốn xem. Còn nữa, sau này nói không chừng sẽ đen mấy hạng mục đánh bóng gì đó vào trị ô luôn. Nên nhớ đây là khoản tiền chuyên dụng, phải dùng đúng chỗ vào. Vâng. Tôi sẽ ghi nhớ chỉ thị của bí thư Nạp Lan, sau này sẽ không sắp xếp hạng mục đánh bóng gì đó vào đâu. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc trả lời, Nạp Lan Nhược Phong cảm giác trong lòng thư thái một chút. Tuy nhiên không đợi gã thoải mái bao lâu, Diệp Phàm đã liếc gã nói thêm. Tuy nhiên, bí thư Nạp Lan, trên tỉnh đã cấp xuống cho chúng tôi 500 triệu rồi. Cái này, chúng tôi đã sắp xếp xong tất cả các hạng mục này trước khi nghe chỉ thị của bí thư Nạp Lan rồi ạ. Cho nên, bí thư Nạp Lan nói sau này không chừng sẽ lại như vậy, chúng tôi nhất định sẽ làm theo như chỉ thị của bí thư. Chỉ có điều sau này không biết bí thư Nạp Lan có thể cấp ít tiền cho chúng tôi trị ô khu Hồng Liên được không? Còn nữa, bí thư Nạp Lan được phân công quản khối kinh tế, kiến thiết kinh tế khu Hồng Liên chúng tôi cũng thuộc phân môn quản lý của bí thư. Không biết mảng này có thể cấp một chút tài chính ủng hộ Hồng Liên không ạ? 2. Ở tỉnh cấp 500 triệu, tất cả đều là trị ô. Còn mảng phát triển kinh tế chẳng được một đồng, giờ muốn Hồng Liên chúng tôi kiến thiết kinh tế thì phải làm thế nào? Bí thư Đoạn là chủ quản lãnh đạo của các anh hỏi anh ấy đi. Nạp Lan Nhược Phong gần như tức giận rồi, thằng nhãi này ra mặt dày như đáy nồi, không ngờ còn dám đòi tiền mình. Bí thư Nạp Lan, ngài quản lý khối phát triển kinh tế toàn tỉnh cơ mà. Diệp Lão Đại truy vấn, tay vẫn nắm chặt, tuyệt đối không chịu buông ra. Chuyện này không cần anh phải nói, ở tỉnh đã sắp xếp rồi. Đồng chí Diệp Phàm, phải phục tùng đại cục. Nạp Lan Nhược Phong phiền phức, đưa tay ngăn lại nói. Vậy thì được. Diệp Phàm gật gật đầu, liếc mắt nhìn Đoàn Hải Thiên hỏi. Bí thư Đoạn, anh xem, phòng chống lũ lụt tỉnh vẫn còn chưa xử lý chuyện này. Đơn xin xét duyệt phòng chống bão lũ đã thông qua giờ lại bảo ngừng. Sông Hồng Liên chúng tôi không thể chờ đợi mãi. Có thể mời bí thư Đoạn gọi điện nói giúp với chỉ huy trưởng phòng chống lũ lụt tỉnh chủ tịch tỉnh Cố, thúc giục bọn họ đưa ra kết luận. Bằng không, cứ kéo dài thế này, thì làm sao giải quyết được những đống lộn xộn kia chứ? Tôi sẽ hỏi thăm. Đoàn Hải Thiên gật gật đầu, trực tiếp cầm điện thoại lên, một lúc, đột nhiên, sắc mặt khẽ biến. Chủ tịch tỉnh Cố trả lời như thế nào? Diệp Phàm cố ý hỏi. Bởi vì, Diệp Phàm sớm đã biết tin. Hạ Hải Vĩ đã báo cáo cho bí thư Thiết Thác sau đó mời Cố Tắc Phi đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh hỏi chuyện rồi. Thôi vậy, đợi về rồi nói sau. Đoàn Hải Thiên khoát tay nói. Nạp Lan Nhược Phong vẻ mặt nghi hoặc, lấy điện thoại gọi. Sau khi hỏi xong sắc mặt khẽ biến, vung tay lên nói. Đi, về. Ở trong xe, Thái Trung Hoa hỏi dò. Bí thư Nạp Lan, không phải chủ tịch tỉnh Cố xảy ra chuyện chứ? Đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh uống trà rồi. Nạp Lan Nhược Phong hừ một tiếng, Thái Trung Hoa Thôi Nhất Tân ngồi bên ghế phụ vẻ mặt hoảng sợ, hai người liếc mắt nhìn nhau, không dám hé răng. Làm quan, sợ nhất chính là Ủy ban Kỷ luật mời uống trà, hơn nữa, còn là Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Nghe nói Chủ tịch tỉnh Cố bị đồng chí Ủy ban Kỷ luật tỉnh mời đi uống trà rồi. Phó Giám đốc Thường vụ Sở Vệ sinh đồng chí Hoàng Cửu Lâm vẻ mặt vui vẻ gọi điện thoại cho Nghi Viễn. Ừ, Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh Hạ Hải Vĩ đích thân mời đi. Hà Nghi Viễn lên tiếng, trầm ngâm một trận mới nói. Lão Hoàng, ông nói chuyện này có phải Bí thư Diệp sai người làm không? Có khả năng, tuy nhiên, hình như mấy ngày rồi đúng không? Chuyện này cũng không nói chính xác được, nếu Ủy ban Kỷ luật tỉnh vì chuyện kênh Hồng Tinh mời Chủ tịch tỉnh Cố đi,
thì chuyện này tám phần là Bí thư Diệp gọi người làm. Không thể tưởng được, Bí thư Diệp đúng là người tài giỏi, chuyện chúng ta muốn làm mấy năm nay cuối cùng lại để hắn ta làm. Hoàng Cửu Lâm thở dài, còn nói thêm. Tôi thấy nên cảm ơn Bí thư Diệp một chút, chuyện lần trước vẫn còn chưa cảm ơn anh ấy. Năng lượng của Bí thư Diệp anh không thể tưởng tượng được đâu, anh nghĩ xem, cỡ như Hạ Hải Vĩ người khác có thể mời được không? Hơn nữa, Chủ tịch Tỉnh Cố bị mời đi uống trà, ít nhất được Thiết Thác gật đầu mới được. Chắc hẳn Thiết Thác cũng đã báo cáo lên Bí thư Phí. Bắt giam một gã cán bộ cấp phó tỉnh, không được Bí thư Tỉnh ủy gật đầu cán bộ ủy ban kỷ luật dám đi chứ. Cho nên, Lão Hoàng, chuyện Bí thư Diệp nên xử lý thế nào? Hà Nghi Viễn phân tích. Tôi đang ở cố gắng, chắc hẳn không lâu nữa sẽ phê duyệt. Bí thư Diệp nói lần này chuyện phê duyệt xây dựng bệnh viện quân dân hợp tác hắn sẽ đưa lên Bộ Y tế, chắc hẳn chị Trương kia sẽ xuất mã, chuyện này tám phần là thành công, kiếm 20 triệu hẳn không thành vấn đề. Hoàng Cửu Lâm vẻ mặt khâm phục, nói. Lão Hoàng, ông anh nói thật một câu nhé, chị Trương có thể kiếm tiền về cho Bí thư Diệp, anh ở tỉnh cũng không thể thua kém được, dù sao cũng nên cấp một khoản cho khu Hồng Liên đúng không? Bằng không công lao người ta sẽ không tính cho anh đâu. Hà Nghi Viễn dặn dò nói. Cái này anh yên tâm, tuy mấy chục triệu tôi đây không có cửa, nhưng kiếm vài triệu về thì có. Lúc đó tôi sẽ liên hệ với vài nhân sĩ quyên góp những thiết bị y tế tốt cũng gần được chục triệu rồi. Hoàng Cửu Lâm cười nói. Lão Hoàng à, đúng là có tầm nhìn xa quá nhỉ. Hà Nghi Viễn cười nói. Anh, nếu như Cố Tắc Phi bị bắt, không phải chống vị trí phó chủ tịch tỉnh sao? Anh Hà nên bỏ thêm chút sức. Anh em ta đợi anh lên rồi kéo các anh em lên luôn nhỉ. Hoàng Cửu Lâm cười nói. Chương 1521, không nghiêm trị thì pháp luật ở đâu? Tạm thời nghe nói chỉ là mời đến hỏi, cũng không có nói là lập tức bắt giam. Có lẽ sự việc còn có thay đổi, việc này, không có tin tức chính xác. Cố Tắc Phi có thể ngồi trên vị trí phó chủ tịch tỉnh, hiện tại chắc chắn y đang tìm cứu viện trong bạn bè khắp nơi. Đến lúc đó, ủy ban kỷ luật không thể không kiêng nể không biết là bao nhiêu. Việc này quan trọng là xem thái độ của bí thư thế nào. Hà Nghi Viễn thở dài, kỳ thật, trong lòng ngược lại có chút động lòng. Làm lãnh đạo, ai không muốn được thăng chức lên cao? Ngay cả Hà Nghi Viễn đều đã gần 50 tuổi, nếu không nhanh thì khi ở vị trí giám đốc sở đã phải nghỉ hưu. Nếu làm không tốt đợi cho trên dưới 55 tuổi thì đến chỗ nào mát mẻ ngồi hóng mát cũng chưa là tin chính xác. Cơ chế là như vậy, cán bộ lớn tuổi, nếu đã không có khả năng bổ nhiệm, có người chen lên, mà anh không có chỗ dựa vững chắc, thì phải chuyển vị trí cho người khác. Mà anh nữa, không phải đi làm cái gì mà đi làm một vị trí lãnh đạo nhàn tản. Sau đó cho hưởng thụ cấp bậc gì đó cho xong việc. Mặc dù là không có việc gì thì người này cũng phải hạ xuống. Tôi cũng không tin y còn có thể trở mình cái gì. Hoàng Cửu Lâm cùng Cố Tắc Phi rối rắm bên trong khá sâu. Tất nhiên vui khi nhìn thấy Cố Tắc Phi xui xẻo. Chúng ta cứ mỏi mắt mong chờ đi. Hà Nghi Viễn thản nhiên nói, kỳ thực trong lòng cũng hy vọng như thế. Cố Tắc Phi không ngã, y sẽ không có cơ hội thăng chức. Lúc này, chuyện phó chủ tịch tỉnh Cố bị ủy ban kỷ luật mời đi uống trà đã truyền đi khắp các cán bộ lãnh đạo. Đương nhiên, cũng giới hạn trong lãnh đạo cấp giám đốc sở. Đối với cán bộ cấp này cũng có chấn động khá lớn. Lão Hạ, vụ án Cố Tắc Phi cha thế nào, bản thân y thái độ như thế nào? Diệp Phàm hỏi thăm, chỉ cần Cố Tắc Phi chính thức bị bắt giam hoặc tạm thời cách chức kiểm tra, nhất định phải có chỉ huy trưởng tạm thời của phòng quản lý tỉnh. Lúc này, chắc chắn là Hà Nghi Viễn chứ còn ai nữa. Tên kia giống như một tảng đá ở nhà xí, miệng rất thối, thái độ cứng rắn mạnh mẽ, chính là không nhận, xem ra đang chờ cứu viện. Hạ Hải Vĩ nói. Anh không phải đã nói có chứng cứ vô cùng xác thực sao để bắt y sao? Diệp Phàm hơi có chút nghi ngờ. Đương nhiên là có, chúng tôi đã bắt em vợ y, còn có đồng phạm. Bọn họ đã gặp, giấy trắng mực đen đồng ý ký tên, xem y có thể cầm cự bao lâu. Hạ Hải Vĩ hừ lạnh nói, trầm ngâm trong chốc lát còn nói thêm. Cậu em yên tâm, tôi làm việc rất cẩn thận, không chắc chắn tuyệt không dám giật dây cho bí thư Thiết mời Cố Tắc Phi uống trà. Tôi không kéo dài được, sông Hồng Liên đang chờ phòng xử lý tỉnh thông báo phê duyệt. Có thể ngừng chức y trước, sau đó mời chủ nhiệm Thiết Thác bổ nhiệm Hà Nghi Viễn giám đốc sở làm quyền chỉ huy trưởng chủ trì công tác của phòng xử lý tỉnh. Diệp Phàm nói,
Quyết định này trước mặt cũng khá khó. Dù sao Cố Tắc Phi là lãnh đạo cấp phó tỉnh, mặc dù là chủ nhiệm Thiết Thác cũng phải cân nhắc khi đưa ra quyết định này. Hạ Hải Vĩ có chút khó xử. Chủ nhiệm Thiết không báo cáo bí thư phí sao? Diệp Phàm có chút kinh ngạc, việc này hình như không phù hợp với trình tự tổ chức. Chúng tôi trước tiên chỉ là hỏi, cũng không phải bắt giam đối với y. Cho nên, việc này có chưa đến bí thư phí, kỳ thật, cậu có thể biết rằng, việc này khá khó làm. Cố Tắc Phi nghe nói cùng bí thư phí có chút, ôi. Hạ Hải Vĩ thở dài. Cố Tắc Phi sẽ không phải là người của bí thư phí chứ. Trong lòng Diệp Phàm hơi chấn động, nếu thực sự khó làm như vậy, đây không phải là động đến tổ ong bò vẽ sao. Lúc đó tôi báo cáo qua với chủ nhiệm Thiết suy nghĩ mãi, quyết định tiền trảm hậu tấu. Bởi vì việc này nếu báo cáo bí thư phí xem ra sẽ không giải quyết được gì. Nhiều nhất thì xử lý nội bộ đảng đối với Cố Tắc Phi, điều chỉnh một chút phân công quản lý công tác, cho y quản lý vài ngành khác đi là xong việc, căn bản là không giải quyết được tận gốc. Kết quả như vậy tôi không đồng ý, mà bí thư Thiết Thác là người chính trực. Y nói, một người chiếm đoạt hơn 20 triệu của nhà nước thì không thể buông tha. Thái độ của chủ nhiệm Thiết là nghiêm trị, mà lên trên chắc chắn không đồng ý. Cho nên, chúng tôi hỏi trước, chính là tạo thế. Tạo thế này là tạo thế ngược, chính là muốn làm cho Cố Tắc Phi thối trước, sau đó, mặc dù là bí thư phí đã biết, y cũng không thể không để ý đến pháp luật của nhà nước. Huống chi, đầu tiên là khó ngăn lời đồn trong quần chúng. Bởi vì Cố Tắc Phi có quan hệ với bí thư phí. Mấy người chủ tịch Yến cũng theo dõi chăm chú. Cố Tắc Phi đầu tiên bị mời đến hỏi, chủ tịch tỉnh Yến đã chú ý. Vừa mới xong còn gọi điện thoại đến, hỏi xong việc này lập tức liền tỏ thái độ, nói là nhất định phải nghiêm trị loại cán bộ hủ bại này. Chủ nhiệm Thiết đã đến văn phòng của bí thư phí báo cáo công việc, kết quả thế nào còn chưa rõ lắm. Hạ Hải Vĩ nói, sớm biết việc này phức tạp như vậy, người anh em, việc này có liên lụy đến cậu hay không? Tuy rằng bí thư phí tạm thời chưa có cách gì, nhưng chắc chắn sẽ ghi nhớ trong lòng. Đến lúc đó, việc này làm anh cùng với chủ nhiệm Thiết có phiền toái. Việc này tôi, trong lòng Diệp Phàm có chút khó chịu. Lo việc đó làm gì, bất cứ giá nào tôi cũng làm. Kỳ thật, việc này khi báo cáo chủ nhiệm Thiết tôi không bia Cố Tắc Phi và bí thư phí có quan hệ. Sau thấy chủ nhiệm Thiết cẩn thận như vậy, từ những lời ông ấy nói đoán ra. Tuy nhiên, báo cáo xong chủ nhiệm Thiết quyết tâm, mặc dù tôi muốn ngừng chủ nhiệm Thiết cũng không tán thành. Việc này không liên quan đến cậu, người như thế nên bắt, không trừng trị thì còn gì là pháp luật nhà nước. Kỳ cương dựa vào cái gì? Thái độ Hạ Hải Vĩ kiên quyết, Diệp Phàm biết rằng, lão Hạ là giúp hắn, cũng bất cứ giá nào. Bằng không, lão Hạ nào có chính nghĩa lẫm liệt như vậy, lời này dùng cho Thiết Thác mới thích hợp. Dùng cho lão Hạ là nói quá sự thật. Tuy nhiên, cứ như vậy, càng có thể làm cho người ta nhìn ra tình cảm anh em đáng quý chỗ nào. Lão Hạ mạo hiểm mũ của anh ấy giúp đỡ hắn. Tôi đến giúp anh một phen, trước tiên lập tức phải thu phục Cố Tắc Phi thành án rồi nói sau. Đến lúc đó mặc dù có người muốn lật lại bản án phải làm cho bọn họ trở mình không kịp mới được. Công lý phải đứng về phía chúng ta. Diệp Phàm hừ nói. Xem tôi đấy, lợi hại phân cân thác cốt thủ của cậu đã quên mất. Được, cậu lập tức đến đây chúng ta làm bằng chứng như núi. Hạ Hải Vĩ nói. Diệp Phàm lái xe đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh, đi theo Hạ Hải Vĩ đến phòng đặc thù. Đây là nơi giam giữ tạm thời, cũng không phải nhà tù. Hạ Hải Vĩ nói, sau khi đi vào phòng phát hiện bên trong trang bị cũng không tệ lắm. Dù sao cũng có thể so với khách sạn 3 sao. Giường đệm, sofa đều có. Tuy nhiên, không có vật cứng, đến bàn cũng làm thành hình vòng cung. Hơn nữa, còn có xốp đệm, tường cũng được ốp mềm, nghe Hạ Hải Vĩ nói là sợ cán bộ không chịu được tự sát. Các đồng chí Ủy ban Kỷ luật phá án đều áp dụng cách tra tấn tinh thần, không đánh. Ví dụ như, cho anh mấy ngày mấy đêm không ngủ được, anh vừa định ngủ lại quấy rầy anh. Cách này, làm tổn thương cơ thể còn hơn tra tấn. Có cán bộ thường thường không chịu nổi sẽ nghĩ đến tự sát. Ví dụ như dùng đũa cắm vào yết hầu. Thấy Hạ Hải Vĩ mấy cán bộ của Ủy ban Kỷ luật đang theo dõi Cố Tắc Phi đều đi ra ngoài. Mà Cố Tắc Phi đang ngồi trên giường, y chỉ tóc hơi bù xù, vẻ mặt vẫn khá bình tĩnh. Tuy nhiên Diệp Phàm tin rằng trong lòng y không bình tĩnh. Đây là Ủy ban Kỷ luật tỉnh, cán bộ nào đến đây có thể bình tĩnh như không?
Cố Tắc Phi ngẩng đầu nhìn qua, thấy Diệp Phàm bước vào, mắt y mở to không ít, hừ nói. Tôi nghĩ làm sao lại thành thằng hề, vẫn còn buồn bực, hóa ra là cậu làm. Thằng nhóc, không thể đánh ngã được tôi, không cần phí sức. Tôi bay được chính, ngồi được đoan, cậu muốn vùi lấp. Đây là nơi của đảng, không phải chỗ cậu có thể nắm trong tay. Ha ha, tôi cũng đang muốn nói cho ông, đây là chỗ của đảng, không phải chỗ ông muốn làm gì thì làm. Muốn người ta không biết trừ phi không làm. Lão già kia, hôm nay vào được đừng nghĩ đi ra ngoài. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Cậu dám mắng tôi là lão già, thằng nhóc, làm cấp dưới ngang nhiên nói xấu một đảng viên lão thành, một đảng viên tốt thật lòng vì dân chúng. Tốt, bố đi ra ngoài nhất định phải khiến cậu biết tôi không phải là bùn ướt. Cố Tắc Phi có chút phẫn nộ. Cố Tắc Phi, hôm nay ông có là sắt đúc thì tôi cũng làm ông thành bùn ướt. Còn dám ở đây mà nói cái gì một lòng vì đảng, vì cái dám, vì hầu bao cá nhân ông thì có, đồ tồi. Hôm nay tôi muốn trừng phạt một người sâu mọt của đảng như ông, thanh trừ. Hừ, làm trong sạch đảng ta. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng đi lên. Cậu muốn làm gì? Hạ Hải Vĩ nếu anh dám sằng bậy, tôi sẽ tố cáo anh với cấp trên. Cố Tắc Phi nói. Tôi không thấy gì cả, anh xem, phó chủ tịch tỉnh Cố, tôi chưa động một ngón tay. Hạ Hải Vĩ lên tiếng. Diệp Phàm xoay một cái, một tiếng động vang lên, Cố Tắc Phi bị đánh trên giường. Theo phân cân thác cốt thủ của Diệp Phàm xuất ra, Cố Tắc Phi đau đến nhe răng hừ hừ không ngừng. Mày muốn làm gì, khốn khiếp. Cố Tắc Phi mở to mắt thê thảm kêu lên. Muốn làm gì, 18 hình pháp thời xưa đã nghe qua chưa? Tôi giống như là 19, so với trước kia lợi hại. Không muốn chịu thì thành thật, nếu không, sẽ cho anh nếm thử một chút cái gì là hình pháp. Diệp Phàm cười một tiếng, không lâu, Cố Tắc Phi hình như xương khớp đều bị Diệp Phàm hóa giải xong. Kỳ thật, phân cân thác cốt thủ còn có chút pháo đinh giải nghiêu. Chính là dùng một cách đặc thù, hơn nữa, nội kinh thoát ra làm xương cốt đau nhức, mà da thịt bên ngoài đều không việc gì. Nghĩ lại xem, bình thường chỉ chật khớp thôi đều kêu mẹ. Việc này, nếu hai tay hai chân đều gãy thì sẽ như thế nào, nghĩ đến đã thấy sợ. Đương nhiên. Phương pháp này không phải ai cũng có thể sử dụng. Phải là cao thủ lục đẳng mới dùng được, đương nhiên, như Vương Triều chưa đến lục đẳng nhưng y luyện tập từ nhỏ nên có thể dùng. Chương 1522, lão Cố khai rồi. Mà phân cân thác cốt thi triển còn phong phú, mấy anh em khác là Vương Triều, Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ cũng không có cửa. Bởi vì bọn họ không sử dụng, Diệp Phàm năng lực ban đầu cũng không đặc biệt tốt, nhưng Diệp Phàm đẳng cấp cao. Cao thủ bát đẳng thi triển cái này nhắm mắt cũng có thể thi triển được. Hủy hết các khớp xương, mặt Cố Tắc Phi đầy mồ hôi, kêu to như lợn. Người này bình thường uống rượu chơi gái, thân xác đã cạn kiệt, sao có thể chịu đựng được đau tận xương cốt như thế này. Ngay cả một người đàn ông làm bằng sắt cũng khó chịu đựng. Đương nhiên, đối với người có ý chí kiên cường, phân cân thác cốt thủ cũng vô dụng. Diệp Phàm đã gặp một người, lúc đó thẩm tra xử lý đại án Dương Điên. Khi thi triển đối với thang lang không có hiệu quả. Cơ thể và ý chí của Cố Tắc Phi sao có thể so sánh với thang lang. Phân cân thác cốt thủ mới tiến hành đến 1/3, y không kìm nổi, cả người run bắn lên, hét lớn. Dừng, dừng lại, tôi biết. Diệp Phàm đương nhiên cũng ngừng tay, hừ nói. Đây chỉ là giai đoạn đầu, nếu anh dám ra vẻ, anh sẽ biết giai đoạn tiếp theo. Phó Chủ tịch tỉnh Cố, thành thật giải thích, không nói dối. Nói rõ đầu đuôi ngọn ngành. Hạ Hải Vĩ hừ một tiếng nhẹ nhàng kéo cửa, hai cán bộ ủy ban kỷ luật một cầm trong tay bản ghi chép, một đang cầm thiết bị ghi âm. Hạ Hải Vĩ tự mình lấy khăn mặt lau sạch mặt cho Cố Tắc Phi. Đương nhiên là lau sạch mồ hôi, bằng không ảnh hưởng không tốt, làm cho người ta có cảm giác bức cung. Cố Tắc Phi muốn do dự, tuy nhiên, vừa thấy Diệp Phàm chỉ tay vào mình, nghĩ đến đau đớn vừa rồi y cũng không dám giải dòng, rất thành thật. Diệp Phàm nhẹ nhàng đi ra cửa. Nửa giờ sau Hạ Hải Vĩ cũng đi ra ngoài. Nhận rồi. Diệp Phàm từ chỗ ngoặt đi ra. Nhận hoàn toàn, đau thế ai chịu nổi. Xem ra nếu là tôi thì có mấy người phụ nữ cũng khai ra hết. Hạ Hải Vĩ cười gượng một tiếng. Ý của anh là muốn làm cho lão Cố nhiều ít phụ nữ đều nhận. Diệp Phàm cười nói. Đương nhiên, lão già này khá lợi hại, gậy gộc kim súng đúng quần không ngã.
gái cho y chơi đùa có thể có phần do cán bộ sắp xếp. Hơn nữa, hàng năm nuôi được hai nhân tình, chỉ một công trình kênh Hồng Tinh đã kiếm cho y hơn 3 triệu. Còn có hàng trăm cổ phần danh nghĩa chia hoa hồng cũng đến 30 vạn. Y trước kia từ cục thủy lợi bước lên vị trí hiện tại. Công trình dự án thủy lợi rất nhiều, hơn nữa rất lớn. Như trạm phát điện, riêng mỗi công trình cũng trên 100 triệu. Cứ thế y kiếm tiền hoa hồng cũng hơn 1.000 vạn. Ở thành phố Thủy Châu và Thương Hải còn có hai tòa biệt thự. Hạ Hải Vĩ nói, nhìn Diệp Phàm nói tiếp. Tôi đã kiểm tra từng mục trước, đem tiền rơi trở về, nếu không, nhà nước tổn thất lớn. Ha ha, tôi không phải đã nói với anh, ủy ban kỷ luật các anh không có tiền, phá một vụ án, nói thế nào cũng phải cho các anh 2 triệu. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Ha ha, Hạ Hải Vĩ cười cười cầm tài liệu đi. Buổi sáng ngày hôm sau, Hạ Hải Vĩ đến văn phòng của chủ nhiệm Thiết Thác. Ngồi đi Hải Vĩ. Sắc mặt có chút khó coi, chỉ ghế đối diện bàn làm việc. Hút thuốc không? Hạ Hải Vĩ biết tâm trạng Thiết Thác không tốt, hỏi. Bởi vì Thiết Thác rất ít hút thuốc, những lúc buồn mới rút ra. Cho một điếu. Thiết Thác nói. Hạ Hải Vĩ đưa ra điếu thuốc, Thiết Thác yên lặng hút liền một lúc xong đưa tay ra nói. Lấy thêm điếu nữa. Đừng chủ nhiệm, không tốt cho cơ thể. Hạ Hải Vĩ khuyên. Không việc gì, thân già này không tốt thì không tốt đi. So với đất nước bị tổn thương, tôi đến phải đi xuống địa ngục. Thiết Thác châm điếu thứ hai. Vẻ mặt của y nghiêm trọng tối đen như mực, nhìn Hạ Hải Vĩ thở dài nói. Điều tra lấy tiền đem về. Hơn nữa hai tòa biệt thự cũng phải hơn 7 triệu, chúng tôi làm tăng ca suốt đêm, cử nhiều người phần công nhau mới bắt được. Hiện tại vụ án đã đến giai đoạn kết thúc, xem ra, chấm dứt hoàn toàn hẳn là có thể thu hồi được đến 200 vạn. Hạ Hải Vĩ báo cáo. Đồ sâu mọt. Thịch một tiếng, bàn làm việc bị Thiết Thác hung hăng đập một quyền. Hạ Hải Vĩ phát hiện, chủ nhiệm Thiết gia đã bị mặt bàn làm xước. Lão Hạ yên lặng đưa khăn tay ra. Lau cái gì? Đất nước đổ máu, tôi xước chút ra tính gì? Thiết Thác ném khăn qua một bên hừ nói. Đem tài liệu chỉnh sửa lại cho tốt, chiều tôi mang đến phòng bí thư phí. Chủ nhiệm, Diệp Phàm nói là nếu thật sự bắt Cố Tắc Phi có thể đề cử đồng chí Hà Nghi Viễn ở Sở Thủy Lợi tạm thời nhậm chức chỉ huy trưởng phòng xử lý tỉnh. Công trình sông Hồng Liên của bọn họ không kéo dài được. Hạ Hải Vĩ nhìn Thiết Thác một cái nói. Tôi chỉ lo bắt cán bộ. Cấp mũ cho cán bộ là chuyện của ban tổ chức cán bộ. Thiết Thác vẻ mặt nghiêm túc nói một câu. Hạ Hải Vĩ cũng không nói tiếp việc này nữa, biết trong đó có nguyên nhân khác. Đành gọi điện thoại cho Diệp Phàm nói lại một chút, bảo Diệp Phàm đến chỗ trưởng ban tổ chức Lô Minh Châu thương lượng. Diệp Phàm cũng không đi tìm người, thật ra buổi tối Thiết Chiêm Hùng gọi điện thoại đến, nói. Cậu em, trong lòng ngàn vạn lần có bực tức, anh tôi là tốt cho cậu. Sao lại nói thế, lòng tôi sao có thể có bực tức? Diệp Phàm cười nói. Việc này nghe anh tôi nói khá phức tạp, Phí Mãn Thiên là người đứng đầu gây ra việc này. Cậu nghĩ xem, có thể làm cho lãnh đạo nói vài câu bực mình. Việc này Phí Mãn Thiên có chút không hài đối với anh tôi. Kỳ thật là trách ông ấy không thông báo trước cho y mà tiền tra mơ hậu tấu. Phí Mãn Thiên cảm thấy có chút mất thể diện, nghĩ Yến Xuân làm. Cậu nghĩ lại xem. Phí Mãn Thiên trong lòng bực tức, anh tôi sao có thể đề cử Hà Nghi Viễn kia? Nếu dám mở miệng, thì Hà Nghi Viễn kia chắc chắn không có cơ hội. Ông ấy không lên tiếng, cậu tìm người khác nói một chút thật ra có hy vọng. Dù sao quan hệ của cậu với nhà họ Phí cũng tốt hơn chúng tôi nhiều. Thiết Chiêm Hùng giải thích. Việc này tôi thật sự không thể nói, thật ra đã làm liên lụy đến chủ nhiệm Thiết. Hơn nữa, xem ra Lão Hạ cũng có chút phiền toái. Diệp Phàm có chút hối hận. Không liên quan đến cậu, anh tôi là thế. Nói cũng không được, khi biết chuyện Cố Tắc Phi ông ấy kiên quyết xét xử y. Cũng không thể nói là Phí Mãn Thiên bao che ai. Việc này chủ yếu là liên quan đến mâu thuẫn trong các tập đoàn lớn ở Nam Phúc các cậu thôi. Cố Tắc Phi là người của Phí Mãn Thiên, Cố Tắc Phi ngã Phí Mãn Thiên có phải đã đánh mất một trợ lực, ngược lại Yến Xuân cũng là nước lên thuyền lên không. Đây gọi là trò chơi của lãnh đạo thôi. Mặc dù là xử lý Cố Tắc Phi cũng phải để Phí Mãn Thiên tìm được một người thích hợp thay thế sau đó mới mượn gió bẻ măng. Cho đến lúc này, nước chảy thành sông, Cố Tắc Phi trở thành một quả cầu chết. Hiện tại bị ủy ban kỷ luật tỉnh bắt,
vị trí của Cố Tắc Phi để chống đang được tranh cãi. Hơn nữa, trong vòng tranh đấu lần này, nhà họ Phí đang bị vây trong hoàn cảnh xấu. Bởi vì vạch áo cho người xem lưng còn dám hợp tình hợp lý. Anh tôi nói, bí thư Phí trong lòng tức giận không lo lắng, chỉ có điều, xem ra người trực tiếp khởi xướng Hạ Hải Vĩ hơi phiền toái. Thiết Chiêm Hùng nói, việc này người khởi xướng là tôi, cũng không phải lão Hạ. Tôi nói với chủ nhiệm Thiết một chút, báo cáo về tôi lên trên. Tôi không sợ Phí Mãn Thiên, dù sao, việc này tuyệt đối không thể làm phiền lão Hạ. Diệp Phàm có chút nỏng này. Cậu muốn anh tôi thông báo về cậu sao? Thôi vậy. Thiết Chiêm Hùng nói. Buổi sáng ngày hôm sau, Cố Tắc Phi chính thức bị bắt giam. Tuy nhiên về chức chỉ huy trưởng của phòng xử lý tỉnh cũng chưa có quyết định. Không lâu, Hà Nghi Viễn gọi điện thoại mời Diệp Phàm ra ngoài ngồi một lát, nói là Hoàng Cửu Lâm muốn mời khách, Diệp Phàm không từ chối được đành phải đi. Hơn nữa, Diệp Phàm cũng muốn mời Hà Nghi Viễn chủ trì công việc của phòng xử lý tỉnh, quyết định việc của sông Hồng Liên. Mặc dù là ở tỉnh bổ nhiệm chỉ huy trưởng khác, tin tưởng nếu không có ân thù oán cũ cũng không lấy lại quyết định này của mình. Đương nhiên xem ra Hà Nghi Viễn cũng sẽ chú ý việc này. Hà Nghi Viễn hiện đã là cán bộ cấp giám đốc sở, muốn lên một tầng nữa là cấp thứ trưởng. Cấp này thuộc quyền quyết định của ban tổ chức cán bộ trung ương. Hà Nghi Viễn biết hắn có quan hệ với nhà họ Kiều. Địa điểm mời khách lần này trước đó Hà Nghi Viễn cũng không nói rõ. Khi nhìn thấy hắn y vẻ mặt thần bí, cười nói là đưa Diệp Phàm đến một nơi chưa từng đến. Xe đi chừng nửa giờ đã ra khỏi đất Thủy Châu, lại đi chừng nửa giờ đến địa khu Lĩnh Nam. Diệp Phàm nghĩ là đến rồi. Lúc này, Hà Nghi Viễn cười nói. Bí thư Diệp vẫn chưa đến. Quả nhiên, xe quẹo vào một đường nhỏ. Lần này chỉ có ba người Diệp Phàm, Hà Nghi Viễn và Hoàng Cửu Lâm. Lý Kiện Pha và Tô Hoài Hà Nghi Viễn cũng không gọi đến. Hoàng Cửu Lâm tự mình lái xe. Bởi vì đường nhỏ là đường đất, hẹp, rất sóc. Hoàng Cửu Lâm lái xe khá quen thuộc, nhưng ngồi bên trong vẫn giống như ngồi kiệu, hơn nữa là buổi tối, tốc độ xe cũng không nhanh. Hai bên đều là núi và cây cối, nhìn như đi vào ngọn núi. Lão Hà, có phải là đi đến thôn núi ăn đồ quê không? Diệp Phàm nói. Bí thư Diệp đoán rất tài, đúng vậy, chúng ta lần này đi chính là thưởng thức đồ quê. Chắc chắn là đồ quê chính tông và mới mẻ. Hơn nữa còn có suối nước nóng để ngâm mình. Hà Nghi Viễn cười gượng một tiếng. Chúng ta lại đi vào trong núi, món ăn này đương nhiên ở ngay núi lớn. Tuy nhiên, tôi thấy hai bên đều là rừng cây, không làm là địa bàn lâm trường chứ. Diệp Phàm hỏi. Bí thư Diệp đoán rất chuẩn, thật sự là lâm trường. Nhưng không có người khác, chỉ có một hộ. Nếu không, không có con đường nhỏ này. Hà Nghi Viễn cười nói. Ước chừng một tiếng nữa, cuối cùng cũng thấy một ánh đèn. Chiếc xe Mitsubishi cuối cùng dừng ở khoảng đất trồng rau phía trước. Thấy một người khoác áo da dê, trung tuổi mặt dỗ chạy đến cung kính mở cửa. Cửa xe vừa mở nói. Giám đốc Hà, ngài là người bận rộn, cuối cùng cũng đưa ngài đến đây. Đã chuẩn bị ổn hết rồi chứ? Hà Nghi Viễn thản nhiên hừ nói, tác phong quan cách 10 phần. Chương 1523, một nơi kỳ diệu. Chuẩn bị tốt rồi, chắc chắn chính tông, lần này cố gắng lớn mới mang về đây được. Người trung niên khom người nói, nhìn Hoàng Cửu Lâm chào hỏi. Tuy nhiên khi nhìn thấy Diệp Phàm chắc là không biết, hơi ngây người một chút. Ngơ ngẩn cái gì, anh ta là Phàm, không phải đã nói trước với anh sao? Tối nay tôi muốn đưa một vị khách quý đến, anh đem đồ tốt nhất lên đây, nếu Phàm vừa lòng, thì tốt cho anh. Hà Nghi Viễn hừ nói, nhìn Diệp Phàm. Lại chỉ vào người đàn ông trung niên mặt dỗ giới thiệu. Anh Phàm, y là Phạm Ngưu Mãn, gọi y là Ngưu Mãn là được. Y là phòng hộ viên trên lâm trường Đông Sơn này. Diệp Phàm nghe xong trong lòng hơi ngạc nhiên, cảm giác buồn cười. Trong lòng thầm nói, lão Hà còn làm bí mật cái gì, đến đây, ăn một chút đồ quê cũng khiến cho giống như hoạt động bí mật. Tên thật của mình cũng biến mất, chỉ gọi là Phàm. Chào anh Phàm. Phạm Ngưu Mãn cúi đầu chào hỏi. Diệp Phàm cũng theo thói quen đưa tay ra thuận miệng hỏi. Các anh có mấy phòng hộ viên? Toàn bộ đây có một mình tôi, người nhà tôi đều ở đây. Phạm Ngưu Mãn cười nói. Hay là vào trước, phải ăn một chút rồi nói sau. Ngồi trên xe lâu như vậy bây giờ đói bụng, bên ngoài cũng hơi lạnh.
Hà Nghi Viễn cười nói. Mấy người vào nhà. Phòng ở thật ra là làm bằng gỗ, sàn nhà cũng rải gạch đỏ. Anh Hà, anh Phạm, anh Hoàng mời đến suối nước sau động đi. Phạm Ngưu Mãn vẻ mặt cười cười mời. Nước suối sau động. Diệp Phạm thì thào một câu không biết ý gì. Ha ha, anh Phạm đừng nhìn phòng ở này bình thường, phía sau là một khoảng trời khác. Đến rồi sẽ biết, trước tiên tôi bí mật một chút. Hà Nghi Viễn cười nói. Không phải nhấm nháp món ăn thôn quê, lão là thật sự là thích làm chuyện. Trong lòng Diệp Phạm nói thầm một câu, đến đây cũng cảm thấy hứng thú. Đi theo Hà Nghi Viễn về phía sau. Thấy phía sau hình như có đống củi, bởi vì cả đống đều được bổ thành hình đồng đều. Tuy nhiên, ở giữa mở ra, có một cổng tre. Nhìn không kỹ căn bản là không phát hiện được. Chẳng lẽ trong này, Diệp Phàm nhìn Hà Nghi Viễn một cái kinh ngạc. Đúng vậy, ông em, chỗ này thiết kế rất tinh diệu, ha ha. Hà Nghi Viễn nhìn Diệp Phàm thật sâu cười cười. Anh Phàm, anh không biết thiết kế này do lão Hà tự mình muốn làm. Khá có sáng kiến. Hoàng Cửu Lâm đứng bên cạnh cười thần bí. Thực ra muốn làm gì, ông anh Hà? Diệp Phàm thuận miệng kêu lên, nếu Hà Nghi Viễn gọi hắn là ông em, mà Hà Nghi Viễn lớn tuổi hơn mình, hắn gọi Hà Nghi Viễn một tiếng ông anh cũng là bình thường. Quan hệ sâu sắc, mọi người dần dần tình cảm cũng sâu sắc. Con người vì sao phải đi lại, chính là vì điều này. Không đi lại, mặc dù là thân thích, sau cũng sẽ nhạt dần. Phạm Ngưu Mãn cẩn thận mở cổng tre. Mới phát hiện bên trong còn có một lối đi nhỏ. Đi hơn 10 mét, thấy một cửa khác, cửa này cũng là làm bằng gõ. Tuy nhiên, cảm giác giống như rất dày. Phạm Ngưu Mãn khỏe mạnh như vậy cũng phải mất sức mới mở được. Ba vị lãnh đạo, các anh vào đi thôi. Tôi ở bên ngoài, đồ ăn đều dọn xong. Phạm Ngưu Mãn hơi khom người rút lui. Sau khi ra khỏi đồng cổng che lại, Hà Nghi Viễn đi đầu đi vào. Khi Diệp Phàm bước qua khe cửa vào có chút hoảng hốt. Bên trong không ngờ là một hang núi, lớn thì không thật lớn xem chừng đến 20 mét vuông. Hơn nữa, bên trong là sương mù, dường như là tiên cảnh. Bên ngoài ở đây rất lạnh nhưng trong hang lại rất ấm áp thoải mái. Hơn nữa, ở giữa có một cái ao, chắc là suối nước nóng. Lúc này đã dùng tấm gỗ ngăn thành 3 phần, giống như là ngăn của nhân viên văn phòng, chỉ là dùng gỗ thay kính mờ. Cao trên dưới 2 mét, mặc dù là đứng lên cũng không nhìn thấy người ở gian bên cạnh. Thế nào ông em, không tồi chứ? Hà Nghi Viễn nhìn Diệp Phàm cười nói. Hóa ra là ngâm suối nước nóng, cũng không tệ lắm. Diệp Phàm thản nhiên cười cười, cũng không cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ. Việc này đêm ngâm suối nước nóng cũng rất tốt. Chúng ta đi vào phòng của mình đi, vừa ăn còn có thể nói chuyện phiếm. Hơn nữa, nhìn không được người bên cạnh. Suối nước nóng ở đây cũng là Ngưu Mãn vô tình phát hiện. Sau đó tôi mang một chút tiền đến xây tòa nhà này, khai thác suối nước nóng, phát triển lên. Nơi này không mở ra bên ngoài, chỉ có anh em tốt gặp nhau mới đến đây. Hà Nghi Viễn cười nói. Lão Hà thường xuyên đến đây. Diệp Phàm hỏi. Cũng vài lần, khi nào có thời gian. Không tin anh hỏi Lão Hoàng xem. Hà Nghi Viễn chỉ vào Hoàng Cửu Lâm nói. Năm nay là lần đầu tiên. Chủ yếu là món ăn thôn quê khó tìm. Hoàng Cửu Lâm cười nói. Tôi đã nói qua với Ngưu Mãn, về sau bất cứ lúc nào anh tới đây cũng được. Cũng có thể đưa bạn tốt đến. Hà Nghi Viễn cười nói. Tuy rằng nói mấy câu đơn giản như vậy, nhưng cũng thể hiện Hà Nghi Viễn rất tin tưởng hắn. Xuống nước xuống tay, vừa ăn vừa nói chuyện, đứng đói bụng không nói được. Hoàng Cửu Lâm dục, trước tiên quay sang hướng bắc cởi quần áo thình thình một tiếng xuống nước. Ông em, bên trái kia là gian riêng chuẩn bị cho cậu. Hà Nghi Viễn nói. Mặc, mời anh trước. Diệp Phàm nói. Không thể thế, gian bên trái chính là chuẩn bị cho cậu, không giống nhau. Hà Nghi Viễn không cười nói. Có gì khác, không phải đều giống nhau sai. Diệp Phàm có chút nghi ngờ nói, hình như cũng cảm thấy được cái gì. Không giống, gian kia của anh là chính tông, chúng tôi là đồ cũ, ha ha ha. Hà Nghi Viễn cười gượng một tiếng, nói thầm vào tai Diệp Phàm. Tuyệt đối là hàng tốt, yên tâm, là bà con xa của Ngưu Mãn. Nói xong lão Hà đi đến bên phải. Chẳng lẽ là cô nàng? Trong lòng Diệp Phàm tự hỏi một câu, ngược lại cũng hiếu kỳ, cười quần áo nhẹ nhàng đẩy cửa. Suối nước nóng này có nhiệt độ vừa vặn, hơi nóng một chút.
Độ sâu cũng vừa phải, qua đầu gối một chút. Thấy bên trong có một bàn trà nhỏ bằng gỗ nổi trên mặt nước. Bên cạnh dựa vào tường không ngờ còn đặt một ghế dài. Trên ghế dài một cái đệm, trên đó bày khăn mặt và đồ tắm mới tinh. Nhìn khá thanh lịch, trên ghế gỗ có một cô nàng đang ngồi. Quần áo trên người chỉ có cái quần lót đỏ và áo ngực, thấy Diệp Phàm bước vào, cô nàng lập tức xấu hổ đỏ mặt như hoa hồng mới nở. Bộ ngực phập phồng dữ dội, đầu vội vàng cúi xuống. Nhẹ tay che trên rốn, nhìn chắc chắn không phải là giả vờ. Chỉ có người con gái nông thôn thuần khiết mới có thể xuất hiện bộ dạng này. Cô tên gì? Diệp Phàm hỏi. Thúy Nhi. Cô nàng nhỏ giọng đáp. Thúy Nhi, tên hay lắm. Diệp Phàm gật gật đầu, dựa vào thành ao. Thúy Nhi nhìn hắn, có chút e dè, đưa cho Diệp Phàm một chén rượu. Cô cũng uống một ly. Diệp Phàm cười nói. Tôi sẽ không, tôi rót rượu cho anh là được. Thúy Nhi nói, đầu cúi xuống không dám nhìn Diệp Phàm. Một ly là được. Diệp Phàm lấy một ly đưa cho. Thúy Nhi giơ tay, cuối cùng vẫn nhận cô cau mày uống xong. Lập tức mặt ửng hồng giống như hoa đào, giống như quả đào núi. Diệp Phàm giơ một ngón tay vuốt mặt Thúy Nhi, hỏi. Sao cô lại đồng ý đến đây? Bọn họ không ép cô chứ? Không có, y là bà con xa của chú họ tôi. Nói, các anh đều là lãnh đạo lớn. Có thể, có thể. Thúy Nhi mãi không nói thành tiếng. Có thể cái gì, nói. Tôi không phải là người thích rông dài. Diệp Phàm nhíu mày. Có thể bắt chủ tịch xã lại. Thúy Nhi cuối cùng nói ra. Bắt chủ tịch xã, có ý gì? Vì sao muốn bắt chủ tịch xã, nhà cô ở đâu? Diệp Phàm có chút kinh ngạc, Thúy Nhi nghẹn nửa ngày không ngờ là nói ra một câu như vậy. Tôi ở làng Hương Kháo, xã Chỉ Lâm huyện Lang Đình. Thúy Nhi nói. Lão Hà, anh có nghe nói qua xã Chỉ Lâm huyện Lang Đình? Diệp Phàm gõ gõ lên tấm ván gỗ, dùng truyền âm nói. Hà Nghi Viễn làm thật sự hoàn hảo, không ngờ có thiết bị này. Nếu không có thiết bị truyền âm, tấm vách như thế khó nghe rõ. Chưa từng nghe. Hà Nghi Viễn nói. Tôi đã đi qua, ở địa khu Lĩnh Nam. Đó là nơi rất hẻo lánh. Khu Tây Bắc Lợi Á cũng tỉnh Nam Phúc cũng không bằng. Kinh tế không khác gì Đức Bình, đều là đứng cuối cùng của tỉnh chúng ta. Nghèo lắm, nghe nói giờ còn có nhiều hộ cơm không đủ no. Thanh niên cưới vợ đều phải mua, tôi còn nghe nói đến việc người ta còn cho thuê vợ. Hoàng Cửu Lâm cười nói. Cho thuê bà xã, có việc này sao? Diệp Phàm kinh ngạc một chút. Ôi, có cách gì đâu. Có người nhà nghèo, nếu gặp thiên tai địch họa, ví dụ nhà có người lâm bệnh nặng, không có tiền chữa bệnh, đành phải đem bà xã cho người có tiền thuê hưởng lạc. Hơn nữa không nhiều, chỉ 200-300 đồng một tháng. Hoàng Cửu Lâm thở dài. Đây là sự thật. Diệp Phàm nhìn Thúy Nhi, dừng thiết bị truyền âm. Có chuyện như vậy, tuy nhiên, cũng không nhiều. Hơn nữa, nếu không xinh đẹp thì không có ai muốn thuê. Người ta là kẻ có tiền, đương nhiên tìm thuê người xinh đẹp. Thúy Nhi gật gật đầu nói. Cô cũng như thế. Diệp Phàm hỏi. Tôi không phải. Thúy Nhi mặt càng đỏ hơn, lắc lắc đầu. Vậy cô? Diệp Phàm nhìn Thúy Nhi nói. Tôi muốn nhờ anh bắt chủ tịch xã chúng tôi, làm chủ cho cha tôi, y là người xấu. Thúy Nhi nói, nhìn Diệp Phàm một cái, cúi đầu nói thêm. Tôi chưa từng làm việc này, đây là lần đầu đến đây. Chú Ngưu Mãn nói là các anh là lãnh đạo lớn, có thể giải oan giúp cha tôi. Tôi tình nguyện, chỉ cần có thể bắt chủ tịch xã là được. Vậy trước tiên nói cho tôi tại sao lại thế rồi nói sau. Diệp Phàm hỏi. Cảm thấy việc này chắc đề cập đến chủ tịch xã Chỉ Lâm ức hiếp người lương thiện lăng lơ với người khác. Chương 1524, kiến giải độc đáo. Cha tôi phát hiện trên sườn núi có một cái hang, lúc đó do trời mưa sụp xuống mới lộ ra cái động. Sau đó cha tôi lại dùng cuốc đào đào, phát hiện bên trong hình như có một lối đi nhỏ. Ngày hôm sau, cha tôi cầm đèn pin và một ít thuốc vào trong hang. Bên trong có một khe đá giống một cái hang, trong có một quan tài. Nhưng đã mục nát chỉ còn lại một ít. Còn có một xương cốt, cha tôi phát hiện vài đồng tiền lẻ. Sau vòng vo quanh động vài vòng, phát hiện bên trong có một gốc cây mây dài. Cha tôi đào cắt về, bình thường cha tôi thường làm thuốc bắc. Biết cây kia có thể ăn. Sau đó cha tôi đem cắt cây mây kia dùng để hầm cách thủy chân lợn ăn. Cả nhà ăn đều cảm thấy rất khỏe, suốt mấy tháng đều rất có khí lực.
Anh trai tôi kiên quyết, nói cây mây là vật đại bổ. Sau theo cha tôi vào động muốn đào một ít về hầm cách thủy ăn. Tuy nhiên cây mây mọc từ khe đá đi ra, không có cách nào lấy được. Tuy nhiên đồng tiền nhặt được em trai tôi cầm đi chơi. Kết quả bị chủ tịch xã Trương phát hiện, y lấy mất tiền đồng, đã mất 5 đồng tiền cho em tôi. Tuy nhiên, không lâu sau chủ tịch xã Trương lại đến, hỏi cha tôi còn thì bán cho y. Cha tôi nói không có, chủ tịch xã Trương vẫn không tin. Cha tôi tính tình bướng bỉnh, kỳ thật còn có 1 đồng, dùng để trấn tuổi mệnh của em trai tôi. Về sau, chủ tịch xã Trương làm ầm ĩ lên. Không lâu chủ tịch xã bí mật sai người trên lâm trường nói là cha tôi đào trộm cái gì trên núi, phá hoại rừng. Mang gậy gỗ đánh cha tôi, chân cũng đánh, hiện tại đi đường đều khó. Cả nhà chúng tôi sống dựa vào cha tôi đào dược liệu trên núi. Giờ không lên núi đào được, chủ tịch xã Trương rất xấu, xin anh bắt y lại. Nói đến đây, Thúy Nhi cắn răng một cái, dùng một chút lực trên tay, áo ngực bị cô lấy xuống. Lập tức hai bầu ngực khỏe mạnh hiện ra trước mặt Diệp Phàm. Thúy Nhi đưa tay xuống dưới nhưng bị Diệp Phàm ngăn lại. Tôi tình nguyện, tôi không muốn cái gì, chỉ cầu anh bắt chủ tịch xã Trương, y rất xấu. Vẻ mặt Thúy Nhi đầy nước nói. Sau khi nói xong còn muốn cởi quần, tuy nhiên Diệp Phàm kéo, cả người bổ nhào vào người Diệp Phàm. Đủ rồi. Diệp Phàm nói. Không đủ, chú Ngưu Mãn nói, anh không cần cơ thể tôi. Sẽ không đi bắt chủ tịch xã Trương. Tôi không muốn đem lần đầu tiên của mình giao cho một người già. Bởi vì làm lãnh đạo tất cả đều là ông già. Chú Ngưu Mãn nói các anh không già tôi mới đến. Thúy Nhi nói dãy dụa muốn thoát ra. Tôi thích chỗ này của cô, không cần làm gì khác. Còn chuyện chủ tịch xã Trương, tôi tìm hiểu một chút tình hình, nếu thật sự như cô nói tôi bắt y. Thái độ của Diệp Phàm cứng rắn. Mạnh mẽ, gắn vào bộ ngực của Thúy Nhi cảm giác thật sự khỏe mạnh. Bộ ngực của Thúy Nhi rất căng đầy, hơi hơi như hồ lô rủ xuống. Nắm trong tay cảm xúc rất tốt, độ cứng khá cao, hơn nữa cũng rất mềm mại. Lúc này, bên kia vách có tiếng động, tiếng thở. Hai vị này, bắt đầu rồi, tuy nhiên, gây tiếng động cũng lớn một chút. Trong lòng Diệp Phàm âm thầm nói một câu, thấy Thúy Nhi mặt đỏ càng đỏ hơn cơ thể run bần bật. Phỏng chừng là do tay mình kích thích, hơn nữa, tiếng động bên kia vách tất nhiên là có phản ứng. Mà Diệp Phàm ở tình huống này đương nhiên có phản ứng. Thúy Nhi nhìn chỗ cao cao của hắn, mặt đó có thể lấy được máu. Không lâu bên kia cuối cùng cũng yên lặng trở lại. Diệp Phàm lấy thiết bị truyền âm cười nói. Tôi nói nhé Lão Hà và Lão Hoàng, động tĩnh cũng quá lớn. Ha ha, cậu bên đấy sao không có động tĩnh, không phải là chướng mắt cứ. Hà Nghi Viễn cười nói. Không được nữa, cơ thể càng ngày càng kém. Hoàng Cửu Lâm nói. Có thể mới là lạ, hai người đều sắp đến 50 tuổi. Xem ra phịch vài cái thì mạnh mẽ. Trong lòng Diệp Phàm thầm khách sáo hai vị này một tiếng. Cô em này không tồi, lưu giữ trước. Diệp Phàm cười cười hỏi. Cô em bên kia của anh thế nào? Ngược lại không phải vừa gặp, đã cùng nói chuyện hai lần. Tuy nhiên vẫn rất được. Khá thoải mái. Hơn nữa Ngưu Mãn gọi người chắc chắn không phải là hàng ở khách sạn bán mình. Mà là cô em trong sáng, sử dụng yên tâm, ít nhất không cần lo lắng bệnh ếch kia. Khuôn mặt dáng người khá tốt. Hà Nghi Viễn cười nói. Sao không kiếm hàng còn, nguyên đai nguyên kiện, đến đây. Diệp Phàm cười nói. Không dễ kiếm, nếu hàng, nguyên đai nguyên kiện, thì chắc là có. Tuy nhiên, Ngưu Mãn nói là cũng không xinh đẹp. Thì có cái gì đâu. Hoàng Cửu Lâm cười nói. Tôi xinh đẹp nhất thôn tôi, ở nhà lãnh đạo xã thích đến nhà ăn cơm. Bọn họ đều muốn sờ vào người tôi chưa bao giờ cho bọn họ sờ qua. Lúc này Thúy Nhi nhỏ giọng nói thầm vào tai Diệp Phàm. Ha ha. Diệp Phàm cười cười, tay mân mê bầu ngực, cảm giác nó cương lên không ít. Trong lòng khá thỏa mãn, bởi vì lời Thúy Nhi nói khiến người đàn ông cảm thấy cảm giác thỏa mãn. Nghĩ lại cũng phải, người ta muốn sở Thúy Nhi không cho, mà với hắn, Thúy Nhi chủ động đưa đến cửa. Lúc này quyền lực dụng vọng của Diệp Phàm khá lớn, mọi quyền lực đều mang đến, bởi vì, muốn bắt chủ tịch xã Trương phải có quyền mới được. Nếu không, Thúy Nhi chịu hay không cũng khó nói. Diệp Phàm bộ dạng cũng không phải phong lưu so với Phan An. Giơ tay ôm Thúy Nhi vào ngực, cảm giác càng thư thái. Tuy nhiên, vật phía dưới của Diệp Phàm cũng lớn lên.
Thúy Nhi ngồi trên ngực Diệp Phàm cả người dường như cũng đỏ lên. Anh Hà, lão cổ ngã xuống, vị trí kia anh phải nắm chặt mới được. Nếu không, bị người khác lấy đi rồi thì tiếc, cơ hội ngàn năm. Hoàng Cửu Lâm tung đề tài ra, Diệp Phàm biết rằng kỳ thực y nói cho hắn nghe. Trong giới bạn bè, hôm nay chỉ có Hoàng Cửu Lâm và Hà Nghi Viễn đến. Chứng tỏ trong bốn người họ, Hà Nghi Viễn và Hoàng Cửu Lâm thân thiết nhất. Trong vòng tròn bạn bè còn phân biệt thân sơ. Hôm nay có thể nói là cộng đồng đã từng chơi gái, những người này về sau đều là anh em. Tuy nói là kỹ viện không phải chuyên nghiệp, chỉ là nghiệp sư thôi. Ôi, lão Hoàng, rất muốn, chỉ có điều quá khó khăn. Ở Bắc Kinh không có người làm lãnh đạo cán bộ như tôi, muốn hướng lên một tầng nữa phải thông qua ban tổ chức cán bộ trung ương. Nếu ở tỉnh còn có biện pháp, ban tổ chức cán bộ trung ương, nói thật, tôi biết bọn họ không biết tôi. Tình hình của tôi không phải anh cũng không biết, trước kia đi theo chủ tịch tỉnh, tuy nhiên hiện tại y đã lui về tuyến hai còn có hy vọng gì? Hà Nghi Viễn thở dài. Anh Hà nói không phải là chủ tịch tỉnh Chu Thế Lâm chứ? Diệp Phàm cười hỏi. Ừ, hiện tại y đã lùi về tuyến hai bên mặt trận Tổ quốc. Cậu nói xem, y có thể giúp đỡ tôi sao? Lão chủ tịch tỉnh hiện tại cũng là, ôi, không nói. Hà Nghi Viễn nói, xem ra trên mặt còn có chút chua xót. Có thể đến Bắc Kinh xây dựng chút quan hệ thôi. Diệp Phàm thản nhiên nói. Chạy đi đâu được, quan hệ thật ra cũng là một môn học. Không biết mỗi người nhà của lãnh đạo ở Bắc Kinh căn bản là che mặt. Mặc dù là anh có mấy chục vạn chưa thể lấy đầy. Có tiền cũng chưa có đất dùng. Người ta cũng muốn nhận được người nào đó. Thường thường đều là do bạn bè bắt cầu kết giao. Phải quen biết đến mức độ nhất định, khiến lãnh đạo cảm thấy có thể nhận mới không ngại ra tay. Bằng không, tặng lễ vật cũng không có cửa. Đời là vậy, muốn nói không lễ lạt mà được đề bạt, chuyện nghìn lẻ một đêm thôi. Mà tặng lễ vật cũng không có cửa, muốn nắm cái mũ cũng khó. Hà Nghi Viễn nói, ý này Diệp Phàm cũng hiểu, đơn giản là nhờ hắn bắc cầu thôi, bởi vì quan hệ với nhà họ Kiều Hà Nghi Viễn biết. Ừ, nhớ nhiều năm trước, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ. Đến lúc có vị trí phó phòng, mọi người đều thèm muốn. Tôi cũng động lòng, cho nên, mua hai hộp trà xa hoa đi đưa tiền lễ. Anh nói xem, kết quả thế nào, người ta cũng chưa xem qua trà mua bằng nửa năm lương của tôi. Bà xã của lãnh đạo cũng nói họ không uống trà. Con mẹ nó, đây là ý gì chứ? Sau đó tôi cắn răng mang đến một chai rượu Mao Đài, bà xã y nói lãnh đạo dạ dày không tốt, không uống rượu, bảo tôi cầm về. Sau đó tôi hỏi thăm biết lãnh đạo có họ hàng xa với bạn tôi. Cho nên, nhờ ông nội bà nội đánh mấy gậy cũng không đến, đương nhiên trả 3 tháng tiền lương mới đồng ý đưa tôi đến nhà lãnh đạo. Thường xuyên qua lại quen thuộc, sau đó cùng nhau đánh bài mặt trược. Thua chút tiền cho lãnh đạo, sau đó tôi lại càng mang trà và rượu Mao Đài đến thường hơn. Lần này lãnh đạo cười ha ha nói. Tiểu Hoàng, cậu xem, đến là được rồi, còn quà cáp này nọ. Lãnh đạo khiêm tốn như vậy, tuy nhiên, bà xã y cũng không nương tay, rất tự nhiên đem trà rượu bằng gần 2 năm tiền lương vào cái đống thuốc rượu tạp hóa kia. Lần này cô cũng không nói không uống trà uống rượu không tốt này nọ. Mẹ nó, không có cách nào. Mỗi người đều như vậy, người không tiễn người khác đưa. Đưa không bằng chụp, đương nhiên vị trí chính là của người. Hoàng Cửu Lâm mắng. Ha ha. Diệp Phàm cùng Hà Nghi Viễn cười. Hà Nghi Viễn nói. Lão Hoàng xem ra hiện tại anh không khác gì vị lãnh đạo trước kia của anh. Đương nhiên, cái này gọi là một thế hệ truyền một thế hệ. Không làm lãnh đạo thì mắng lãnh đạo không biết điều, tặng lễ vật hơn nữa còn phải thân quen. Hiện tại làm lãnh đạo mới biết được lễ vật cũng không thể loạn nhận. Nhận là có trách nhiệm pháp luật, tôi còn muốn tiêu giao vài năm, không có lý do gì muốn ngồi xổm. Tuy nhiên, tôi không tham nhiều, mượn chút lễ vật thôi. Vừa chuyển tay mua, muốn kiếm chút tiền chơi hoa. Thật ra như chúng ta, chỉ cần không quá tham, ăn uống đều có người trả tiền, xe cũng có nhà nước, nhà ở cũng có nhà nước, chỉ có bà xã là của chính mình. Cho nên, cũng không cần bao nhiêu tiền. Vẻ mặt Hoàng Cửu Lâm nghiêm túc trêu chọc, lại làm Hà Nghi Viễn và Diệp Phàm cười một trận không ngừng. Lão Hoàng, anh còn thấy khá đủ. Diệp Phàm cười nói. Chương 1525, Kiều Báo Quốc được bổ nhiệm. Cũng giống lão Hà, hai chúng tôi không phải là người có lá gan lớn. Nếu không,
lão Hà ở sở thủy lợi một năm có bao nhiêu công trình, chỉ cần tiền hoa hồng cũng nhận cũng mỏi tay. Hơn nữa số tiền hoa hồng lớn kinh người, lão Hà cũng không nhận tiền hoa hồng, nhưng ngày lễ ngày Tết người khác bao vợ con y xem ra cũng không nhỏ. Nếu không, có thể gặp lão Hà không cũng khó nói. Hoàng Cửu Lâm kể khuyết điểm của Hà Nghi Viễn. Nhận là phạm sai lầm, nhận thuốc rượu vẫn được. Mấy thứ này một chai đã hơn 10.000 tệ, qua tay cũng có thể có chút tiền tiêu, đủ rồi. Tiền nhiều chẳng lẽ mang theo vào quan tài. Còn việc lợi dụng quyền lực trong tay xử lý chút việc tư, ví như xây dựng chỗ nho nhỏ này cũng là bình thường. Nếu không, ai đồng ý làm lãnh đạo, việc này Ngưu Mãn ở trong cánh rừng, để y sáng tạo ra một nơi thoải mái để tắm rửa cũng là chuyện lãnh đạo chúng ta nên làm có phải không? Quan tâm đến cấp dưới thôi. Hà Nghi Viễn nói. Lời anh Hà là cao kiến. Diệp Phàm cười nói. Không phải cao kiến, cậu em, sự thật là như thế. Hà Nghi Viễn cười, trầm ngâm một lát, hỏi. Cậu em khi nào thì rảnh? Rảnh thì vài ngày nữa. Diệp Phàm nói nhưng thật ra đang suy nghĩ xem chọn nhà nào giới thiệu cho Hà Nghi Viễn. Như nhà họ Kiều nếu có thể quyết định chuyện của Kiều Báo Quốc, mẹ Kiều Viên Viên chắc chắn đã mời. Mà nhà họ Phượng cũng có thể giới thiệu, nhà họ Phí cũng đúng. Diệp Phàm đang lựa chọn nhà ai? Đương nhiên vừa rồi Hà Nghi Viễn hỏi như vậy là có ý tứ. Thật ra là hỏi Diệp Phàm khi nào có thể giới thiệu y với nhà họ Kiều ở Bắc Kinh. Tảng sáng ba người trở về. Lúc đi, Thúy Nhi hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Diệp Phàm biết ý của cô, cũng hứa hẹn, vài ngày nữa có thời gian sẽ sang đó giải quyết chuyện chủ tịch xã Trương. Một chủ tịch xã, Diệp Phàm tin rằng mặc dù hắn không quen một ai ở khu Nam Lĩnh muốn bắt y vẫn không cần tốn nhiều sức lực. Xe đi xa, Phạm Ngưu Mãn nhìn Thúy Nhi, nhưng Thúy Nhi lắc lắc đầu. Bây giờ còn có cán bộ như vậy, thế là thế nào? Phạm Ngưu Mãn kinh ngạc, nhìn Thúy Nhi nói. Chẳng lẽ hắn không hài lòng, không thể nào, cháu xinh đẹp nhất trong thôn mà. Cháu cũng không biết vì sao, hắn không động đến cháu. Xem ra cũng sẽ không giúp cháu. Tuy hắn nói vài ngày nữa có thời gian sẽ xuống dưới xử lý việc này. Nghe nói lãnh đạo đều thế, nghĩ một đằng nói một nẻo. Cha cháu không biết làm thế nào mới tốt. Trong nhà, hai. Thúy Nhi lắc đầu vẻ mặt thất vọng, giọng có chút nghẹn ngào. Chẳng lẽ hắn không được, sao lại tìm người như thế? Nếu sảnh trưởng Hà muốn cháu, có lẽ đã đồng ý với cháu việc này. Phạm Ngưu Mãn vẻ mặt khinh miệt. Nếu Diệp Phàm nghe thấy chắc chắn sẽ một quyền đập vào vẻ mặt già nua của lão Phạm vì dám nói ra những việc này. Hắn làm được. Thúy Nhi đỏ bừng mặt lắc lắc đầu. Sao thế được, cháu biết sao cháu còn nói hắn không động vào cháu. Lão Phạm cảm thấy không hiểu được. Cháu nhìn thấy phía dưới của hắn vảnh cao. Thúy Nhi xấu hổ nói. Việc lạ, nếu chịu được, lợi hại. Phạm Ngưu Mãn quả thật khâm phục Diệp Phàm. Nghĩ một chút nói. Có lẽ hắn thật sự đồng ý giúp cháu, chờ vài ngày xem. Chỉ có thể như vậy. Thúy Nhi gật gật đầu. Cậu em, hình như không nghe động tĩnh của cậu. Trong xe, vẻ mặt Hoàng Cửu Lâm có vẻ không hiểu hói. Thôi vậy, đừng làm hại người ta. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Có gì hại không hại, đối với cô ấy có lẽ vẫn là chuyện tốt. Không phải cô ấy muốn nhờ cậu làm việc, cậu làm xong, cô ấy báo đáp cậu là nên thế. Không phải là đêm đầu. Hoàng Cửu Lâm nói. Không thể nói như vậy, đêm đầu tiên đối với một cô gái rất quan trọng. Cả một đời người, đối với một cô gái sẽ nhớ cả đời. Thôi vậy, không nói chuyện này nữa. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Vậy cậu thật sự quyết định giúp cô ấy? Hà Nghi Viễn cũng có chút kinh ngạc, tuy rằng chỉ là đối phó với một chủ tịch xã nhỏ nhưng khá phiền toái. Bởi vì địa khu Nam Lĩnh xem ra Diệp Phàm không có người quen. Giải quyết việc này phải nhờ người giúp, lại nợ một ân tình. Đương nhiên, nếu là thật tôi sẽ đi xem, đồng ý với người khác phải làm được, nếu không, tôi sẽ không dễ dàng hứa. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, chỉ một câu như vậy lại khiến cho Hà Nghi Viễn cùng Hoàng Cửu Lâm lại hiểu sâu sắc thêm về Diệp Phàm. Buổi chiều ngày hôm sau Diệp Phàm ngồi trên ghế, vệ sơ tỉnh đến báo cáo công việc. Nói là nhà khách quân khu tỉnh lần này nhanh thần kỳ, đã làm xong mọi việc. Hơn nữa, khoản tiền bồi thường cũng không nhiều lắm, chưa đến 100 vạn. Làm thỏa đáng là tốt rồi, có ký giao ước chính thức không? Diệp Phàm hỏi, thầm nói, cô chỉ nhìn bên ngoài,
gút mắc bên trong làm sao mà hiểu được. Cuộc sống này không vô duyên vô cớ mà yêu, cũng không vô duyên vô cớ mà hận. Sáng nay Chủ tịch quận Trương thay mặt Ủy ban Nhân dân quận ký kết. Bọn họ nói 2 ngày sau sẽ khởi công dỡ bỏ phần xây dựng trong lòng sông. Vệ Sơ Tịnh nói, cuối cùng cũng xong một việc, thời đại này, muốn làm một việc thật khó. Diệp Phàm thở dài, lắc lắc đầu. Bí thư Diệp, bên này đàm phán xong, nhưng chuyện thuyền chính học đường chúng ta lại chưa thể ra tay. Bên đó phần phải dỡ bỏ lớn hơn. Hơn nữa, tôi tìm hiểu qua, cơ quan quản lý của thuyền chính học đường là Bảo tàng Quân sự Quốc gia, ở Thủy Châu chúng ra căn bản là không thể ra tay. Vệ Sơ Tịnh vẻ mặt lo lắng nói. Người phụ trách thuyền chính học đường tên là gì, cán bộ cấp bậc gì? Diệp Phàm hỏi. Khâu Thiếu Thông, quân hàm đại tá. Quan trọng là y không phải do quân khu tỉnh quản lý, mà là Bảo tàng Quân sự Quốc gia quản lý. Kinh phí của bọn họ không liên quan đến địa phương, cho nên, địa phương căn bản là không quản được bọn họ. Hôm trước chúng tôi có đi tìm y người ngày thái độ rất cứng rắn mạnh mẽ. Hơn nữa, có vẻ không kiên nhẫn. Nói là thuyền chính học đường là di sản nổi tiếng, thuộc loại văn vật, không có khả năng dỡ bỏ. Vệ Sơ Tịnh có chút bất mãn nói. Lúc đó tôi nói là bọn họ lấn chiếm lòng sông, là vi phạm xây dựng. Hơn nữa là tai họa ngầm đối với tài sản và sinh mạng của nhân dân Thủy Châu. Đối với việc chống lũ yêu cầu họ dỡ bỏ phần xây dựng trên mặt sông. Thật ra, phần trên mặt sông của họ chính là khu nhà máy cũ, bên trong là một con thuyền dỉ xét, loang lổ. Mà đại tá Khâu cười lạnh nói nếu chỗ đó có vi phạm về xây dựng thì cũng là từ triều thanh, không liên quan đến y. Hơn nữa, còn châm chọc bảo chúng tôi đi tìm người xây dựng nó. Quả thật đây là cố tình gây sự, những người đó xương cốt chắc đều đã thành tro, làm sao có thể đi tìm. Vệ Sơ Tịnh có chút tức giận rồi, gần đây vì chuyện dọn dẹp lòng sông cũng khá cố gắng. Lãnh đạo Bảo tàng Quân sự Quốc gia là ai? Diệp Phàm hỏi. Tướng quân Trần Trung Thắng, người này rất nổi tiếng. Cái gì là giám đốc nhà Bảo tàng Quân sự Quốc gia, quân hàm thiết tướng nghiên cứu sinh thạc sĩ Học viện Quốc phòng. Đương nhiệm Phó Chủ tịch Hiệp hội Bảo tàng Quốc gia, Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo tàng Quốc tế tại Trung Quốc, Thường vụ Hội Lịch sử Trung Quốc, Hội viên Hội Thư pháp Trung Quốc, tác phẩm thư pháp khá có danh tiếng, còn được lãnh đạo nhà nước lấy làm quà tặng cho lãnh đạo nước Mỹ, Anh, Pháp, Áo và mấy nước khác. Trung Nam Hải, Đại hội Đường Nhân dân, nơi kỷ niệm của các vĩ nhân cũng treo tác phẩm của y. Người này thanh danh uy vọng trong nước rất lớn. Vệ Sơ Tịnh nói. Đúng là một nhân vật khó chơi. Diệp Phàm gật gật đầu, nhìn Vệ Sơ Tịnh một cái, nói. Các cô tiếp tục cùng người của thuyền chính học đường tiếp tục trao đổi việc này. Những cái khác tôi sẽ nghĩ cách, mặc kệ có thành hay không, cần phải phá nhà máy trên lòng sông. Nếu không, khu sinh thái nhân văn Hồng Liên của chúng ta cũng bằng không. Nếu đã công phu và đầu tư nhiều tiền như vậy, không thể bỏ dở nửa chừng. Thái độ Diệp Phàm kiên quyết, Vệ Sơ Tịnh tuy nói có chút hoài nghi, nhưng cũng không nói gì nữa, gật đầu nói ngày mai tiếp tục đi trao đổi với đại tá Khâu. Đúng với hy vọng của quần chúng nhân dân, Giám đốc Sở Thủy Lợi Hà Nghi Viễn lại chủ trì hội nghị phê duyệt quy hoạch chống lũ sông Hồng Liên. Đây chính là quần chúng dĩ nhiêu là kết hợp với công ty nhận thầu phát động nhân dân hai bờ sông ký tên liên hợp. Tuy nói Cố Tắc Phi bị bắt giam, chỉ huy trưởng phòng xử lý chống lũ tỉnh tạm thời vẫn bỏ trống. Nhưng Hà Nghi Viễn là Giám đốc Sở Thủy Lợi kiêm phó chỉ huy trưởng, chủ trì hội nghị như vậy cũng là bình thường. Gần 2 ngày, phê duyệt được ban hành. Vệ Sơ Tịnh một lần nữa triệu tập chủ tịch các công ty xây dựng công trình. Đọc quyết định của phòng xử lý. Dưới lòng sông lại một lần nữa vang lên tiếng máy móc ầm ầm. Về vấn đề thủy lợi chống lũ, Hà Nghi Viễn vận dụng quyền lực của chính y, còn tạo ra được công trình chống đê kè chống lũ sông Hồng Liên hơn 30 triệu. Coi như là vì một chút việc tư, Diệp Phàm biết lão Hà đang thể hiện thiện ý với hắn. Dùng 30 triệu của nhà nước đối lấy mũ phó chủ tịch tỉnh trên đầu ý. Cuối tháng 5, tin tức tốt cuối cùng được truyền đến, Kiều Báo Quốc được bổ nhiệm xuống dưới. Tuy nhiên không phải đến thành phố Mạc Hương đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố mà là đến địa khu Nam Lĩnh đảm nhiệm chủ tịch địa khu. Tuy rằng địa điểm kém một ít nhưng tốt xấu cũng là đề bạt đến cấp giám đốc sở, hơn nữa vẫn là cầm trong tay quyền chủ tịch địa khu. Trong lòng Diệp Phàm hiểu được, bí thư thành phố Mạc Hương Tạ Quốc Trung là người do bí thư Phí đề bạt. Mà Phí Mãn Thiên còn muốn ôm đồm vị trí chủ tịch tuyệt đối không thể.
Chính lãnh đạo cấp trên chơi công bằng nói như vậy không tốt. Phí Mãn Thiên biết rõ điểm này, nếu còn muốn đẩy Kiều Báo Quốc lên ngồi vị trí chủ tịch thành phố Mạc Hương là không có khả năng. Yến Xuân Lai chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt. Cho nên, muốn thay đổi biện pháp, đem chủ tịch địa khu Nam Lĩnh đến thành phố Mạc Hương đảm nhiệm chức chủ tịch, mà Kiều Báo Quốc lại đến Nam Lĩnh đảm nhiệm chức chủ tịch địa khu. Như vậy là cân bằng, chủ tịch tỉnh Yến Xuân Lai cũng không giảm thể hiện sự phản đối kịch liệt. Dù sao, nhà họ Kiều ở Bắc Kinh có hai nhân vật quan trọng trong lãnh đạo nhà nước. Một ủy viên Bộ Chính trị Kiều Viễn Sơn, một ủy viên Quân ủy Kiều Hoành Sơn. Muốn đắc tội với nhà họ Kiều, lão Yến đúng là không sáng suốt. Chương 1526, hắn đáng chết. Buổi chiều cùng ngày Kiều Viên Viên gọi điện thoại đến tỏ vẻ cảm ơn. Chính tư lệnh Kiều Hoành Sơn cũng gọi điện thoại đến, tuy nói không nói gì cảm ơn nhưng Diệp Phàm hiểu ý tứ của y. Mà Kiều Viễn Sơn vẫn kiên quyết không bỏ qua thể diện được. Nhưng thật ra không lên tiếng. Tuy nhiên Kiều Hoành Sơn mời Diệp Phàm nói là mẹ Kiều Viên Viên mời Diệp Phàm đến nhà họ Kiều chơi. Diệp Phàm hiểu đây là nhà họ Kiều bắt đầu thừa nhận thân phận của chính hắn. Mẹ của Kiều Viên Viên ra mặt thật ra chính là thay mặt Kiều Viễn Sơn đồng ý. Chỉ có điều Kiều Viễn Sơn có chút tức giận với Diệp Phàm nhất thời không bỏ được sĩ diện nên đi đường vòng mời qua người khác thôi. Nếu nhà họ Kiều phát ra tin tức, Diệp Phàm quyết định đến nhà họ Kiều một chuyến. Dù sao, thật muốn khuyến khích Viên Viên bất hòa với người trong nhà, về sau trong lòng Kiều Viên Viên đối với hắn không thoải mái. Làm người phụ nữ của mình vì mình khổ tâm, đây không phải là phong cách của Diệp Phàm. Hơn nữa, Diệp Phàm cũng quyết định, lần này đưa Hà Nghi Viễn đi cùng. Thử một chút thái độ của người chuẩn bị làm cha vợ. Nếu Kiều Viễn Sơn đồng ý gặp thì việc của Hà Nghi Viễn liền xong. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng có chuẩn bị, nếu Kiều Viễn Sơn không quan tâm đến Hà Nghi Viễn, Diệp Phàm sẽ tìm cho Hà Nghi Viễn ông chủ khác. Ví như nhà họ Phí ở Bắc Kinh, nếu không thì nhà họ Phượng, thậm chí đến nhà họ Triệu cũng được. Còn có một việc, đó là việc của thuyền chính học đường. Diệp Phàm tính toán từ trên xuống dưới, hệ thống quân đội, phục tùng lãnh đạo nhanh hơn trong cơ quan chính quyền. Quân lệnh như Sơn là như thế. Đến lúc đó chỉ cần tưởng quân Trần Trung Thắng gật đầu, chẳng lẽ Khâu Thiếu Thông còn dám túm đầu không khuất PSC? Nếu như đi tìm Khâu Thiếu Thông, hắn còn muốn đi tìm Trần Trung Thắng. Từ đuôi đến đầu còn không bằng từ trên xuống dưới, đôi khi cách này so với cách bình thường dùng hiệu quả hơn. Tư lệnh, chẳng lẽ cứ như vậy? Ngô Huy Cần vẻ mặt khó chịu, nhìn Hồ Trung Minh. Từ khi giao ước phá nhà nước ký kết, người này cảm thấy mất hết mặt. Không phá đi chắc chắn là không được, phá đi đi. Sắc mặt tư lệnh Hồ u ám khoát tay áo. Chúng ta kéo dài cũng có thể làm bọn họ kéo dài, tôi nghe một tin tức. Nói là cấp trên có chút ý kiến với khu Hồng Liên. Nếu trong 2 năm không làm được, khu Hồng Liên sẽ thành lịch sử. Chúng ta kéo dài xem bọn họ làm thế nào. Ngô Huy Cần nói, cậu kéo dài được 2 năm sao? Vô nghĩa, việc này không phải cậu không biết, tư lệnh Mai lên tiếng, trong vòng 3 ngày đã thu phục việc này. Nếu trong vòng 3 ngày sau khi ký giao ước mà không khởi công, giấu mặt Mai Trường Phong vào chỗ nào? Huy Cần, Mai Trường Phong là lãnh đạo của chúng ta. Cánh tay, khuỷu tay gạt người hiểu chưa? Và lại, nhà họ Mai ở Bắc Kinh còn có người chống, người ta là ủy viên quân ủy viên cũng không phải là bùn ướt. Hồ Trung Minh bực mình nói. Ôi, con mẹ nói, lãnh đạo lớn đẻ chết người. Tư lệnh là thiếu tướng, y cũng là thiếu tướng, không phải là một phó tư lệnh của quân khu lĩnh Nam sao? Ngô Huy Cần khá phẫn nộ, nhìn tư lệnh Hồ một cái, còn nói thêm. Tư lệnh, việc này có phải có cái gì đó không? Có chắc chắn là có, Mai Trường Phong lần này xuống dưới thái độ rất cứng rắn mạnh mẽ, căn bản là ép tôi. Y là lãnh đạo. Cậu nói quân lệnh này có thể không chấp hành sao? Cậu thấy không, vì ép tôi phá nhà, còn rút riêng mấy trăm vạn cấp xuống, sao lại hào phóng như thế, tính toán chu toàn lắm. Tư lệnh Hồ lạnh giọng hừ nói. Diệp Phàm xem ra có chút năng lượng, không ngờ có thể giải quyết Mai Trường Phong, người này rốt cuộc lai lịch như thế nào. Ngô Huy Cần hừ nói. Lai lịch cái rắm, chỉ là đi ra từ huyện Cổ Xuyên lăn lộn một chút thôi. Chắc là có quan hệ với Thiết Chiêm Hùng mới thông được nhà họ Mai thôi. Tư lệnh Hồ hừ nói, hung hăng bóp đầu mẩu thuốc lá dí vào gạt tàn. Thiết Chiêm Hùng, là y. Phó tư lệnh Ngô lập tức kinh ngạc, vẻ mặt ngơ ngẩn.
hẳn là y, trước kia nghe anh Thăng Thành nhắc đến. Nói là hắn và Thiết Chiêm Hùng là anh em kết nghĩa. Lão Thiết rất quan tâm đến cậu em, người ta mệnh tốt. Tư lệnh Hồ nói, mặc dù là Thiết Chiêm Hùng, hiện tại ảnh hưởng đối với quân đội cũng không nhiều. Nhà họ Mai ở Bắc Kinh làm gì nể mặt Thiết Chiêm Hùng? Việc này có phải có chỗ khác? Hồ Huy Cần có quan điểm khác. Con gái của Tư lệnh Mai trước kia vào báo săn cũng là địa ủy Thiết Chiêm Hùng chiếu cố. Xem ra lúc này Thiết Chiêm Hùng nợ y khoản nợ ân tình thôi. Mặc kệ là quan trường hay quân đội, ân tình đều là nợ. Anh không đáp ân tình của người ta, lần sau người ta không để cho anh nợ ân tình. Chờ anh rơi xuống trên tay y, thì mọi việc khó khăn. Dù sao trong vòng luẩn quẩn này, khắp nơi đều có liên quan với nhau. Anh nợ tôi nợ anh. Cứ nợ như vậy cuối cùng đến hình tam giác. Tư lệnh Hồ thở dài, thật ra y thật sự buồn bực. Chính mình đường đường là ủy viên tỉnh ủy, không ngờ bị Diệp Phàm gà mờ đánh bại. Việc này, Tư lệnh Hồ tuyệt đối cũng không nhẫn được. Vậy cứ như vậy thôi sao? Ngô Huy Cần vẫn không cam lòng. Không tính được. Tư lệnh Hồ đột nhiên ra tay, nện một quyền trên bàn làm việc. Bàn run lên một lát mới yên lặng. Văn phòng của bí thư tỉnh ủy Phí Mãn Thiên. Lần này lão Cố xuống ngựa, thật sự là đáng tiếc. Ôi, chỉ vì cho cậu em vợ một chút ưu đãi mà làm mình thành đồng phạm. Lúc trước đề bạt y lên mất rất nhiều công sức, không thể tưởng tượng được ngồi chưa ấm chỗ đã ngã. Trưởng ban thư ký tỉnh Kiều Chí Hòa vẻ mặt buồn bực nói. Quan hệ giữa y và Cố Tắc Phi không tệ lắm. Ưu đãi nhỏ, nhà nước vì việc này tổn thất mấy ngàn vạn. Thật khốn khiếp, bùn lầy không hơn tường. Phí Mãn Thiên không kìm nổi mắng một câu. Ừ, lão Cố cũng là hồ đồ. Tuy nhiên, Ủy ban kỷ luật tỉnh cũng không thể bắt lấy điểm đó không tha. Việc như vậy, trong nước chúng ta hiếm sao? Việc này có phải có người muốn xảy ra chuyện không? Lúc trước nghe nói khi lão Cố bị gọi lên Ủy ban kỷ luật tỉnh hỏi ý, Chủ tịch tỉnh Yến đã gọi điện thoại đến muốn nghe báo cáo. Sau đó Hạ Hải Vĩ báo cáo qua với y liền yêu cầu kiên quyết nghiêm trị không tha. Đồng chí Xuân Lai tính toán chu toàn thật. Kiều Chí Hòa hừ nói, tay khẽ búng tàn thuốc. Y không đánh mới là lạ. Phí Mãn Thiên hừ một tiếng, cau mày ngẫm nghĩ một chút, nói. Việc này lúc trước là ai điều tra ra? Chủ nhiệm Thiết chưa nói sao? Kiều Chí Hòa hỏi. Y nói là y cố gắng hết sức, đối với đồ sâu mọt lớn này nhất định phải bắt. Lúc đó chỉ là vì hỏi ý một chút, không thể tưởng tượng được Cố Tắc Phi đớn hèn như vậy, lập tức nói hết mọi việc. Lần này bị bắt cũng xứng đáng, xuẩn ngốc. Phí Mãn Thiên hừ nói, thiếu chút nữa cắn răng. Việc này cũng khó trách y vì đẩy Cố Tắc Phi lên nhà họ Phí cũng ra sức, không thể tưởng tượng được mới mấy tháng đã xuống ngựa. Nhà họ nhất thời thành trò cười trong mặt người ngoài. Nghe nói không phải. Kiều Chí Hòa lắc đầu. Chẳng lẽ có một người khác? Phí Mãn Thiên thản nhiên nhìn Kiều Chí Hòa một cái. Đối với những chi tiết nhỏ y cũng không có nhiều hứng thú. Vâng, hẳn là Hạ Hải Vĩ. Nghe nói chuyện này y luôn luôn đôn đáo. Hơn nữa nguyên nhân của việc này tôi có hỏi thăm qua. Nghe nói là bởi vì phòng xử lý tỉnh không phê duyệt quy hoạch phát triển khu Hồng Liên mà gây nên. Kiều Chí Hòa cố gắng làm tốt thân phận đại quản gia của tỉnh ủy đối với Phí Mãn Thiên. Khu Hồng Liên, không phải là đồng chí Diệp Phàm sao? Phí Mãn Thiên giật mình, không thể tưởng được việc rối loạn này là do danh con Diệp Phàm muốn gây ra. Phí Mãn Thiên vừa buồn cười vừa tức giận. Lần trước hắn khiến Tư lệnh Hồ phải ngậm bồ hòn, Phí Mãn Thiên được lợi khá hài lòng. Lần này không thể tưởng tượng được đâm một cái sọt lớn như vậy. Người làm cho nhà họ Phí mất mặt không ngờ vẫn là người này. Thật sự thành cũng tại Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà. Đúng, Hạ Hải Vĩ trước kia ở Đức Bình cùng phe với Diệp Phàm. Hơn nữa quan hệ giữa hai người khá tốt, lúc đó ở Đức Bình một số cán bộ lớn xuống ngựa, về danh nghĩa là do Hạ Hải Vĩ làm nhưng thật ra người khởi xướng là Diệp Phàm. Việc ấy lúc đó cháu trai bên ngoài tôi cũng tham gia cho nên biết rõ. Kiều Chí Hòa nói. Cậu nói là Cố Tắc Phi ngăn phòng xử lý tỉnh phê duyệt quy hoạch sống Hồng Liên. Về sau Diệp Phàm ra tay giật dây Hạ Hải Vĩ mới làm sự việc ra như thế. Phí Mãn Thiên hừ nói. Sự thật là như vậy, nghe nói việc sông Hồng Liên trước đó giám đốc Hà Nghi Viễn ở phòng xử lý tỉnh đã thông qua. Sau không biết sao lại thế này, lão Cố đi họp ở Bắc Kinh về phủ quyết. Gửi thông báo chính thức. Yêu cầu sông Hồng Liên ngừng thi công. Phải đợi phòng xử lý thông qua mới có thể tiếp tục thi công.
việc này xem ra Hồng Liên cũng không thể kéo dài nổi. Cho nên Diệp Phàm ra tay không thể tưởng tượng được lão cổ, một lãnh đạo cấp phó tỉnh lại chết trong tay một người thanh niên. Bí thư, thật sự là hậu sinh khả úy. Tuy nhiên, chuyện lão cố lần này cũng không thể chỉ nói thế. Nói như thế nào nữa thì anh và Diệp Phàm mặc dù có chút mâu thuẫn cũng không thể lấy chuyện của hơn 1 triệu dân Hồng Liên để đánh lén người khác có phải không? Anh như vậy cũng là ép Diệp Phàm có phải không? Cuối cùng bị người ta đánh lén. Kiều Chí Hòa cuối cùng cũng nói vài lời hay vì Diệp Phàm. Bởi vì cháu ngoại Kiều Chí Hòa Túc Nhát Tiêu quan hệ với Diệp Phàm khá tốt. Bình thường cũng nghe Túc Nhát Tiêu nói về việc này. Cho nên, khách quan cũng vì Diệp Phàm nói mấy lời hay. Đương nhiên, nếu Cố Tắc Phi hiện tại không ngã, Kiều Chí Hòa sẽ nói khác. Đây gọi là hạ khi bỉ nhất thời, lời nói cũng khác. Cố Tắc Phi, y đáng chết. Phí Mãn Thiên hừ một tiếng. Buổi tối, Diệp Phàm vừa mới tan tầm, đột nhiên nhận được điện thoại của Tiêu Thuần Thần huyện Ngư Dương. Bí thư Diệp đã lâu không gặp, ha ha, trước tiên chúc mừng anh thăng chức. Tiêu Thuần Thần nhiệt tình nói. Đúng vậy, xa Ngư Dương cũng đã nhiều năm, tuy nhiên, tôi cũng phải chúc mừng anh. Hiện tại chủ trì công tác của Ngư Dương, cũng là lãnh đạo lớn địa phương. Diệp Phàm cười nói, trong lòng rõ ràng, xem ra Tiêu Thuần Thần gọi điện thoại chính là vì người em họ Tiếu Kỳ. Tiêu Thuần Thần gọi Phó Giám đốc Sở Công an Tiếu Duệ Phong một tiếng chú. Tất nhiên con của Tiếu Duệ Phong là em họ của Tiêu Thuần Thần. Chương 1527, trưởng ban thư ký Kiều làm thuyết khách. Ha ha, chưa nói là chủ trì, tôi chỉ là nhân vật số 2, cấp trên còn có Bí thư Ngọc. Nhưng thật ra Bí thư Diệp Anh chủ trì công tác của Hồng Liên, xứng đáng là nhân vật số 1. Chính quyền khu Hồng Liên các anh, không thua một khu. Tiêu Thuần Thần khen Diệp Phàm một câu. Không khác gì, tôi cũng chỉ là phó bí thư thành ủy Thủy Châu. Ở thành ủy so với nhân vật số 2 như anh còn thấp hơn nhiều. Diệp Phàm thản nhiên cười, đang chờ Tiêu Thuần Thần ra bài. Sao có thể so với anh đường đường là giám đốc sở tôi mới là cục trưởng. Không thể so với, nếu so được thì tôi thắt cổ. Tiêu Thuần Thần cười nói, còn nói thêm. Buổi tối đi ăn cơm rau dưa thì thế nào? Cơm rau dưa, anh đến Thủy Châu. Diệp Phàm cố ý hỏi. Mới đến, tí sẽ ra. Tiêu Thuần Thần cười nói. Hóa ra vậy, tuy nhiên khách này hẳn là tôi mời. Anh ở xa đến là khách, tôi là chủ. Diệp Phàm cười nói. Không nên, không nên, buổi tối để tôi mời. Bí thư ngàn lần đừng tranh cãi. Anh xem hội sở hoàng thị thế nào. Tiêu Thuần Thần cười nói. Diệp Phàm đồng ý. Ngược lại muốn xem nhà họ Tiếu đưa ai ra nói với hắn. Hội sở Hoàng thị Diệp Phàm đã đến mấy lần, cũng thật sự quen thuộc. Vừa mới xuống xe đã thấy Tiếu Thuần Thần đứng ngoài cửa lớn ngó xung quanh. Vài năm không gặp dáng vẻ Tiếu Thuần Thần không thay đổi nhiều. Chỉ là tóc trên đầu đã bạc, chủ trì công tác của một huyện cũng khá phức tạp, chuyện đáng ghét cũng nhiều. Đặc biệt Ngư Dương, 4 gia tộc lớn đấu mấy trăm năm cũng không biết khi nào thì dừng lại. Bên cạnh Tiếu Thuần Thần còn có một người, Diệp Phàm nhớ mang máng y là Tiêu Chính Đông. Trước kia Diệp Phàm ở Ngư Dương đảm nhiệm chức phó chủ tịch huyện, Tiêu Chính Đông đảm nhiệm phó chủ tịch thành phố Mặc Hương. Hiện giờ làm gì Diệp Phàm không rõ lắm. Bí thư Diệp, anh tới rồi. Tiếu Thuần Thần bước nhanh lên phía trước giơ tay ra, vẻ mặt tươi cười. Đừng nói như vậy chủ tịch huyện Tiếu, anh trước kia có thể là lãnh đạo của tôi. Diệp Phàm cười khiêm tốn. Cũng là nói tình hình thực tế của mình. Diệp Phàm ở Ngư Dương chỉ là một nhân viên quèn, Tiếu Thuần Thần đã là phó chủ tịch thường trực huyện Ngư Dương. Trước kia thái độ của Tiếu Thuần Thần so với y khác so với các đồng chí bình thường một chút. Cũng tạm cho là bạn bè bình thường. Sau đó vì lợi ích của nhà họ Tiếu có một chút xung đột, nhưng đều là chuyện đã qua. Không dám, không dám, bí thư Diệp cứ gọi là Thuần Thần đi. Tiếu Thuần Thần cười nói. Chỉ vào Tiếu Chính Đông giới thiệu. Đây là Tiếu Chính Đông, hiện tại công tác tại địa khu Mô Châu chúng ta. Bí thư Diệp chắc không nhớ nổi y. Diệp Phàm vừa rồi giả ngu, nghe Tiếu Thuần Thần nói đang định chào hỏi, Tiêu Chính Đông đã đi tới cười nói. Bí thư Diệp hiện tại là người tài giỏi, chắc không nhớ trước kia. Và lại, chúng ta chắc chỉ thấy mặt, lần đó pho tượng của nhà họ Tiếu chúng ta ở trên đỉnh xã Tây Bàn. Nói đến xã Tây Bàn. Diệp Phàm nhớ đến một người, ngay lúc đó là bí thư đảng ủy xã Tây Bàn Hạ Giai Trinh.
hai người tuy nói không cùng đi đến một cửa cuối cùng nhưng cô nàng Hạ Giai Trinh Diệp Phàm ấn tượng khá sâu sắc. Một lần Hạ Giai Trinh buồn đến Lâm Tuyển uống rượu giải sầu, vẫn là Diệp Phàm ở phòng riêng ôm cô trong buồn vệ sinh, cảnh tượng khá kiểu diễm. Diệp Phàm hiện tại nhắc đến xã Tây Bàn nghĩ đến Hạ Giai Trinh, trong lòng thổn thức không ngừng. Vì thế cười nói, lúc đó gặp chủ tịch địa khu Tiếu, hiện tại nói mới biết, thật sự đã quên, nhất thời không dám gọi tên, thất lễ, thất lễ. Ha ha, việc này là bình thường. Bí thư từ Đức Bình đến Việt Đông, ở Ngư Đồng có thành tích rồi làm đến cán bộ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Việt Đông. Hiện tại áo gấm về, người đã từng gặp thật sự nhiều lắm. Làm phó bí thư thành ủy Thủy Châu, chủ trì công tác khu Hồng Liên, ở tỉnh là một ngôi sao chính trị mới nổi. Tiếu Chính Đông nói thật sự tâng bốc Diệp Phàm, tay cũng nắm chặt tay Diệp Phàm. Ha ha, sao có thể so sánh với chủ tịch địa khu Tiếu. Anh là lãnh đạo một khu, tôi chỉ là một chức nhỏ thôi. Diệp Phàm cười nói, nhìn hai người một cái hỏi. Nói đến xã Tây Bàn tôi nhớ ra một người, cô là Hạ Giai Trinh, trước kia đảm nhiệm bí thư đảng ủy xã Tây Bàn. Sau đến khu kinh tế mới phía Tây, tôi và cô đã cùng làm việc. Không biết phó bí thư Hạ hiện đang ở đâu? Hả, anh nói chính là cục trưởng Hạ Giai Trinh. Cô hiện tại được điều đến cục du lịch thành phố đảm nhiệm phó cục trưởng thường trực. Tiếu Thuần Thần cười nói. Không tồi, không tồi, đều được đề bạt rồi. Diệp Phàm cười, ba người đi vào phòng riêng, đi vào trong mới phát hiện có vài người. Trưởng ban thư ký Kiều, chào anh. Diệp Phàm nhìn thấy trưởng ban thư ký Kiều, bước lên chào. Tuy nhiên, trong nháy mắt Diệp Phàm liền rõ ràng, hóa ra hậu trường của Tiếu Chính Đông ở tỉnh chính là Kiều Chí Hòa. Buổi tối mời Kiều Chí Hòa đến xem ra là tới làm thuyết khách. Diệp Phàm nhìn lướt qua, những người khác đều không biết. Tiếu Duệ Phong chính chủ cũng không tới, xem ra là không bỏ qua được thể diện. Ha ha, bí thư Diệp tuổi trẻ đáng sợ. Kiều Chí Hòa thân mật cười. Cũng giơ hai tay ra bắt tay Diệp Phàm. Tuy nói là nắm không lâu lắm, tuy nhiên, động tác này làm mấy người Tiếu Chính Đông kinh ngạc. Phải biết rằng Kiều Chí Hòa là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký. Y mặc dù là ngồi bắt tay với anh coi như cũng không tồi. Không thể tưởng tượng được Kiều Chí Hòa đứng lên. Hơn nữa điều khiến mọi người không ngờ nhất chính là y giơ hai tay ra. Đây chính là thể hiện ý tứ gì? Có hai khả năng. Một là thể hiện Diệp Phàm là bạn tốt của Kiều Chí Hòa, khả năng này không lớn. Thứ hai chính là Kiều Chí Hòa rất coi trọng Diệp Phàm. Tuy nói không quen thuộc với Diệp Phàm nhưng y đối đãi với Diệp Phàm như người cùng cấp. Cũng chính là ngang hàng. Việc này thật sự không thể tưởng tượng. Diệp Phàm rõ ràng là cấp dưới của Kiều Chí Hòa. Theo cấp bậc mà nói phân lượng kém đi khá nhiều. Vậy chỉ có thể nói phân lượng người này rất nặng, Kiều Chí Hòa chú ý hắn. Trưởng ban thư ký. Tôi cũng không đáng sợ như vậy chứ. Lại không ba đầu sáu tay. Hơn nữa còn là cấp dưới của anh, có lãnh đạo sợ cấp dưới sao? Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Ha ha, tôi muốn nói là, anh ở khu Hồng Liên làm cho náo nhiệt, đến các ủy viên thường vụ chúng tôi đều cảm thán không ngừng. Tin rằng khu Hồng Liên dưới sự chủ trì của cậu nhất định sẽ phát triển. Kiều Chí Hòa cười nói. Thật ra Kiều Chí Hòa kể lại tỉ mỉ mọi chuyện cho Phí Mãn Thiên. Nói đến Hạ Hải Vĩ sau đó lại nói đến Diệp Phàm là người khởi xướng. Theo Kiều Chí Hòa đoán chắc chắn Phí Mãn Thiên sẽ nổi giận. Cuối cùng bí thư bị hai đống lửa rốt, xem ra Diệp Phàm và Hạ Hải Vĩ đều không nhận được cái gì tốt. Cho nên, Kiều Chí Hòa cuối cùng còn nói vì Diệp Phàm mấy câu. Điều mà Kiều Chí Hòa không nghĩ đến đó là Phí Mãn Thiên nghe xong không ngờ không có hành động gì. Hình như dễ dàng tha thứ cho Diệp Phàm đánh ngã Cố Tắc Phi khiến cho nhà họ Phí mất mặt thì phải. Cố Tắc Phi ngã xuống chỉ là việc nhỏ, quan trọng chính là nơi gần cổng thành của nhà họ Phí mất mới là quan trọng. Điểm này Kiều Chí Hòa suy nghĩ trăm lần vẫn không có lời đáp. Vì sao Phí Mãn Thiên không có một hành động gì? Cảm ơn trưởng ban thư ký đã cổ vũ. Tôi sẽ theo chỉ thị của trưởng ban thư ký, dẫn dắt cán bộ cấp dưới Hồng Liên thêm sức mạnh làm khu Hồng Liên phát triển. Diệp Phàm cười nói, tâng bốc Kiều Chí Hòa vài câu. Khiến y trong lòng cũng âm thầm hài lòng. Rượu trên bàn, nhà họ Tiếu rất nhiệt tình. Bí thư Diệp nghe Nhất Tiêu nói là cậu nhận được đồ đệ tốt, ha ha. Kiều Chí Hòa đột nhiên cười nói. Đã vào chủ đề chính, trong lòng Diệp Phàm thầm nói. Bởi vì lúc trước Mai Thiên Kiệt đến huyện Ma Xuyên đảm nhiệm cục trưởng cục đất đai thì Thúc Nhát Tiêu vẫn là bí thư. Cho nên tất nhiên cũng biết việc này.
Tuy nhiên Diệp Phàm cũng giấu giếm trong lòng, cười nói. Đồ đệ tốt, ha ha, trưởng ban thư ký nói chính là Mai Thiên Kiệt. Thằng nhóc đó không tồi, có chút bốc đồng, làm việc cũng rất có trách nhiệm, nghe nói có lần xuống nông thôn kiểm tra phát hiện có cán bộ làm việc vô trách nhiệm, y nổi nóng đánh người. Tuy nói là động tác thô một chút, nhưng là gánh nặng trọng trách của nhân dân. Đối với loại cán bộ tư tưởng lười nhác, không suy nghĩ tiến thủ, chỉ muốn sống phóng túng tôi coi như khinh. Kiều Chí Hòa nói liên quan đến đề tài khác, đầu tiên là khen Mai Thiên Kiệt, tất nhiên là dẫn dắt đến tư lệnh Mai Trường Phong. Trưởng ban thư ký có thể đừng khen tên kia như vậy, nếu không y sẽ lên mặt. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, mới nhớ đến tìm vị trí cho Mai Thiên Kiệt. Lần trước đi tìm Mai Trường Phong muốn là Phí Hướng Phi đến đảm nhiệm phó sư trưởng sư A có liên quan đến việc này. Trong khoảng thời gian này bận đã quên mất, lúc này thật ra là cơ hội tốt, Mai Thiên Kiệt muốn đến văn phòng tỉnh ủy đảm nhiệm chức phó cục trưởng gì đó, đây là thuộc quyền quản lý của Kiều Chí Hòa. Nếu nhà họ Tiếu muốn nhờ hắn, thì hắn cũng dùng việc này cho nhà họ Mai một ân tình. Nhưng thật ra, vừa lúc làm tốt việc này, bằng không, không làm được, Diệp Phàm cũng không phải là người tốt. Quả thật không tồi, trưởng ban thư ký rất ít khen người, ha ha. Lúc này người trung niên ngồi bên cạnh Kiều Chí Hòa cười nói. Diệp Phàm biết người này phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy Chu Kính Hùng, vì thế cười nói. Cảm ở trưởng ban Chu động viên. Chuyển sang chuyện khác, Diệp Phàm hỏi. Trưởng ban thư ký, nghe nói gần đây văn phòng tỉnh ủy có một vị trí chủ nhiệm còn trống. Thấy không, bí thư Diệp tin tức thật là nhanh nhạy, ha ha. Kiều Chí Hòa cười cười. Không phải. Thiên Kiệt công tác ở văn phòng tỉnh ủy nên biết một chút. Diệp Phàm cũng thản nhiên cười nói, tung Mai Thiên Kiệt ra. Vừa nói xong, tin rằng Kiều Chí Hòa nghe sẽ hiểu. Hả, có chuyện này sao? Kiều Chí Hòa ngược lại không hiểu Mai Thiên Kiệt ở văn phòng tỉnh ủy. Trưởng ban thư ký Kiều sao có thể nhớ rõ ràng, y nhìn Chu Kính Hùng có ý hỏi. Mà nhà họ Tiếu vừa nghe, cảm thấy cơ hội đến, mọi người trong lòng lập tức thở phào. Có một người là Mai Thiên Kiệt hiện đang đảm nhiệm chức trưởng phòng phòng tổng hợp. Chu Kính Hùng đáp. Xem, vừa mới khen đồng chí Mai Thiên Kiệt, không thể tưởng tượng lại công tác ngay dưới mắt tôi. Trưởng ban thư ký như tôi hình như không làm tròn bổn phận. Kiều Chí Hòa vẻ mặt cười cười nói. Kỳ thật, có thể nể mặt nhà họ Mai ở Bắc Kinh Kiều Chí Hòa tình nguyện. Trưởng ban thư ký trăm công ngàn việc, tỉnh ủy có bao nhiêu việc phải làm, cũng không thể quan tâm đến những việc nhỏ đúng không? Chu Kính Hùng khen. Đúng thế, không cần nói nữa. Trưởng ban thư ký, chính tôi ở khu Hồng Liên cũng không nhớ hết tên cán bộ cấp phòng. Diệp Phàm cũng khen một câu. Gặp thời cơ chín muồi, Tiếu Chính Đông nói ngay sau đó. Bí thư Diệp nghe nói tư lệnh Mai hiện đang kiểm tra công tác tại Thủy Châu. Ừ, xem ra còn phải ở vài ngày. Diệp Phàm nói. Chương 1528, đâm sau lưng. Ôi! Tôi đã nghe danh tiếng của tư lệnh Mai, không biết có mời ông ấy một bữa cơm rau dưa được không? Tiếu Chính Đông mặt dày mày dạn nói. Tư lệnh Mai đến rồi, tôi thật sự cũng muốn gặp ông ấy. Kiều Chí Hòa thuận miệng nói vì Tiếu Chính Đông. Ha ha, việc này, để tôi gọi điện thoại hỏi xem tư lệnh Mai khi nào thì rảnh. Diệp Phàm biết rằng việc này thành, lúc này lấy điện thoại ra gọi, vài câu sau đó nói tối mai tư lệnh Mai rảnh. Việc này tất nhiên nhà họ Tiếu thu xếp. Nói đi nói lại, Kiều Chí Hòa gọi Diệp Phàm ra một bên cười nói. Nhất Tiêu cũng đã nói với tối, nói là ở Việt Đông anh rất chiếu cố y. Nói chi vậy, tôi cùng anh ấy là anh em, không thể nói ai chiếu cố ai. Và lại, Túc Nhất Tiêu cũng rất cố gắng, các lãnh đạo đều thích y. Đây chính là do y, không liên quan đến tôi chiếu cố. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Cậu có thể không biết. Nhất Tiêu nói là cậu là anh em tốt lắm. Không nỡ cậu, y vẫn phiền tôi. Vẫn không định về Thủy Châu. Kiều Chí Hòa nhìn Diệp Phàm một cái nói. Việc đó tốt rồi, chúng tôi là anh em, có thời gian thường xuyên liên lạc. Diệp Phàm cười nói, nhìn Kiều Chí Hòa một cái, hỏi. Y ở Việt Đông làm ở sở giám sát, không phải là trở lại sở giám sát của Nam Phúc chứ. Y có thể thắng một bậc. Ôi, trở về dễ dàng, thăng một bậc khó khăn. Phó giám đốc thường trực Lôi Sĩ Đạt đã về hưu. Kiều Chí Hòa thở dài. Trước tiên là quyền, anh là trưởng ban thư ký chuẩn bị một chút không phải thành sao.
cũng không phải giám đốc sở giám sát, chỉ là phó giám đốc thường trực thôi. Diệp Phàm nói, nghe Túc Nhất Tiêu thường xuyên nói, cậu và bí thư đảng ủy công an thành phố Thủy Châu quan hệ khá tốt. Kiều Chí Hòa nói ra những lời này, Diệp Phàm lập tức rõ ràng. Hóa ra Kiều Chí Hòa muốn qua mình khai thông quan hệ với trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Lô Minh Châu. Xem ra, quan hệ giữa Kiều Chí Hòa và Lô Minh Châu hẳn là không tốt lắm. Bằng không, không có khả năng hỏi cái này, y hoàn toàn có thể trực tiếp liên hệ với Lô Minh Châu. Ha ha, đã quen biết từ trước, y cũng gọi tôi một tiếng đại ca. Ngược lại Diệp Phàm cũng không giấu giếm, dù sao việc này Túc Nhất Tiêu nói ra, muốn giấu giếm cũng không giấu giếm được. Và lại, lần này là giúp Túc Nhất Tiêu, khi ở Việt Đông y đối với hắn cũng khá tốt. Có thể giơ tay dắt cành đáp cầu Kiều thúc đẩy anh em là một việc tố, cớ sao mà không làm. Ha ha, Nhất Tiêu nói, chắc mấy ngày nữa, y trở về muốn mời Lô Vĩ cùng ngồi. Kiều Chí Hòa cười nói, thế thì tốt, đến lúc đó trưởng ban thư ký cũng đến ngồi cùng. Có lẽ trưởng ban cũng có thời gian rảnh phải không? Mọi người cùng ngồi uống vài chén cho vui. Diệp Phàm cười nói, tốt, tốt lắm, đến lúc đó tôi nhất định đến. Kiều Chí Hòa vẻ mặt tươi cười, giơ chén rượu lên cùng ly với Diệp Phàm. Có chuyện tôi muốn nói với cậu một chút, các anh dẫn nước từ sông Hồng Liên sang sông Ngọc Diệp phải không? Kiều Chí Hòa chuyển sang chuyện khác. Đúng, có chuyện đó. Chúng tôi muốn xây dựng, mực nước trong sông quá sâu không thể làm. Mà gần đây đây đã lâu trời không mưa, nước sông không nhiều lắm. Đó là thời cơ xây dựng tốt nhất, cho nên... chỉ có thể mượn đường sông Ngọc Diệp bên mà đi khu Đông Hồ. Diệp Phàm vẻ mặt không thay đổi nhưng thật ra trong lòng đã sớm mắng. Không ngờ Vu Tây Dương đã kêu việc này lên tỉnh, người này thật sự là đáng giận, mà Kiều Chí Hòa thông báo cho hắn đó là lấy lòng hắn. Ừ, việc này, xem ra vài ngày Chủ tịch tỉnh Yến sẽ đến khu Đông Hồ kiểm tra, cậu chuẩn bị tốt là được. Kiều Chí Hòa thản nhiên nói, tôi sẽ làm. Diệp Phàm gật gật đầu. Sau khi về nhà, trong lòng Diệp Phàm khá căm tức, cảm giác Vu Tây Dương rất tiểu nhân. Không ngờ không thông qua thành ủy thành phố Thủy Châu âm thầm đem việc này kêu lên tỉnh. Xem ra Chủ tịch tỉnh Yến đi kiểm tra sẽ nói đến việc này. Diệp Phàm thậm chí nghi ngờ, Yến Xuân Lai vì hắn mà đến. Bởi vì, trong số các đồng chí lãnh đạo cấp cao tỉnh ủy cho rằng hắn được bí thư Phí yêu quý. Yến Xuân Lai với nhân vật số 1 Phí Mãn Thiên không hòa hợp. Tất nhiên muốn mượn cớ lấy việc này nói chuyện. Buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm gọi chủ tịch quận Trương lên, bảo y phải làm tốt công việc bơm nước. Mặc kệ có làm tốt hay không, luôn phải chú ý một chút. Hơn nữa, cố gắng làm sạch sẽ, nếu không, chủ tịch tỉnh Yến đến chắc chắn có tật xấu. Chỉ có điều vừa nghe việc này, Trương Lăng Nguyên nói. Bí thư Diệp, anh không biết, không phải là chúng ta không làm tốt, mà hoàn cảnh làm cho không thể làm tốt. Muốn làm sạch sẽ một chút cũng khó. Bên này đang xây dựng, máy móc ù ù, bùn đất rác rưởi khắp nơi rò rỉ. Mà độ ô nhiễm lấy mẫu ngẫu nhiên của sông Ngọc Diệp khu Đông Hồ cũng tăng mạnh, bởi vì sẽ khởi công xây dựng hoàn toàn. Xem ra về sau lấy mẫu ngẫu nhiên của nước khu Đông Hồ sẽ tăng gấp bội. Hơn nữa, càng lấy mẫu ở đáy sông, nước càng thối đen. Trước kia chỉ là mặt nước ô nhiễm một chút bí thư Vu đã tức giận, tôi còn vứt hết thể diện vì y. Tuy nhiên, kỳ lạ chính là ngày hôm qua tôi đi tìm y, đương nhiên là muốn bàn bạc vấn đề mượn đường sông. Không nghĩ Vu Tây Dương vừa nghe xong lập tức nói là không thành vấn đề. Chỉ có điều, giới hạn trong vòng 5 ngày, yêu cầu chúng ta trong mấy ngày tới mau chóng tháo nước. Hơn nữa còn vỗ vỗ vai tôi nói là các khu đều là anh em, hẳn là phải giúp đỡ nhau. Nói là anh là lãnh đạo của y, cần phải san sẻ với lãnh đạo lúc khó khăn. Việc này thật sự có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ anh đã làm thông? Vậy mau rút ra, nhiều một chút, mượn nhiều máy bơm đến đây ra sức bơm ra. Diệp Phàm nói xong, trong nháy mắt liền rõ ràng, chắc chắn là Vu Tây Dương muốn gây chuyện. Ngày hôm qua trưởng ban thư ký Kiều nói là chủ tịch tỉnh Yến muốn tới khu Đông Hồ kiểm tra công tác. Vu Tây Dương nói vui vẻ thế, chắc là muốn chủ tịch tỉnh Yến nhìn sông Hồng Liên tạo ra con đường ô nhiễm cho khu Đông Hồ. Người này, thật là ác động, nếu y muốn gây sự. Dù sao đều không thể thoát, còn không bằng đưa cho y nhiều nước bẩn một chút để nếm thử. Nếu bơm ra nhiều, việc này sợ bí thư Vu sẽ tức giận liền phiền. Hay là giữ nguyên kế hoạch, bơm ra số lượng vừa phải.
như vậy sẽ làm cho sông Ngọc Diệp ô nhiễm ít một chút. Hơn nữa nước sông chảy đi, sẽ mang đi một ít nước bẩn. Trương Lăng Nguyên không hiểu được những việc trong này, cho nên nói như vậy. Trong khoảng thời gian này kỳ lạ chính là nắng nhiều ít mưa, đây là ông trời giúp chúng ta. Năm ngoái đang là mùa mưa, lượng mưa nhiều, nước sông quá sâu không có cách nào xây dựng được. Cho nên, chúng ta phải nắm chắc thời gian, tranh thời gian với ông trời. Nếu không, nhiều ngày như vậy trời không mưa, nếu mưa thì nguy. Đến lúc đó công trình kéo dài mấy tháng, hoặc vài năm, chúng ta chịu nổi sao? Cho nên, phải bằng bất cứ giá nào, trong mấy ngày này tháo hết nước trong lòng sông. Thông báo cho các công ty công trình cố gắng vượt khó, trước khi mưa đến xây dựng bờ sông tốt. Mặc dù sau trời mưa thì công trình tổn thất cũng ít. Diệp Phàm đương nhiên không nói ra những gì trưởng ban thư ký nói, tìm lý do khác nói. Tôi sẽ để bí thư vệ đi làm, thuê thêm máy bơm đến đây, nếu bí thư Vu có nói gì hy vọng bí thư Diệp có thể giải thích một chút. Vẻ mặt Trương Lăng Nguyên có chút khó coi. Vu Tây Dương là ủy viên thường vụ thành ủy, trên đầu y. Vu Tây Dương muốn nhăn mặt, chính y còn phải im lặng. Mà Diệp Phàm thì không thế, cấp bậc và xếp hạng ở đảng ủy so với Vu Tây Dương cao hơn, thật ra có thể nhăn mặt lại. Lúc này, càng củng cố khát vọng quyền lực của chủ tịch quận Trương. Thật ra, quyền lực cũng là một vòng luẩn quẩn nhất định. Chủ tịch quận Trương phải chịu nhịn bí thư Vu, Diệp Phàm có thể để cho Vu Tây Dương nhăn mặt. Diệp Phàm tuy nói cấp bậc đều cao hơn một ít, nhưng so với cấp lớn hơn như cán bộ cấp phó tỉnh trở lên lại có thể quăng sĩ diện của Diệp Phàm. Việc này nếu anh không muốn chịu nhịn, đương nhiên là lên lãnh đạo cấp cao. Nhưng người ta nói, mặc dù là chủ tịch nước cũng bị nhân dân kiềm chế. Trên đời này, rất khó tìm người không phải nhịn. Đương nhiên, quyền lực lớn chịu nhịn cũng không giống, hơn nữa, anh cho người khác phải nhịn cũng nhiều lên. Đến lúc đó anh gọi điện thoại cho tôi. Diệp Phàm cũng không từ chối, hắn khá căm tức đối với Vu Tây Dương. Nếu chủ tịch Yến thật sự đến, phải nghĩ cách dạy cho Vu Tây Dương một bài học. Nếu có thể đẩy ngã Cố Tắc Phi, Vu Tây Dương đối với hắn chẳng lẽ không thể bắt. Lần trước nghe Tô Hoài của Sở Dân Chính tỉnh nói là Ngọc Tuyền Sơn Trang khu Đông Hồ có liên quan đến Vu Tây Dương. Việc này Diệp Phàm cũng nhớ trong lòng. Nếu Vu Tây Dương thực làm hắn căm tức, hắn sẽ ra tay chỗ này. Diệp Phàm quyết tâm lòng tham lớn. Chỉ cần ngăn cản sông Hồng Liên đều hạ nhẫn tâm bắt, mặc kệ lấy đi nhiều hay ít. Đông Minh, báo cáo về việc hợp tác xây dựng trường học và bệnh viện cùng với căn cứ Vinh Lam Nguyệt đã chỉnh sửa xong chưa? Diệp Phàm gọi đến trưởng ban thư ký quận ủy Phạm Đông Minh. Đã xong, bí thư Diệp, anh xem. Phạm Đông Minh lấy trong túi ra ra tài liệu. Gần đây Phạm Đông Minh khá nghe lời, chỉ cần Diệp Phàm lên tiếng, y sẽ chấp hành không hơn không kém. Tuy nói chưa thể hiện ra cái gì nhưng nhìn hành động thái độ của y, Diệp Phàm cũng cảm thấy thay đổi lớn, tuy nhiên, Diệp Phàm cũng đang kiểm tra y. Nếu là người có thể sử dụng, Diệp Phàm cũng không tiếc giúp y một phen. Diệp Phàm lật tài liệu, cảm thấy được, tùy tay đặt trên bàn nói. Chuyện trình báo không cần đến các cậu, cậu nghĩ cách đưa cho công tử Yến Đông của chủ tịch tỉnh Yến là được. Trước tiên cần chủ tịch quận Trương cùng các ủy viên thường vụ ký tên, thảo luận sẽ không có hai lời. Dù sao là việc tốt, tin tưởng hẳn là không ai phản đối. Tôi ký trước. Sau khi nói xong, Diệp Phàm cầm bút, theo thông thường bí thư ký trước. Tuy nhiên, Diệp Phàm ký vẫn ở phía dưới, trên là do bọn họ ký. Đưa cho công tử Yến, việc này có thể thành sao? Phạm Đông Bằng trong lòng khá kinh ngạc, nghe giọng Diệp Phàm, chẳng lẽ hắn đi thông quan hệ với chủ tịch Yến? Không phải nghe nói Diệp Phàm quan hệ với bí thư Tề và trưởng ban Lô tốt hơn. Hơn nữa bí thư phí cũng chiếu cố hắn, bằng không, cũng sẽ không đưa xuống 500 triệu tiền vốn. Sao lại đặt lên chủ tịch tỉnh Yến? Việc này thật rắc rối. Phải biết rằng, trong cơ chế hiện nay ghét nhất chính là loại thay đổi thấy thường. Loại cán bộ này mấy phương đều muốn lấy lòng, tuy nhiên, đến cuối cùng phương nào cũng không chiếm được tốt. Cuối cùng thành kẻ đáng thương ai cũng hô đánh đập. Chương 1529, chủ tịch tỉnh Yến đến kịp. Anh đưa cho y là được, những cái khác không cần xen vào. Diệp Phàm thản nhiên nhìn Phạm Đông Bằng một cái, cũng không giải thích gì. Thầm nói. Vậy được, tôi lập tức đi làm. Phạm Đông Bằng gật gật đầu nhìn Diệp Phàm một cái hỏi. Bí thư Diệp, anh đến đây đã mấy tháng, chuyện chọn thư ký đã tìm được người thích hợp chưa? Cứ như vậy cũng quá mệt mỏi,
có được người giúp đỡ sẽ thoải mái hơn một chút. Đúng là thế, tôi xem lại. Diệp Phàm gật gật đầu mới nhớ đến vấn đề thư ký. Nhìn Phạm Đông Bằng một cái nói thêm. Cậu cũng để ý đi, nước không động không dậy nổi sóng, cùng nhau xem có thể tìm được người thích hợp. Tôi hiểu rồi. Phạm Đông Bằng gật gật đầu đứng lên, còn nói thêm. Gần đây nghe nói chủ tịch thành phố Cố Nhất Võ đang làm những gì? Hình như liên quan đến xây dựng khu Hồng Liên chúng ta. Cụ thể đang làm gì tôi cũng không rõ lắm. Được tôi biết rồi. Diệp Phàm gật gật đầu, biết Phạm Đông Bằng nghe được cái gì nhắc nhở hắn. Xem ra, người này đang cố gắng dựa vào chính hắn. Bằng không, tuyệt không nói ra những bí mật lợi hại liên quan đến chính hắn. Buổi tối ngày hôm sau, Diệp Phàm mời Mai Trường Phong cùng mấy người Kiều Chí Hòa cùng ăn cơm. Tiếu Duệ Phong lần này tới rồi, y vẻ mặt hổ thẹn nhìn Tư lệnh Mai nói. Tư lệnh Mai, thằng con không biết làm Ninh cô nương sợ hãi. Hừ, lần này không nể mặt Diệp Phàm và trưởng ban thư ký tôi sẽ không đến ăn bữa cơm này. Mai Trường Phong đó là không nể mặt Tiếu Duệ Phong, lạnh lùng nói. Mà Mai Trường Phong xếp Diệp Phàm trước Kiều Chí Hòa. Điểm này khiến nhà họ Tiếu vừa hâm mộ lại thầm giật mình. Không thể tưởng được quan hệ giữa Diệp Phàm và nhà họ Mai thật là tốt. Đúng thế, Tư lệnh Mai, tôi sẽ giáo dục đứa con ngỗ nghịch này. Tiếu Duệ Phong giống như đứa trẻ mắc sai lầm cam đoan với thầy giáo. Mặt đỏ bừng, nói. Xong quay sang Diệp Phàm và Kiều Chí Hòa nói cảm ơn. Tư lệnh Mai, thanh niên uống rượu làm một ít chuyện trái lệ thường, may mắn cũng không tạo thành ảnh hưởng lớn. Tin rằng Phó Giám Đốc Tiếu sẽ dạy dỗ hắn nghiêm. Việc này, anh xem có thể giải thích với trưởng ban Ninh một chút. Diệp Phàm xen vào nói. Bởi vì Tiếu Thuần Thần luôn luôn âm thầm thỉnh cầu Diệp Phàm ra mặt nói lý. Bằng không, Tiếu Duệ Phong gặp nạn có thể chết. Giải thích, nhưng tôi cũng không dám bỏ qua thể diện của Lão Trương. Mai Trường Phong giọng kéo dài hừ nói. Nhà họ Tiếu vừa nghe tất nhiên trong lòng bắt đầu chìm xuống. Mà trưởng ban thư ký Kiều Chí Hòa lại có chút hối hận đã đến chỗ này. Nhà họ Ninh thật ra là đại diện cho nhà họ Phí. Đó là những cây đại thụ che trời. Làm sao một trưởng ban thư ký như y lại có khả năng làm được một gia tộc lớn? Nếu không như vậy, Tư lệnh Mai, xin mời ngài đáp cái cầu Kiều, chúng tôi đến nhà tạ lỗi với trưởng ban Ninh. Tiếu Chính Đông Kiên chỉ đứng ra nói xong vẻ mặt xấu hổ nhìn Kiều Chí Hòa. Đúng vậy. Tư lệnh Mai, anh giới thiệu một chút là được. Kiều Chí Hòa cảm thấy phải đi tạ lỗi với người ta. Việc này vội nhưng thật ra có thể trợ giúp một chút. Ha ha, các anh tìm lầm người. Mai Trường Phong đột nhiên cười nói. Tìm lầm người. Kiều Chí Hòa thoáng suy nghĩ một chút, nhìn Diệp Phàm. Đúng vậy, người này xa cuối chân trời gần ngay trước mắt. Mai Trường Phong cười nói cũng không hề so đo việc này. Và lại việc này nếu Diệp Phàm ra mặt, mà Kiều Chí Hòa lại là lãnh đạo của con mình cũng không so đo quá mức. Đương nhiên, nhà họ Mai không sợ sai, như Kiều Chí Hòa phân lượng không thể dao động được căn cơ của nhà họ Mai. Chỉ có điều Mai Trường Phong có quyết định của chính mình. Bởi vì đã nhận được điều lệnh, y sắp đến Sư Thủy Châu đảm nhiệm lãnh đạo chỉ huy. Xem ra một thời gian dài nữa đều đứng ở Thủy Châu. Làm tốt quan hệ cùng chính quyền địa phương cũng có thể xúc tiến đoàn kết quân dân. Đối với việc xây dựng quân đội cũng có chỗ tốt. Anh nói không phải là Diệp Phàm chứ. Tiếu Chính Đông thật sự có chút không thể tin được việc này. Nhìn Mai Trường Phong. Ha ha, không nói dối các anh. Cô nàng thiên kiệt của nhà tôi cùng An Hòa vẫn là do Diệp Phàm giúp đỡ. Nói trắng ra, Diệp Phàm chính là bà mối của hai đứa chúng. Cũng là bà mối do nhà họ Mai chúng tôi mời. Mai Trường Phong nói ra, không khác gì quả bom hẹn giờ. Lập tức bùng nổ toàn bộ người nhà họ Tiếu. Mà Kiều Chí Hòa trong nháy mắt hiểu rõ rất nhiều nguyên nhân, thầm nói, khó trách Phí Mãn Thiên có thể chiếu cố khu Hồng Liên như thế. Cấp cho khu Đông Hồ 20.000 nhân dân tệ phí cải tạo ô nhiễm, cũng cho Hồng Liên 500 triệu. Nguyên nhân trong đó là thế, Diệp Phàm thật ra dẫm lên hoa đào. Không thể tưởng tượng được, có thể dựa vào cây đại thụ nhà họ Phí. Tư lệnh Mai, bỏ qua, tôi chỉ quen An Hòa thôi. Mà Thiên Kiệt và An Hòa đã quen nhau từ trước, mà tôi quen An Hòa cũng thông qua Thiên Kiệt mới quen. Nếu hai người bọn họ đã có tình cảm, tôi ra mặt nói vài lời cũng là bình thường. Diệp Phàm khiêm tốn nói,
tuy muốn cực lực phủ quyết mối quan hệ giữa mình và nhà họ Phí nhưng ngồi ở đây rốt cuộc không ai tin chuyện ma quỷ của hắn. Nếu Diệp Phàm không có một chút quan hệ gì với nhà họ Phí, sao có khả năng làm được bà mối này? Cái gì gọi là bà mối của hai gia tộc lớn, đó là có phân lượng tương đương. Có thể khiến hai nhà họ Phí và nhà họ Mai đồng ý mới được. Bằng không thì cút đi, ai tiếp anh? Bí thư Diệp, việc này thật sự nhờ cậu giúp đỡ nói vài lời. Tiếu Thuần Thần vẻ mặt khẩn thiết nói. Thôi vậy, nếu lão lãnh đạo đều nói như vậy, tôi còn có cái gì để nói? Tôi sẽ không cần thiết phải làm phiền trưởng ban Ninh, trực tiếp giải thích cùng An Hòa là được. Chỉ cần Hòa Hòa cô nàng không nói ra, việc này trưởng ban không chắc biết được. Việc này không phải giải quyết, cũng không phải việc lớn gì. Tuy nhiên Ninh không có thời gian lo việc này, các anh thấy thế nào? Diệp Phàm nói hắn mới không thiện tâm giới thiệu nhà họ Tiếu cho nhà họ Ninh. Cách này hình như cũng không tồi. Kiều Chí Hòa nói. Vậy kính nhờ Diệp Phàm. Tiếu Duệ Phong vẻ mặt hổ thẹn nói. Tiếu Chính Đông cũng tỏ vẻ cảm tạ ngay sau đó. Chủ tịch tỉnh Yến Xuân Lai cũng đến thật nhanh. Ngày thứ tư quả nhiên tới rồi. Hơn nữa, tư thế 10 phần, dẫn theo người của lãnh đạo của Sở Bảo vệ Môi trường, Vệ sinh, Thủy lợi, Xây dựng, Giao thông đi kiểm tra khu Đông Hồ. Mà chủ tịch thành phố Thủy Châu Chu Sâm Mộc cũng dẫn bộ máy lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố nghênh đón nhiệt tình. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng là ủy viên thành ủy, nên cũng ở trong đội ngũ nghênh đón, vì đoàn Hải Thiên đi tỉnh Tây Giang khảo sát, người chủ trì đương nhiên là phó chủ tịch thành phố Chu. Xe dừng ở bên Hồ Ngọc Tuyền khu Đông Hồ, chủ tịch tỉnh Yến xuống xe liền cười nói. Mấy tháng trước tôi đến khu Đông Hồ, cảnh sắc thật sự không tồi, là khu phong cảnh. Sâm Mộc. Nghe nói khu Đông Hồ có trên 100 con suối nhỏ, trước kia gọi là khu Trăm Tuyền, việc này đã nghiên cứu chưa? Ha ha, chủ tịch tỉnh, việc này thật sự là như vậy. Triều Thanh khu Đông Hồ tương ứng với một huyện của phủ Thủy Châu lúc đó gọi là huyện Trăm Tuyền. Nghe nói khá lớn, được cho là trên 100 con suối, hiện tại hẳn là không bằng Triều Thanh, rốt cuộc có bao nhiêu con suối để Vu Tây Dương của khu Đông Hồ nói một chút đi. Phó chủ tịch thành phố Chu cười ha hả đem Vu Tây Dương giới thiệu cho chủ tịch Yến. Chủ tịch tỉnh, Triều Thanh có trên 100 con suối lớn. Hơn nữa, con suối nhỏ phải đến 200. Thời gian trước tôi đã cho các phòng chuyên môn thống kê, bây giờ còn lại 36 mắt tuyền. Mà chỉ một Hồ Ngọc Tuyền đã có 8 con suối. Thỉnh thoảng lượng mưa sung túc, nước suối có thể hơn 1 mét, thấp cũng trên dưới nửa mét. Dường như suối phun bình thường. Đây là ông trời ban tặng nhân dân khu Đông Hồ, làm sao suối do người tạo ra bằng được. Hơn nữa, càng kỳ lạ chính là có một con suối có thể dùng để làm suối nước nóng. Các nhân viên đã kiểm nghiệm qua, nói là phía sau Hồ Ngọc Tuyền có một suối nước nóng có nhiều khoáng chất hữu ích cho cơ thể. Có tác dụng sát trùng, trị ngứa, tốt cho da. Mà lúc đó vì sao gọi là Hồ Ngọc Tuyền là bởi vì các tiên nữ trên trời đều thích Hồ Ngọc Tuyền chúng tôi. Thường xuyên trộm xuống tắm rửa chơi đùa cho nên gọi là Hồ Ngọc Tuyền. Vu Tây Dương giống một bà hoàng, cố gắng thổi phồng Hồ Ngọc Tuyền. Nơi này thiếu chút nữa thành hồ tiên nước thánh, có thể biểu diễn trước mặt chủ tịch Yến một phen, Vu Tây Dương vẫn khá thỏa mãn. Cảm thấy lên mặt, Diệp Phàm đứng trong đám người âm thầm cười lạnh, biết mục đích của người này không phải như thế. Đây gọi là gì, trèo càng cao ngã càng đau. Làm chủ tịch tỉnh Yến thấy nước sông Hồng Liên làm ô nhiễm hồ càng nghiêm trọng. Hơn nữa, Vu Tây Dương vừa thổi phồng còn vừa nhìn Diệp Phàm một cái. Đây đều bị đôi mắt ưng của Diệp Phàm nhìn thấy hết. Đoàn người của chủ tịch tỉnh Yến theo lời Vu Tây Dương đầu tiên là ngắm nhìn cung giao trì, miếu nữ oa, giếng Ngọc Tuyền bên Hồ Ngọc Tuyền nổi tiếng. Tiếp theo là đi đến Hồ Ngọc Tuyền. Diệp Phàm biết, đây mới là mục tiêu của Vu Tây Dương. Khi nhìn nước suối bình thường sạch sẽ kia của Hồ Ngọc Tuyền, chủ tịch tỉnh Yến Xuân Lai quả nhiên ngây người. Cau mày nhìn nhìn, hình như còn có chút mùi thối. Đồng chí Tây Dương, tôi thấy hình như các anh không chú ý quản lý. Chủ tịch tỉnh Yến cau mày nói. Thật ra, Yến Xuân Lai còn không hiểu nguyên do, cho nên, đầu tiên là hỏi Vu Tây Dương. Giọng điệu như đang phê bình. Hồ Ngọc Tuyền vẫn tương đối lớn, một hồ không giống bình thường. Rộng cũng 3-4 dặm. Xung quanh bờ đều là cây cối cổ thụ, bên cạnh đó còn có hành lang xây dựng gấp khúc. Nghe nói vì đem Hồ Ngọc Tuyền tạo thành di hòa viên Thủy Châu, lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân quận Đông Hồ đều đã đi di hòa viên khảo sát về. Về sau khắp nơi kêu gọi đầu tư, qua mười mấy năm xây dựng không ngừng,
Hồ Ngọc Tuyền của khu Đông Hồ cũng cùng khuôn dạng. Có cái giá của Di Hòa Viên thu nhỏ. Đương nhiên, chỉ giống nhau mà không giống. Hơn nữa, diện tích không thể so sánh với Di Hòa Viên của Bắc Kinh. Mà quản lý khu công viên Hồ Ngọc Tuyền vẫn là một đơn vị cấp phòng, ít người. Đương nhiên cán bộ du lịch thuộc Ủy ban Nhân dân đi khảo sát cũng là mượn cớ đi du lịch, sao mà không làm? Sao lại thế này? Phó Chủ tịch thành phố Chu cũng nghiêm mặt, nhìn Hồ Ngọc Tuyền, còn hít hít mũi, xoay người vẻ mặt nghiêm túc hỏi Vu Tây Dương.